Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ sang cái chương tiếp theo của cái dầm chịu uốn. Đó là chúng ta sẽ đi tính chuyển vị của những cái dầm chịu uốn ngang phẳng. Thì cái chuyển vị, bài toán tính chuyển vị luôn luôn là một bài toán rất là khó. Và nó hầu như là làm cho các cái sinh viên cảm thấy rất là khó khăn. Thì tuy nhiên thì nó là một cái chủ đề rất là quan trọng. Bởi lẽ là chúng ta phải đi tìm được cái chuyển vị ở trong cái dầm của chúng ta là sẽ có hai chuyển vị là độ võng và góc xoay. Thì cái yêu cầu mà chúng ta cần phải đi tính cái độ võng và góc xoay này thì nó liên quan đến cái bài toán mà để đảm bảo cho cái dầm hay là những cái thanh của chúng ta nó được làm việc một cách ổn định. Nó có thể an toàn khi mà nó thỏa mãn điều kiện bền. Nhưng ví dụ như là chúng ta thấy rằng là ví dụ như cái dầm mà nó chịu một cái tải trọng và khi mà cái độ võng của nó quá lớn đi. Cái độ uốn của nó quá lớn thì dẫn tới là nó sẽ bị mất ổn định khi mà làm việc, hay là nó sẽ va chạm vào những cái vật thể khác trong cái chi tiết máy của chúng ta, hay hoặc là nó sẽ làm cho người ta có một cái cảm giác là mất mỹ quan hay là không an toàn, tức là vân vân, tức là nó sẽ liên quan đến những cái yêu cầu kỹ thuật khác mà nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái độ võng mà nó quá lớn. Thế thì do đó thì chúng ta cần phải đi tính được những cái độ võng hay góc xoay đó, để từ đó chúng ta tìm được cái điều kiện ta áp lại, tìm tải trọng hay là vật liệu hay là kích thước như thế nào đó để sao cho là cái dầm của chúng ta nó thỏa mãn cái điều kiện cứng. Thì trong một cái dầm thông dụng thì cái độ võng lớn nhất của dầm trên một cái tổng chiều dài của dầm thì thường là dao động từ khoảng 1/1000 đến 1/100. Thì như vậy thì cái dầm đó được gọi là nó sẽ được ổn định và an toàn và thỏa mãn điều kiện cứng. Thế nhưng mà trước hết để làm được cái điều đó thì chúng ta phải biết cách tính được cái độ võng và góc xoay, hay còn gọi là chuyển vị nói chung đó, của một điểm bất kỳ, của mặt cắt bất kỳ trên một cái dầm chịu uốn. Đó thì đấy là cái nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên thầy xin giới thiệu cho các em một số những cái khái niệm cơ bản của trong cái dầm chịu uốn, đó là về độ võng và góc xoay. Trước hết là thầy các em nhìn thấy trên hình vẽ đây, chúng ta có một cái dầm này là dầm công son. Thì ở đây là những cái tải trọng đặt vào, ta thấy là có tải phân bố hay là cái moment ngẫu lực. Trục của chúng ta là trục Z. Trục này chuẩn là đúng của chúng ta là trục Y. Bây giờ khi mà dưới tác dụng của cái tải trọng á, thì cái dầm của chúng ta nó sẽ bị biến dạng. Và cái hình dạng, cái hình ảnh mà cái dầm của chúng ta á, mà sau dưới tác dụng của tải trọng á, thì thầy giả sử như là nó sẽ bị cong đi. Các bạn nhìn thấy nó sẽ bị cong đi. Các bạn có thể làm thí nghiệm là lấy một cái thước kẻ, các bạn bẻ cong đi theo cái tải trọng như thế đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đường, cái thước kẻ của các bạn nó sẽ bị biến dạng thành một cái đường như thế này. Và cái đường này á, nó là cái đường của trục nha các bạn. Nó là đường của trục, tức là cái trục của cái dầm á, nó sẽ biến dạng theo một cái đường cong như thế này. Thì nó gọi cái đường này á, nó gọi là đường biến dạng, hay gọi là đường cong đàn hồi. Các bạn hiểu vấn đề không? Tất nhiên là khi mà vật liệu phải nằm trong cái vùng đàn hồi, cái miền đàn hồi á, thì cái đường cong này nó tuân theo quy luật đàn hồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta cần tính được cái chuyển vị của một điểm P bất kỳ, mà cái điểm P này có tọa độ là Z. Tính từ, thí dụ như là tính từ cái đầu ngàm bên trái chẳng hạn, bạn hiểu vấn đề không? Thì cái điểm P này ấy, ban đầu là nó nằm ở trên dầm, là nằm ngang ở trên trục Z. Thì sau đó thì các bạn thấy điểm P nó để dịch chuyển lên phía trên. Đó. Thì các bạn thấy là gì? Vậy thì cái độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng này thì nó gọi là VZ. Thì VZ chính là độ võng, các bạn chú ý nhé. Tại sao lại V? Bởi vì chuyển vị theo phương Y, ta hiệu là V. Mà cái chuyển vị đó nó phụ thuộc vào cái tọa độ là Z. Bởi vì cứ mỗi một tọa độ Z khác nhau thì cái chuyển vị V lại khác nhau. Thế vậy thì V là một hàm số theo Z. Các bạn chú ý rằng là các bạn nghĩ rằng là có nhiều bạn thắc mắc là điểm P nó sẽ không phải thẳng đứng đây đâu, mà có thể nó bị lệch đi, là đúng đấy. Nhưng mà xét về cái dầm biến dạng rất là nhỏ, các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ tính cái sẽ chỉ tính cái độ võng của nó khi mà cái chuyển vị của nó khá là nhỏ so với là cái kích thước của dầm mà thôi. Chứ nếu mà nhiều quá thì chúng ta sẽ là cái công thức khác đó, nó sẽ không là công thức bài học ngày hôm nay đâu. Như vậy thì điểm P của chúng ta khi mà nó bị lên hoặc là xuống, nó bị dịch chuyển lên thẳng đứng hoặc xuống dưới một đoạn, thì cái độ đó nó là độ võng. Và tại cái điểm mới đó chúng ta kẻ một cái đường tiếp tuyến với lại cái đường cong đàn hồi. Các bạn nghe rõ chưa nào? Tại cái điểm P phẩy P sao này thì thầy sẽ kẻ một cái đường tiếp tuyến với đường đàn hồi. Thì cái góc mà lệch, cái góc mà hợp bởi cái phương ngang OZ với lại là cái phương tiếp tuyến đó thì nó gọi là góc xoay. Như vậy thì khi mà cái dầm của chúng ta biến dạng thì chúng ta sẽ có hai cái thông số cần tính, đó là độ võng, tức là cái độ chênh lệch theo phương thẳng đứng của một cái điểm bất kỳ, và cái góc hợp bởi tiếp tuyến của cái điểm tại cái đường đàn hồi đó với lại phương ngang Z. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái biến dạng là độ võng và góc xoay mà chúng ta cần tìm. Và theo cái công thức chúng ta dễ dàng nhận thấy, các bạn thấy rằng là như mà đây là cái tung độ là V, cái độ võng là V, mà đây là cái góc tiếp tuyến, cái góc hợp bởi tiếp tuyến ấy, thì rõ ràng ta thấy dễ dàng rằng là cái góc này chính là đạo hàm của cái hàm chuyển vị độ võng này. Chúng ta thấy rất là dễ dàng là theta, tức là góc xoay, là bằng cái độ võng đạo hàm đó. Thế thì
Một cái dầm khác như cái dầm chìa của chúng ta chẳng hạn thì cũng tương tự như vậy thôi, thì cái đường cong đàn hồi thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Đó, nó sẽ có cái dạng như thế này. Đấy. Thế thì nếu như mà chúng ta mà tìm được cái quy luật mà độ võng của một điểm bất kỳ ấy, thì chúng ta có thể vẽ được cái đường biến dạng đàn hồi này. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là ví dụ cái đường biến dạng đàn hồi này thì chính nó là cái đồ thị của cái hàm số là V phụ thuộc vào Z. Bởi vì là cứ cái chuyển vị là bao nhiêu, cái độ võng là bao nhiêu thì chúng ta sẽ có một cái điểm và chúng ta nối những cái điểm với lại thì chúng ta sẽ có được cái đường biến dạng đàn hồi này. Và trong một cái dầm mút chìa này thì cái hình dạng đàn hồi này có hình như hình vẽ. Và chúng ta thấy rằng là cái độ võng lớn nhất là nó sẽ có hai điểm, một cái điểm ở đây và cái điểm ở đây phụ thuộc vào tải trọng. Có thể cái này lớn hơn hoặc có thể cái này lớn hơn tùy. Cái nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tìm cái phương pháp để tính được cái độ võng của một cái điểm bất kỳ, và xa hơn nữa là chúng ta phải tìm được cái điểm nào sẽ là cái điểm mà nó có cái độ võng hay góc xoáy lớn nhất. Đó. Thế thì đó là những khái niệm ban đầu của chúng ta. Một cái điều mà người ta nhận thấy các bạn, khi mà chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ moment uốn và cái biểu đồ nội lực moment uốn trong một cái dầm bất kỳ, và sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đường cong biến dạng đàn hồi tương đối của một cái dầm, thì chúng ta nhận thấy một cái điều là cứ ở cái đoạn nào á mà cái moment của các bạn mang dấu giá trị dương á, nó mang dấu dương, thì cái đoạn đó là cái dầm của các bạn nó sẽ bị uốn theo cái đường uốn của nó, như kiểu nó sẽ bị lõm. Các bạn hiểu vấn đề không? Đó. Mà cái đường nào mà cái đoạn nào mà cái moment của nó mang giá trị âm á, thì cái đoạn đó là cái đường cong đàn hồi của các bạn là nó bị lồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó, ví dụ như cái đoạn này chẳng hạn, từ đây đến đây là nó dương, tức là nó sẽ bị lõm, các bạn thấy không? Đó. Và ở đây là âm thì cái đường cong của nó là nó cong như thế này, là nó hơi bị lồi một tí. Như vậy ta thấy một điều rõ ràng là như vậy là âm thì lồi mà lõm thì dương. Điều đó cho chúng ta có một cái nhận thấy rằng là cái độ võng và cái moment này nó sẽ có cái quan hệ là đạo hàm bậc hai. Thì chúng ta đã biết rằng là nếu như mà cái moment này ở đây bằng không thì ở đây nó sẽ là cái điểm uốn, tức là đạo hàm bậc hai của nó. Tức là đạo hàm tức là các bạn thấy rằng là nếu đạo hàm bậc hai của cái độ võng này ấy, thì nó có liên quan đến cái moment này, cái giá trị này. Do đó thì nếu mà đạo hàm bậc hai mà dương ấy, thì cái hàm của các bạn ấy, là nó sẽ là lõm, mà đạo hàm âm thì hàm sẽ là lồi. Thế thì từ đây thì sau này chúng ta sẽ có được cái công thức và chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này. Thì trước mắt là các bạn thấy rằng là về mặt kỹ thuật ấy, thì chúng ta thấy là cái điều này như vậy. Đó, thì cái nơi đâu mà moment dương ấy, thì cái độ võng của nó là nó sẽ lõm, mà nơi đâu là âm thì nó sẽ lồi. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xét cái phương trình vi phân của đường đàn hồi. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn tìm được cái hình dạng của cái đường đàn hồi này thì chúng ta về mặt toán học chúng ta phải có một cái phương trình của nó. Cái phương trình đó cho phép chúng ta xác định được cái độ võng của nó thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường đàn hồi mà thôi. Thì ở đây á, chúng ta sẽ có một cái khái niệm là khi mà cái đường đàn hồi của các bạn nó bị cong như thế này á thì các bạn sẽ có một cái bán kính cong là rho. Và cái kappa thì là một phần của rho, là độ cong của đường đàn hồi. Cái này là các bạn sẽ học ở cái hình học vi phân. Ở đây thì không muốn nói sâu, nhưng mà đại loại là chúng ta thấy rằng là một chia rho thì các bạn sẽ có được là bằng mx chia cho eix, và bằng âm của sigma z là cái ứng suất pháp của các bạn chia cho e và nhân cho là cái tung độ y của các bạn. Đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy cái quan trọng là khi mà cái moment là dương á, thì cái hàm của chúng ta ở đây là bị lõm. Thì cái điều này các bạn nhớ rằng là một cái điều cũng rất là dễ hiểu. Vì các bạn nhớ là cái moment dương á, các bạn nhớ là moment mx dương không? Thì tức là trên nén mà dưới kéo. Trên nén mà dưới kéo thì các bạn thấy rằng đấy, cái hình dạng và cái moment của nó xoay theo chiều này thì đương nhiên là nó sẽ phải làm cho cái dầm của ta là nó võng xuống mà thôi. Còn đây là moment âm, tức là trên thì kéo mà dưới thì nén. Các bạn hiểu ý thế nào? Thì nó sẽ làm cho cái dầm của ta cong như thế này. Và nơi đâu mà cái moment bằng không á, thì đó sẽ là điểm uốn của chúng ta. Thì đây là cái điều kiện đầu tiên, cái phương trình đầu tiên của chúng ta là như thế này. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta mới xét đến là chúng ta rút ra một điều là tóm lại là một chia rho là bán kính cong tức thời đó của một cái điểm bất kỳ nào đó. Ở một cái điểm khác thì bán kính cong nó sẽ khác và cái tâm quay của nó, cái tâm tức thời của nó cũng sẽ khác. Còn những cái đại lượng này thì chúng ta đã làm quen rồi, ix là gì, mx là gì, vân vân, thì các bạn đã quen rồi. Chúng ta chỉ có mỗi là cái là k và k là cái độ cong của đường đàn hồi hay là bán kính cong của điểm uốn. Vậy thì ở đây á, thì chúng ta nhìn lại một cái ví dụ nữa thì các bạn thấy rằng là giữa cái sự liên hệ của cái moment và cái một chia rho này đó, thì các bạn thấy rằng là moment ở đây mà dương á thì cái hàm này của chúng ta là nó sẽ bị võng xuống, và ở đây thì cái này là nó bị lồi lên, đó là do cái moment âm của chúng ta.
Và nhìn ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là giữa em moment và cái rho này của chúng ta là tỷ lệ nghịch. Như vậy là cái điểm nào mà có moment càng lớn ấy, thì cái bán kính cong của nó càng nhỏ và ngược lại. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái đường cong đàn hồi này của các bạn á, thì tại một cái điểm mà các bạn cần xét cái độ võng của nó ở đây, thì các bạn sẽ có được cái tâm của bán kính cong. Và các bạn nhớ rằng là cái tâm này là chúng ta xác định từ cái công thức từ hình học vi phân mà chúng ta sẽ có ở đây. Đó, như vậy là 1 chia rho thì bằng là V2 phẩy chia cho cái biểu thức này của chúng ta. Đây là cái mối quan hệ từ hình học vi phân mà chúng ta sẽ có được. Như vậy thì mà mặt khác ấy, thì 1 chia rho thì là bằng là MX chia AX. Và do đó chúng ta kết hợp được hai cái điều này, chúng ta sẽ có được cái biểu thức này. Tuy nhiên các bạn lưu ý một cái điều là gì? Chúng ta thấy rằng là cái do là cái độ võng của chúng ta rất nhỏ, chúng ta yêu cầu là chúng ta phải đi tính cái độ võng của cái dầm là rất là nhỏ. Mà rất nhỏ thì như vậy thì cái góc xoay này của chúng ta nó lại càng nhỏ nữa. Các bạn hiểu chưa nào? Tức là nó sẽ lệch một phương rất nhỏ so với phương ngang. Mà cái góc xoay này mà nhỏ thì bình phương của nó càng nhỏ. Bình phương của nó càng nhỏ thì nó cộng lại thì nó gần như bằng 1, mà căn bậc mũ 3/2 ra thì nó gần bằng 1. Hay là tóm lại là cái mẫu số này của chúng ta thì gần như là bằng 1. Vì thế thì trong cái dầm chịu uốn của chúng ta đó, dầm chịu uốn đàn hồi của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái công thức gần đúng ở đây ấy, là V2 phẩy thì sẽ bằng là MX chia cho EX. Thì như vậy là các bạn nhớ rằng là rõ ràng là từ đây chúng ta thấy rằng là nó rất hợp lý ở cái chỗ là cái moment muốn MX và cái V cái độ võng này là có quan hệ của đạo hàm bậc 2. Thì như mà chúng ta vừa nãy chúng ta có nhận xét nơi đâu mà moment dương thì hàm đấy là hàm lõm, đúng không? Mà moment âm thì nó là hàm lồi. Chính là bây giờ ở đây là chúng ta đã có được cái công thức mà chúng ta thấy được cái mối quan hệ này. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi như vậy thì chúng ta nhân lên AX nhân cho V2 phẩy, chúng ta sẽ có được biểu thức là moment uốn MX, MX đúng rồi. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta có được quy luật của cái moment uốn thì chúng ta sẽ tìm được cái độ võng của chúng ta thông qua là cái đạo hàm bậc 2 này. Chúng ta tích phân 2 lần lên, chắc là như vậy chúng ta sẽ tìm được cái độ võng chúng ta cần tìm. Còn nếu tích phân 1 lần cái moment này lên ấy, thì chúng ta sẽ có được cái góc xoay của chúng ta. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là cái góc xoay là đạo hàm của độ võng. Tiếp theo chúng ta nói về cái quy ước về dấu và tọa độ của những cái đại lượng mà chúng ta cần tính. Trước hết thì nhắc lại cho các bạn về quy tắc về dấu của những cái nội lực của chúng ta hay là ngoại lực của chúng ta. Nếu như mà về cái ngoại lực, cái tải trọng phân bố thì nếu như mà nó hướng lên thì nó mang dấu dương. Còn khi mà chúng ta cắt cái đoạn dầm ra thì chúng ta xét nửa phải. Nếu mà nửa phải thì nếu như quy y của chúng ta mà hướng xuống thì nó mang giá trị dương. Và cái moment của chúng ta là mang giá trị dương khi mà nó trên nén và dưới kéo, các bạn thấy không? Trên nén và dưới kéo, tức là nó làm cho nó căng ở cái thứ dưới. Thì cái moment mx được cho là dương. Còn nếu như các bạn xét cái nửa bên tay trái, các bạn cái xét mà cắt bên tay trái này thì quy y dương khi mà nó đi lên. Còn cái mx thì cũng làm cho trên nén mà dưới kéo của chúng ta. Đối với cái mặt cắt này thì trên nén dưới kéo thì cái dấu dương là như vậy. Thế còn dấu của độ võng á, thì trong một cái mặt phẳng tọa độ, nếu như mà trục z của các bạn hướng từ trái qua phải thì dương khi mà nó ở trên trục hoành, tức là nó đi lên, mà âm thì nó đi xuống. Còn nếu như các bạn kẻ cái góc xoay của các bạn đường tiếp tuyến thì theo cái nếu như mà trục z của các bạn sang phải thì nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Thì nếu như mà các bạn thấy là cái chiều quay của nó là theo chiều này ngược chiều kim đồng hồ thì cái góc đó là góc dương, mà ngược lại thì nó sẽ là góc âm. Nếu ở dưới này thì nó sẽ là góc âm. Còn nếu như mà trục z của các bạn là trục z sang trái ấy, thì nó lại ngược lại, các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy thì cái chiều quay cùng chiều kim đồng hồ ấy, thì nó mới là chiều dương, các bạn lưu ý như vậy. Đó, thì tùy vào cái cách mà chúng ta đặt chọn hệ trục tọa độ. Sau đây chúng ta sẽ nói về các cái phương pháp để giúp chúng ta đi tính được cái độ võng và góc xoay. Thì thưa các bạn, thì thực tế là có rất rất nhiều những cái phương pháp để giúp chúng ta đi tính độ võng và góc xoay. Đó là việc ví dụ như là sử dụng tích phân, phương pháp dầm giả tạo, rồi là công thức Moore, rồi là sử dụng phương pháp độc lực tác dụng, rồi là thông số ban đầu, rồi là rất 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 nhiều những cái phương pháp. Nói chung là rất là nhiều phương pháp. Thế thì hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các bạn chỉ có 3 phương pháp thôi. 3 phương pháp này thì gọi là 3 nhưng mà thực ra nó xuất phát từ một gốc thôi. Thì nó có những cái biến tấu của nó, nhưng mà các bạn sẽ dựa vào xem là các bạn thích cái phương pháp nào. Thì các bạn luyện một phương pháp thì các bạn làm bài được. Cốt lõi là cái bài mà tính chuyển vị này nó là ở cái mức cao nhất của cái bài toán uốn của chúng ta, trong cái chuẩn đầu ra uốn của chúng ta. Nó chiếm 2 điểm, 9 điểm 10 của các bạn mà thôi. Thế nhưng mà thì trong tính toán, trong kỹ thuật chúng ta phải biết cách tính. Thì thầy có sẽ dạy cho các bạn 3 phương pháp tính. Nếu như mà chỉ thuần túy là tích phân á, thì nó sẽ rất là vất vả cho chúng ta. Bởi vì nếu như cái dầm của chúng ta nó được làm từ nhiều đoạn,
Nhiều đoạn ở đây là nó phân ra là do các cái tải trọng nó khác nhau đặt vào. Đấy như các bạn nhìn trên hình vẽ cái dầm này của chúng ta. Nếu như mà theo cái cách chia này, các bạn thấy là có 3 đoạn AB, BC, C, xin lỗi 4 đoạn AB, BC, CD và DE. Đấy các bạn thấy không? Mà mỗi một đoạn thì sẽ có một cái nội lực khác nhau. Cho nên là nếu như mà các bạn sử dụng tích phân thuần túy ấy, thì các bạn sẽ phải tích phân đến 4 lần, các bạn chia 4 đoạn ra. Và ở tại những cái điểm B, điểm C, điểm D này các bạn phải đặt những cái điều kiện biên của nó. Thì như vậy thì nói chung là cái phương pháp tích phân này nó rất vất vả. Tuy nhiên á, cái phương pháp tích phân á, nó lại cho chúng ta biết được là cái hàm. Bởi vì các bạn thấy rằng là cái ý tưởng của nó chính là xuất phát từ cái phương trình vi phân đàn hồi của các bạn. Để các bạn tích phân nhiều lần lên, các bạn hiểu chưa nó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là như thầy vừa nói là do nhiều đoạn, cho nên là các bạn mỗi một đoạn là các bạn phải có một cái biểu thức mx riêng. Rồi các bạn tích phân lên, rồi các bạn kết nối giữa hai đoạn với nhau thông qua những cái điều kiện biên ở những cái điểm giao tiếp với nhau. Vậy thì nó nảy sinh ra một cái ý tưởng như thế này này. Có một cái cách nào để có thể biểu diễn được nội lực moment uốn, tức là chúng ta vẫn sử dụng cái phương pháp tích phân này. Các bạn nhớ rằng là do là chúng ta có cái mối quan hệ là đạo hàm của moment á, thì là QI, mà đạo hàm QI thì là VZ. Thì thực ra phương trình 6, phương trình 7 này là chúng ta biết để cho nó biết thế thôi, chứ chúng ta xuất phát từ cái phương trình số 5 này lên. Để các bạn thấy rằng là nếu như các bạn xuất phát từ phương trình số 7 này, các bạn phải tích phân 4 lần liền thì các bạn mới ra được đến V, đúng không? Mà không cần thiết. Chúng ta có thể là sẽ tìm cách biết viết được cái biểu thức MX này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nếu như mà nhiều đoạn á, thì nó lại có 4 cái biểu thức MX. Vì vậy chúng ta mới nảy sinh ra một cái ý tưởng, người ta mới nghĩ ra một cái ý tưởng là gì? Phải có một cái cách nào đó để có thể giúp chúng ta biểu diễn được cái moment MX này bằng một dòng duy nhất hay không? Các bạn có hiểu ý về mặt, cái này là về mặt toán học thôi, các bạn có hiểu ý gì không? Chúng ta biết rằng là mỗi một đoạn là có một cái biểu thức một nội lực MX riêng. Vậy thì có một cái cách nào đó giúp chúng ta thể hiện được cái nội lực MX đó bằng một biểu thức một dòng thôi, chứ không phải là 4 dòng đó hay không? Và dĩ nhiên là nó sẽ kèm theo một cái điều kiện nữa là nếu như mà cái Z của chúng ta nằm từ cái điểm A đến điểm B ấy, thì cái biểu thức một dòng duy nhất đó nó sẽ tương ứng với lại cái dòng gì, vân vân, dòng gì. Thì đó là cái ý tưởng của chúng ta. Các bạn có hiểu ý thế nào? Đó. Đó cho nên là đây là về mặt toán học thôi. Thì chính vì vậy thì ở đây chúng ta mới có một cái phương pháp đó là sử dụng tích phân kết hợp với sử dụng hàm gián đoạn. Vậy thì cái hàm gián đoạn ấy, nó chính là một cái công cụ giúp cho chúng ta biểu diễn được một cái đại lượng nào đó mà nó khác nhau của những cái đoạn bằng một cái biểu thức duy nhất mà thôi. Vậy thì đó chính là cái ý nghĩa của hàm gián đoạn ngày hôm nay. Vậy thì cụ thể như thế nào chúng ta sẽ đi tiếp vào slide tiếp theo. Nhưng mà tóm lại các bạn biết rằng là chúng ta chỉ bằng một cái biểu thức thôi mà chúng ta có thể biểu diễn được cái nội lực của cả cái dầm này, của cả cái dầm này, của tất cả các đoạn. Và tương ứng với cái đoạn nào thì cái biểu thức đó nó sẽ tương ứng với giá trị nào. Đó thì đó sẽ là cái ý nghĩa của cái hàm gián đoạn này của chúng ta. Trước khi mà biết được cái ứng dụng của cái hàm Maclay, cái hàm gián đoạn á, thì thầy xin giới thiệu với các bạn về chính nó luôn, về hàm gián đoạn còn gọi là Maclay, hàm Maclay là một nhà khoa học ở đó thầy. Vậy thì cái hàm Maclay là được ký hiệu bởi một cái ngoặc nhọn, các bạn nhìn này, đây chính là hàm Maclay của các bạn đây. Vậy thì cái hàm ngoặc nhọn ở trong cái ngoặc nhọn chứ không phải là ngoặc tròn nữa nha các bạn. Xin lưu ý các bạn là các bạn nếu mà các bạn viết là cái hàm ngoặc tròn là không có được. Đây, các bạn viết là ngoặc tròn là không có được. Nó không phải là tròn như này, như vậy là sai, mà nó là như thế này. Đó. Thì cái hàm ngoặc nhọn của cái Z là cái tham biến của chúng ta trừ đi A nào đó, mũ N lên, thì nó sẽ bằng 0 khi mà Z nhỏ hơn A. Mà nó sẽ bằng cái hàm mà đa thức của chúng ta là mũ N lên khi mà Z lớn hơn bằng A. Như vậy là cái ngoặc nhọn này trở thành cái ngoặc tròn này khi mà cái Z của chúng ta lớn hơn bằng A. Đương nhiên là với điều kiện là N nó phải từ 0 trở đi. Các bạn nghe rõ chưa nào? Vậy thì nếu như mà cái hàm này là hàm Maclay này này, thì nó sẽ tuân theo một cái định lý tích phân của nó. Nó sẽ tuân theo cái quy luật tích phân ở đây giống như là một cái hàm đa thức bình thường. Các bạn thấy không? Nghĩa là mũ N tích phân lên thì sẽ là mũ N cộng 1 chia cho N cộng 1 cộng với một hằng số C nào đó. Đó thì cái hàm Maclay này thì nó khác với cái hàm ngoặc tròn chúng ta, nó chỉ ở cái chỗ là hai cái điều kiện này mà thôi. Đó thì các bạn thấy là điều là như vậy. Nghĩa là nó nhỏ hơn A thì nó bằng 0, mà nó cứ lớn hơn nó bằng A thì nó sẽ bằng chính như vậy lại là cái biểu thức N này. Thế như là nếu nó bằng A thì nó sẽ bằng 0 thôi, Z bằng A thì bằng 0, 0 mũ N thì cũng bằng 0 thôi. Đó thì chúng ta hiểu là như vậy. Còn nếu như trong trường hợp đặc biệt là nếu như N bằng âm 1 và âm 2 á, thì nó sẽ tuân theo một quy luật như sau. Nếu như mà tại sao lại có cái âm 1 âm 2 này? Đó chính là do cái tải trọng P đặt vào các bạn. Các bạn lưu ý rằng là gì? Khi mà một cái lực P là một cái lực tập trung đặt vào đây. Các bạn thấy không? Thì thực ra thì cái tải phân bố của chúng ta thì các bạn thấy nó là lực chia một đơn vị chiều dài, các bạn hiểu chưa nào? Cho nên là lực chia đơn vị chiều dài, cho nên các bạn phải lấy P các bạn chia cho là cái Z trừ A. Z đây mà A đây.
Bạn hiểu chưa nào? Đấy, đây đây a đây. Và nếu như ngoài ở đây thì là z, nó có thể nó sẽ chạy từ 0 cho đến a, rồi chạy từ a cho đến tiếp nữa. Các bạn lưu ý này, các bạn hiểu là z của các bạn là chạy từ 0, nó bắt đầu từ đoạn này của dầm này cho đến a, rồi chạy từ a đến bên ngoài nữa, cho nên là z nó chạy lung tung. Và nếu như nó ở đây thì các bạn thấy là z trừ a là cái khoảng cách này, các bạn lấy p các bạn chia cho cái khoảng cách này thì các bạn sẽ có được là cái, nó giống như là cái tải phân bố của các bạn vậy, nó là tải phân bố là lực trên một đơn vị chiều dài. Cho nên là các bạn lấy p các bạn chia cho z trừ a, chia cho z trừ a tức là z trừ a mũ trừ một, các bạn hiểu biết không? Thế cái tình huống là như vậy. Thì đặc biệt là gì? Tức là ở chỗ này thì khi mà z khác không á, khi mà z khác a thì cái hàm này nó sẽ bằng không. Mà nếu như z bằng a thì cái tải phân bố này nó sẽ chứng bằng p. Đó, thì cái đặc điểm đặc biệt của nó như vậy. Còn tương tự như là moment như vậy. Moment thì các bạn thấy rằng là các bạn phải chia cho hai lần cái khoảng cái bởi vì là moment chia cho một cánh tay đòn thì các bạn sẽ có lực. Rồi lực lại chia cho cánh tay đòn là khoảng cách một lần nữa, tức là chia cho mũ bình phương á, thì các bạn sẽ có được là cái tải trọng. Tóm lại ở đây là cái mối liên quan giữa lực tập trung và tải phân bố, với moment tập trung và tải phân bố. Thì thực ra đây là cái quy ước của chúng ta thôi, chứ trên thực tế nó không phải là tính công thức này. Nghĩa là các bạn lấy P chia cho thằng này thì các bạn không thể nào, bởi vì ở đây mình không có cái tải phân bố là không, là không, chứ không phải là. Nhưng mà vì rằng á, là chúng ta cần phải có một cái cách thức để chúng ta biểu diễn một cái biểu thức duy nhất, thì do đó là chúng ta tạm thời chúng ta quy ước. Các bạn lưu ý đây là cái sự quy ước chứ không phải là bản chất thực tế của nó là như vậy. Tóm lại là khi mà trong cái dầm này các bạn nhìn thấy là cái dầm này không có một cái tải phân bố nó đặt vào, mà nó chỉ có cái lực tập trung cũng như moment thôi. Vậy thì cái cách biểu diễn này là một cái cách là chúng ta quy chuẩn, chúng ta đưa cái lực tập trung về một cái biểu diễn của tải phân bố. Rõ chưa nào? Chúng ta quy chuẩn cái moment tập trung này về tải phân bố thì nó thông qua cái công thức là như vậy. Để nó đảm bảo được là về cái đơn vị mà thôi. Các bạn thấy là lực chia cho cái khánh, cho một khoảng cách thì các bạn sẽ có được là cường độ tải phân bố. Rồi các bạn chia moment, các bạn chia một lần cho khoảng cách thì các bạn sẽ có lực. Rồi các bạn chia một lần nữa khoảng cách thì các bạn sẽ có tải phân bố. Thì đấy là cái quy ước để chúng ta quy chuẩn nó về cái tải phân bố mà thôi. Thì ở đó, nhưng mà cái quan trọng là chỗ là nếu như mà cái hàm Macaulay của các bạn mà là mũ âm 1, mũ âm 2 á, thì khi mà tích phân lên á, thì nó sẽ bằng là cộng 1. Tức là cái mũ của bạn là cộng 1 chứ sẽ không có chia cho n cộng 1, các bạn thấy không? Nó khác so với đây là ở đây thì nó chia cho n cộng 1 giống như hàm đa thức bình thường. Còn ở đây là các bạn chỉ tăng một cái bậc lên mà thôi, chứ các bạn không cần phải chia cho một cái gì cả. Như vậy thì đây là cái trường hợp đặc biệt thứ hai của cái hàm Macaulay này. Đó là khi mà n bằng âm 1, âm 2 thì khi các bạn tích phân lên thì các bạn chỉ cần là cái số mũ các bạn cộng thêm cho một đơn vị, cộng thêm một đơn vị mà thôi. Đó, rõ là như vậy. Rồi, sau đây thì thầy xin giới thiệu cho các bạn về các cái biểu thức hàm mô, các cái biểu thức của nội lực của chúng ta mà ở các cái dạng tải trọng thông dụng nhất của chúng ta. Cái chỗ này là các bạn cần phải hiểu bản chất vật lý này. Tuy nhiên thầy nói cho các bạn biết là, thầy nhắc lại chúng ta rằng là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tích phân từ phương trình số 5 này lên thì chúng ta chỉ tích phân 2 lần thôi. Chứ nếu mà chúng ta đi từ phương trình số 7 này thì rất là mệt mỏi, chúng ta phải tích phân 4 lần không giải quyết vấn đề gì cả. Bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ phương trình số 5 này. Thì chính vì vậy mà trong cái bảng này thầy chỉ yêu cầu các bạn tập trung vào cho thầy là cái cách biểu diễn hàm nội lực moment uốn ở từng trường hợp mà thôi. Còn hàm tải trọng với lực cắt này thì thôi các bạn, cái nào bạn cần biết các bạn tra thôi, chứ thầy không yêu cầu các bạn. Và bây giờ là đây là cái lúc này là cái lúc mà cần phải hiểu này. Như sau. Đâu rồi? Pen. Rồi. Pen. Pen. Đây. Bắt đầu. Tức là các bạn có hiểu với tên không? Mục đích của chúng ta là bây giờ chúng ta cần phải có được cái biểu thức của nội lực moment uốn MX. Đó chưa nào? Tại một cái mặt cắt bất kỳ. Thì các bạn thấy là gì? Nếu như bây giờ cái mặt cắt của thầy là, các bạn thầy nhắc lại là Z nó chạy từ 0 cho đến A, rồi từ A cho đến hết cuối dầm, các bạn nghe rõ chưa nào? Thì nếu như bây giờ thầy mà Z nhỏ hơn mà A đó, các bạn nhìn này, nhỏ Z nhỏ hơn A này, thì các bạn bây giờ các bạn cắt cái mặt phần này ra thì các bạn thấy là cái đầu này tự do, nó đâu có cái tải trọng gì đâu. Cho nên MX ở đây chắc chắn là bằng 0. Có hiểu ý thế nào? Thì đấy, thì chính vì thế mà các bạn nhìn này, cho nên hàm Macaulay của bạn là nếu mà Z nhỏ hơn A thì nó bằng 0, cho nên M0 nhân cho 0 thì bằng 0. Các bạn thấy có hợp lý không? Hợp lý quá, các bạn thấy hiểu ý thế nào chưa? Được chưa nào? Tức là trong trường hợp thứ nhất ấy, là khi mà tác dụng vào cái điểm mà có tọa độ là A này này, mà một cái moment ngẫu lực M0 này. Vậy thì nếu như mà chúng ta cắt một cái mặt cắt mà bên tay phải của cái điểm mà có tọa độ A này này, thì cái nội lực của nó về theo lý thuyết ấy, các bạn thấy nó phải bằng là trừ M chứ đúng không?
phải bằng m các bạn thấy đúng không? Ở đây quay quay cùng chiều kim đồng hồ, còn cái này quay ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ngược nhau, nó sẽ cân bằng nhau. Như vậy là nếu chúng ta xét về vấn đề cân bằng cơ học á, các bạn thấy là viết phương trình tổng moment quanh điểm này á, điểm mà cắt này thì các bạn thấy là mx sẽ bằng dương m0, đúng chưa nào? Nhưng mà cái điểm này thì các bạn thấy là cái tọa độ z của nó lớn hơn a, đồng ý không? Như vậy là ở đây này thì cái z này của các bạn này lớn hơn a, mà lớn hơn a thì cái hàm ma cos này trở về là m nhân cho z, nó trở thành là m0 nhân cho z hoặc tròn trừ a mũ 0. À mũ 0, mũ 0 là bởi vì là nó sẽ bằng 1. Cái gì mũ 0 mà chẳng bằng 1, như vậy là m0 nhân 1 thì bằng m0, các bạn thấy không? À như vậy là các bạn hiểu được cái mục đích của chúng ta sử dụng Hamiltonian làm gì rồi đấy. Khi mà z nhỏ hơn a thì cái nội lực mx ở đây cái đoạn bên tay trái này là không có. Còn nếu như mà nó lớn hơn được bằng thì cái mx thì cái đoạn mà Hamiltonian này nó sẽ bằng là chính cái hàm đó. Mà đây là mũ 0, các bạn lưu ý là mũ 0. Mũ 0 là để bằng 1, 1 nhân cho m0 thì chính bằng m0. Như vậy là chúng ta thấy một điều rằng là m0 nó đã chính là cái đơn vị của moment rồi, thì chúng ta không cần nhân cho bất cứ một đại lượng nào mà có tọa độ z nữa. Vì thế là chúng ta phải cần nó hằng số 1. Vì thế chúng ta mũ 0. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Rồi nếu như bây giờ trong trường hợp là cái dầm của chúng ta chịu một cái lực tập trung P hướng lên tác dụng vào đây, thì nếu như bây giờ chúng ta, các bạn theo cái ý tưởng này, nếu bây giờ cắt một cái đoạn này ra ở bên tay trái của cái điểm tọa độ A đi, thì như vậy là đây làm gì có một cái tải trọng đặt vào. Vậy thì mx ở đây các bạn thấy rằng là nó chắc chắn sẽ phải bằng 0. Thì chính vì vậy ấy mà chúng ta cũng sử dụng hàm Hamiltonian. Còn bên tay phải của nó thì sao? Bên tay phải của nó thì các bạn thấy rằng là gì? Các bạn thấy rằng là cái moment này của các bạn mx này nó sẽ bằng là P nhân cho cánh tay đòn, đúng không nào? Các bạn nhìn này, đây này, moment này là dương mx trừ đi P nhân cho cái khoảng cách này, đây là z. Các bạn hiểu vấn đề không? Bởi vì là z nó chạy từ 0 cho đến cái điểm này, thì lúc này là z lớn hơn a, thì như vậy là cái đoạn này, cánh tay đòn này là z trừ đi a, đúng chưa nào? Mà mũ 1, tại vì lúc này là nó là bậc 1, các bạn cần cái cánh tay đòn này. Cho nên là lúc này thì các bạn thấy rằng là P nhân cho cái hàm Hamiltonian là mũ 1. Để làm gì? Để nếu như mà z nhỏ hơn a thì là nó sẽ bằng 0. Bởi vì z nhỏ hơn a, bất cứ một cái mũ n nào thì z nhỏ hơn a thì cái hàm Hamiltonian này trở về 0. Thì như vậy P nhân 0 bằng 0, thì các bạn thấy đúng rồi. Bên tay trái của nó thì nó bằng 0. Bên tay phải thì z trừ a Hamiltonian mũ 1 trở thành là z trừ a mũ 1 của ngoặc tròn. Thì như vậy là các bạn thấy rằng là lực nhân cho cánh tay đòn bằng moment. Các bạn thấy không? Như vậy là đây là mũ 1 này, hiểu vấn đề chưa nào? Như vậy là đây là chúng ta xuất phát từ cái ý, từ cái bản chất cơ học mà chúng ta hiểu được là tại sao có cái hàm Hamiltonian này. Chứ thầy không muốn là các bạn nhớ như một cái máy, mà thậm chí thầy cũng không nhớ nữa. Bây giờ thầy nhìn vào đây thì thầy vẫn có thể suy luận ra được cái công thức mx trong trường hợp này, rõ chưa nào? Tiếp tục, bây giờ trong trường hợp là từ cái đoạn A này trở đi có một cái tải phân bố đều với cường độ là V0 tác dụng vào đây, thì cái biểu thức của hàm moment uốn của chúng ta mx như thế nào? Rõ ràng là bên tay trái của cái điểm có tọa độ A thì moment mx chúng ta vẫn bằng 0. Như vậy là chúng ta phải sử dụng hàm Hamiltonian, rõ chưa nào? Nhưng bây giờ là chúng ta ở tại cái mặt cắt này ấy, có tọa độ z này thì mx sẽ bằng bao nhiêu? Mx của chúng ta này, các bạn đây là dương mx này, bây giờ trừ này. Bây giờ tải phân bố thì chúng ta sẽ có một cái lực tương đương của chúng ta, đó là V0 nhân cho cả cái cánh tay đòn này, được chưa nào? Nhân cho độ dài phân bố này. Mà độ dài phân bố này tức là z trừ đi a, rõ chưa nào? Hoặc tròn thôi. Như vậy là lực hợp lực của các bạn là V0 nhân cho z trừ đi a. Rồi sau đó cái hợp lực này ấy, nó phải nhân cho cánh tay đòn, đây là z trừ a chia 2 nữa, đồng ý không nào? Đây này, khoảng cách từ đây này, đúng không? Bởi vì cái hợp lực này nó ở giữa mà, phân bố ở giữa mà. Thì như vậy cánh tay đòn từ đây đến cái mặt cắt này của các bạn nó sẽ là z trừ a chia 2. Và như vậy các bạn sẽ lấy là gì? V0 nhân z chia a lại nhân cho z chia a chia 2 nữa, thành thử ra các bạn sẽ có là V0 chia 2 nhân cho z trừ a bình phương, đúng chưa? Đúng chưa nào? Đó. Thì đây thì nói lại này, tóm lại là V0 này nhân cho là cái độ dài phân bố là z trừ a này, rồi lại nhân cho cánh tay đòn là z trừ a chia 2. Thì đây là trong trường hợp mà z lớn hơn a mà thôi, đúng không nào? Trong cái mặt cắt này thì đây rõ ràng là z chạy từ đây đến đây nó lớn hơn là a. Thế cho nên là khi mà z lớn hơn a thì cái mặt cắt, tại mặt cắt mà z lớn hơn a thì cái moment mx của bạn nó sẽ có một cái biểu tức của các bạn là nó sẽ là cái hàm ngoặc tròn thôi. Còn ở đây là ngoặc Hamiltonian là khi mà z nhỏ hơn a thì nó bằng 0. Đó, thì các bạn thấy là khi z nhỏ hơn a thì cả cái hàm Hamiltonian này bằng 0. Vậy thì không nhân cái gì cũng bằng 0, vậy mới bằng 0 là quá chính xác rồi. Được chưa nào? Đó thì đây là các bạn nhớ rằng là vậy thì hàm phân bố đều thì chúng ta đấy là cái cường độ chia đôi rồi nhân cho cái này là bậc 2. Đấy, các bạn thấy là cứ mỗi một cái là bậc nó nâng lên một bậc, đúng không nào? Rồi bây giờ là phân bố tuyến tính thì các bạn thấy này. Phân bố tuyến tính ở đây ấy, thì các bạn sẽ có ở đây là ví dụ như là V0 đi. Được chưa nào? Còn cái đoạn phân bố này ấy, thì là bao nhiêu đấy, nhưng mà tóm lại là cái hệ số góc này ở đây này, cái hệ số góc này, các bạn này, các bạn nhớ này, số góc này chẳng qua là cái tỷ lệ V0 này chia cho cái độ dài của đoạn này thôi, hiểu chưa nào? Thì nó sẽ bằng là m đó. Thì bây giờ làm sao? Vậy thì bây giờ cái V0 ở cái mặt cắt z này này, ở mặt cắt z này này, các bạn nhìn thấy không? À, đầu tiên là các bạn phải tính được V0 thì các bạn thấy là cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho tang góc đối, bởi vì hệ số góc m chính là tang của cái góc phi này. Ví dụ như đây là cái góc phi đi,
thì tang của góc phi này sẽ bằng m. Vậy thì các bạn thấy là v ghép 0 á, cái cường độ tại phân bố của cái điểm cao nhất ở đây này, nó sẽ bằng là cạnh góc vuông. Cái góc vuông ở đây là gì? Là z trừ đi a, rõ chưa? Z trừ a. À, nhân cho tang của góc này, tang của phi thì chính là m, như vậy sẽ bằng là m nhân cho là z trừ a. Thì ở đây các bạn mới có được là cái độ dài của cạnh phân bố này thôi. Chứ còn hợp lực của nó thì bắt đầu lại phải vẽ tiếp này. Hợp lực của nó sẽ ở đây. Mà hợp lực của nó thì bằng là diện tích của tải phân bố. Các bạn còn nhớ cái tải phân bố không? Thì diện tích tải phân bố thì lại bằng là 1/2 đẹp tam giác mà. À, cạnh huyền ở đây, cạnh huyền ở đây là z, à, không phải cạnh huyền mà cạnh góc vuông này ở đây thì là z trừ a. Tiếp, z trừ a. À, nhân cho đường, nhân cho là nhân cho cái đường cao này rồi. Ok. Tức là ở đây là v kép 0 thì là cái này nhé, v kép 0 thì là công thức này. Còn bây giờ thầy muốn đi tìm cái lực này này thì thầy sẽ phải bằng là v kép 0 nhân cho cái này. Các bạn có hiểu ý thế nào? Bây giờ cái lực Q này này. Cái lực Q này này. À, thì nó bằng là cái diện tích của tải phân bố. Diện tích tải phân bố tức là 1/2 tam giác mà, nhân cho v kép 0, mà v kép 0 của các bạn vừa tính ra được là m nhân cho z trừ a. Được chưa nào? Nhân cho cái cạnh huyền, cái cạnh góc vuông này đây lại là z trừ a tiếp. Được chưa nào? Rồi, nhưng mà sau đó thì các bạn phải nhân tiếp. Bây giờ là đến là lực Q này. Bây giờ chúng ta là đi tìm cái moment mx này. Thì lúc này là Q này là phải nhân cho cái cánh tay đòn từ đây đến đây, đúng chưa? Mà cánh tay đòn từ đây đến đây thì các bạn thấy rằng là nó bằng là z trừ a chia 3, đúng không? Z trừ a chia 3, bởi vì là đây là tam giác vuông mà, thì cái trọng tâm của nó cách cái cạnh đáy này ở đây ấy, là 1/3. Thì như vậy thì cái mx của các bạn á, thì như vậy là cái mx lúc này thì phải nhân thêm cho cánh tay đòn nữa là z trừ a tất cả chia 3. Thì như vậy các bạn thấy rằng là gì? 1/2 nhân cho 1/3 là 1/6, đúng chưa? M thì giữ nguyên và z trừ a tất cả mũ 3. Bây giờ các bạn hiểu lý do vì sao chưa nào? Đây thầy giải thích rất kỹ chỗ này này. Đấy. Bây giờ chúng ta cần cái moment mx ở cái điểm này thì nó phải bằng cái hợp lực như cánh tay đòn, đúng chưa nào? Cánh tay đòn từ đây là z trừ a chia 3, bởi vì là tam giác vuông mà. Mà hợp lực thì lại bằng là v kép 0 1/2 v kép 0 nhân cho z trừ a. Mà v kép 0 thì lại bằng là cái tang nhân cho cạnh đối. Đó, thì như vậy là chúng ta mới hiểu được tại sao lại là lấy cái hệ số góc này m chia 6 và nhân cho z trừ a tất cả mũ 3. Đó, thì đây thầy giải thích cho các bạn như vậy. Rồi, tiếp tục đến phần bậc 2, đến phân bố bậc 2. À, bạn ấy là tuyến tính cho bậc 2 thì sao? À, bậc 2 thì bây giờ các bạn thấy này. À, nếu như ở cái tọa độ này ấy, là z là bằng a cộng b, thì hiểu chưa nào? Thì cái đường cao của thầy ở đây thì đo được là cái cường độ của tải phân bố là P2. Thì như vậy là gì? Như vậy là ta sẽ có cái quy luật của tải phân bố về kép z ở đây á. Tức là về kép z tức là tại một cái vị trí mà có tọa độ là z á. Thì các bạn chờ tí. Tại cái vị trí mà có tọa độ z thì cái cường độ tải phân bố v kép z chúng ta được tính là bằng cách nào? À, chúng ta sẽ lấy là p2 chia cho b bình. P2 là cái cường độ ở đây, bất kỳ ở đây, mà chia cho b bình ở đây nhân cho z trừ a bình phương. Lý do là bây giờ các bạn thấy này, ở đây hàm bậc 2 mà. Thì nếu như mà z mà bằng a cộng b thì có phải là a cộng b trừ a là bằng b không? B bình phương lên, b bình phương thì bình phương là hết, vậy thì bằng p2, thấy chưa? Đấy là cái quy luật này nó giúp chúng ta có được là cái, tức là tại một cái vị trí mà z ấy. Thì các bạn thấy là gì? Nếu như mà z nhỏ hơn a đó thì rõ ràng thì làm gì có tải phân bố ở đâu, thì bằng không. Thì đúng là hàm Macaulay đó, các bạn thấy không? Đây là hàm Macaulay áp dụng cho cái tải phân bố của các bạn. Còn nếu như mà z mà lớn hơn là a thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta thấy là nó cái biểu thức này là bằng như vậy. Rồi các bạn tích phân lên một lần thì các bạn sẽ có QI. Các bạn tích phân lên một lần nữa các bạn sẽ có được là MX. Các bạn thấy không? Còn nếu như bây giờ các bạn muốn sử dụng hình cái cơ học á, nếu các bạn muốn sử dụng cơ học để các bạn tìm được cái MX thì cũng không sao cả. Các bạn nhìn này, bây giờ là tải phân bố thầy cần cái hợp lực của nó, thấy chưa? Thầy cần hợp lực của nó là QI ở đây. Thì các bạn nhớ là hợp lực của nó là bằng cái diện tích của tải phân bố, mà diện tích của cái hàm parabol á thì nó bằng là 1/3. Bởi vì ban nãy là diện tích của tam giác thì mà 1/2, đúng không? Thì ở đây là diện tích của chúng ta ở đây ấy, thì là diện tích của chúng ta thì là 1/3 của vkz này. À, đúng không? Nhân cho là cái đoạn này là z trừ đi z trừ a. À, các bạn thấy không? Z trừ a. Thấy chưa nào? Rồi, thế tiếp theo là nhân cánh tay đòn ở đây thì nó là 1/4, các bạn nhớ không? Bởi vì ban nãy là tam giác thì cánh tay đòn ở đây 1/3, vậy thì parabol ở đây là 1/4. À, lại nhân cho 1/4 nữa. À, là z trừ đi a tất cả mũ 1. Rồi, đây là ngoặc tròn rồi. Đó, các bạn thấy không? Mà vkz của các bạn thì nó đã có biểu thức ở đây rồi. Thế các bạn thấy là bình phương chưa? À, bình phương là nhân cho đây, là nhân cho đây nữa, vậy là mũ 4, thấy không? À, P2 chứ cả, đây là 3 nhân 4 là 12, các bạn thấy không nào? Đó, thế thì các bạn thấy rằng là
chúng ta đi, nó rất là hợp lý thôi, bởi vì là các bạn có thể tích phân từ đây ra đây, và từ đây các bạn tích phân thêm một lần nữa thì các bạn có được mx. Còn không, các bạn sử dụng cái cân bằng, cái phương trình cân bằng tĩnh học của cơ học ạ, thì các bạn cũng tìm được mx. Rồi là tổng hợp và tổng quát cho là cái bậc n thì các bạn cũng thấy là như vậy đó, nó cũng hoàn toàn là như vậy. Thì nếu mà bậc n thì chúng ta là thay vì p2 chia b bình thì đây là pn chia cho b mũ n, vân vân. Các bạn tích phân lên một lần, các bạn tích phân thêm một lần nữa, còn không tích phân, không tích tích phân thì các bạn cứ làm theo cái hợp lực qn. Và đấy, tóm lại là nếu bây giờ là nó là mũ n thì cái diện tích của nó thì sẽ là mũ thì sẽ là một phần là một phần là n cộng một, đúng không nào? Rồi cái tệ đòn đây thì là n cộng hai, z trên n cộng hai, bạn hiểu ý gì đó? Đó thì tóm lại là nếu như mà chúng ta gặp một cái tình huống mà nó tổng quát như thế này, chúng ta sẽ có được. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, nói chung là trong cái bài học của chúng ta đó, mà nói chung là trong cái bài thi của chúng ta thì thầy nói chung là chúng ta chỉ dừng cùng lắm là, nghĩa là năm nay đầu tiên thì thầy cho các bạn dừng lắm là đến 1, 2, 3 này thôi. Chứ còn cái tuyến tính này thì chưa chắc là thầy đã cho đâu. Thế còn nếu sau này mà giỏi lắm thì thầy cho tuyến tính cho tôi, chứ còn thì lên đến bậc 2 bậc này thì nói chung là nó không có thực tế. Chúng ta biết để chúng ta cái lý thuyết là như vậy thôi. Chứ trong bài thi thì thầy nghĩ là thầy sẽ không cho. Nhưng mà nếu cho dù có cho nữa thì các bạn cũng sẽ biết được là tra cứu ở đâu và là nhớ như thế nào, hiểu như làm sao. Các bạn cũng biết được cái điều này rồi. Trước khi đi vào cái phần thực hành thì thầy xin giới thiệu cho các bạn một số những tình huống mà chúng ta sẽ gặp và chúng ta phải biết cách xử lý nó. Đó là khi á, mà cái trên một cái dầm của các bạn, thí dụ như các bạn nhìn cái dầm này thì có một cái tải phân bố Q phân bố trên chiều dài là B ở giữa dầm. Như vậy thì nó sẽ chia dầm ra làm 3 đoạn. Đó là một đoạn thứ nhất là từ đây có độ dài là A, sau đó là B và cuối cùng là C. Thì xin nhắc lại cho các bạn là chúng ta nhớ rằng là cái tọa độ Z của chúng ta nó chạy từ 0 cho đến cuối dầm. Các bạn hiểu như thế nào? Như vậy là từ 0 cho đến A cộng B cộng C. Như vậy là nếu như mà trước A thì đương nhiên là không có tải trọng gì thì chúng ta không quan tâm. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là khi bây giờ chúng ta muốn nói rằng là chúng ta cắt mặt cắt của chúng ta tại một cái mặt cắt Z, mà khi mà Z lớn hơn A đó, thì lúc này của chúng ta là bắt đầu có cái tải phân bố. Chứ chính vì thế mà cái moment Mx của chúng ta thì như các bạn nhớ rằng là gì? Nếu mà cái tải phân bố chúng ta hướng lên thì nó dương, cho nên chúng ta mới là dương, còn đây là nó hướng xuống cho nên là âm. Cho nên chúng ta nhớ là trừ đi Q, như các bạn nhớ là chia 2 nhân cho là Z trừ A tất cả bình phương. Đó, thì cái này là trong cái bảng mà nãy thầy có phân tích cho các bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ cái điều này, đúng không nào? Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là nếu như mà Z trừ A thì nó không có phân biệt được lấy cái đoạn B của các bạn. Các bạn hiểu vấn đề không? Nghĩa là từ đây á, tức là theo cái hiểu của cái theo cái hiểu của máy tính á, hay là của cái phương pháp này á, thì cái biểu thức mà các bạn viết ấy, tức là cái Z của các bạn á, nó sẽ chạy cho đến cuối dầm. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là nó chỉ biết rằng là trước cái tọa độ của cái điểm A này, trước cái tọa độ của cái A này và sau tọa độ của A này, thì tức là từ đây, từ cái điểm này cho đến cuối dầm mà thôi. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Chứ nó không có phân biệt được là đến cái điểm mà có cái tọa độ là A cộng B này là nó phải dừng lại, nó không biết cái điều đấy. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Như vậy là khi mà chúng ta đã viết cái biểu thức này, tức là nó chạy từ cái vị trí từ điểm A cho đến cuối dầm. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta triệt tiêu được cái đoạn đằng sau này? Bởi vì trên thực tế, từ cái đoạn mà từ tọa độ từ A cộng B cho đến là A cộng B cộng C này thì nó không có cái tải phân bố, trên thực tế nó không có. Vậy thì tức là chúng ta ai cũng có thể đoán ra được, đó là thực ra trên cái đoạn từ đây đến đây chúng ta sẽ bổ sung một cái đoạn theo chiều ngược lại, đúng không các bạn? Đó, thì như vậy là nếu như mà từ cái tọa độ này, tọa độ của A cộng B này, chúng ta cộng thêm cho một cái tải phân bố cũng có cường độ như vậy, thì tức là cái cường độ này với cái cường độ này nó sẽ phân bố và nó sẽ triệt tiêu đi. Các bạn hiểu ý tôi nói không nào? Đó, thì như vậy là nếu như vậy thì chúng ta phải cộng thêm cho cái đoạn này, mà cái thằng này hướng lên thì nó mang dấu cộng cho Q trên 2. Nhưng mà bắt đầu từ cái điểm mà có tọa độ là A cộng B, đúng không bạn? Phải sau cái đoạn mà A cộng B này thì nó mới có, cho nên là ta lấy là Z trừ đi A và trừ đi B. Đó, thì như vậy thì với cái cách như vậy thì chúng ta sẽ có được là chúng ta sẽ xử lý được. Như vậy là khi mà chúng ta gặp một cái dầm mà nó có một cái tải phân bố mà nó ở phân bố ở giữa cái dầm và đằng sau nó còn có cái gì đó nữa, thì tức là chúng ta phải biết rằng là cái chỗ đó chúng ta sẽ có hai hạng tử. Một là chúng ta bắt đầu từ đó, sau đó chúng ta cộng thêm cái đoạn ở đằng sau và cái đoạn mà bắt đầu từ cái nơi kết thúc của cái tải phân bố rồi các bạn, cộng thêm một cái đoạn này nữa. Thì đó chính là cái tình huống thứ nhất của chúng ta. Tình huống thứ hai tương tự như vậy, thì các bạn thấy rằng đây là có tải phân bố. Ở đây chúng ta cũng có tải phân bố theo hình là tuyến tính. Đó. Thì nó bắt đầu từ cái vị trí là A. Thì như vậy là nếu như mà chúng ta viết thế này thì các bạn nhớ rằng là gì? Mx của các bạn nó sẽ bằng là, thứ nhất là nó mang nó nén xuống, vậy mà mang dấu âm. Tiếp theo là chúng ta phải tính được cái hệ số M, các bạn lưu ý này. Chúng ta phải tính được cái hệ số tang phi bằng M này này. Thì các bạn thấy là nó bằng là
cái đáp bằng sẽ bằng là cái này lớn nhất ở đây là Q. Q là bằng tang và tang là bằng đối chia kề, vậy là Q chia cho B. Vậy là Q chia cho B. Đó, thì đó là cái M này, nhưng mà sau đó chúng ta phải chia cho 6 nữa, vậy là 6. Rồi là đem nhân cho là Z trừ đi A, bởi vì là từ bên tay phải của điểm A này thì ta mới tính được cái điều đấy, và nó là mũ 3. Nhưng mà nếu như chúng ta viết thế này, tức là nó hiểu rằng là chúng ta sẽ đi đến cuối dầm, các bạn hiểu vấn đề không? Bởi vì nó không biết được là đến cái đoạn mà có tọa độ là A cộng B thì nó phải dừng lại, nó không hiểu cái điều đấy. Nó không hiểu cái điều đấy. Nó sẽ không hiểu được cái điều đấy. Và như vậy thì tức là nó sẽ đi đến cuối dầm. À, vậy thì bây giờ làm sao mà chúng ta triệt tiêu được cái hình thang này? Thì rõ ràng là các bạn cũng thấy rằng là chúng ta sẽ phải thêm hai đoạn hình chữ nhật nữa. Hình chữ nhật ở đây. Thì như các bạn thấy rằng là cái hình chữ nhật này ở đây ấy, thì nó bằng ở đây là bằng Q. Do đó thì cái đoạn này ở đây cũng bằng Q. Rồi tiếp theo nữa là nó còn phải cộng thêm cho một cái phần hình tam giác này nữa, đúng không các bạn? Nó phải có thêm một phần hình tam giác này nữa để cân bằng với cái hình tam giác ở trên. Thì như vậy ở đây là cộng thêm cho hình tam giác này nữa. Đó, các bạn thấy không nào? Vậy tam giác này thì cái độ lớn này của nó ở đây là gì? Ta thấy rằng ở đây á, là cái hệ số của nó thì vẫn là M này. Mà M này thì nó vẫn là bằng là Q chia B. À, Q chia B. À, Q chia B mà đem nhân cho cái cạnh này là cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân tan góc đối, cái góc vuông kia là C. Như vậy ở đây các bạn sẽ có là, vậy đây là Q chia B là nhân cho là C, tức là các bạn sẽ có là C chia B. Có hiểu vấn đề không? C chia B. À, nhân cho là Q. Vậy đây sẽ là C chia B nhân cho Q. Được chưa nào? Thì đó là cái của chúng ta. Nhưng mà vấn đề là không quan trọng. Bây giờ chúng ta phải cộng thêm cho cái hình chữ nhật mà đi lên. Thì tức là chúng ta sẽ cộng vào. Chúng ta sẽ cộng vào. Cộng là Q chia cho là 2. À, đem nhân cho là Z. Lúc này là bắt đầu từ là A cộng B bình phương, đúng không các bạn? Và sau đó chúng ta cộng cho hình tam giác này, cộng cho hình tam giác này thì nó cũng hướng lên, cho nên có mang dấu cộng. Chúng ta mang dấu cộng. Hệ số M của chúng ta thì vẫn là C chia B cho Q chia cho C, tức là thì vẫn là Q chia B. Q chia B. Rồi đem chia cho 6 nữa. Rồi đem nhân cho là Z trừ đi A trừ đi B, nhưng lúc này là 3. Như vậy là trong một cái trường hợp mà tải của chúng ta là cái tải mà phân bố theo tuyến tính bắt đầu ở giữa này, thì chúng ta sẽ có ba hạng tử này. Thì nhóm lại là các bạn phải nhớ rất kỹ cái tình huống thứ hai này vì nó cũng rất là quan trọng. Ta nhớ rằng là sẽ có ba hạng tử. Hạng tử thứ nhất là tam giác bình thường, sau đó chúng ta triệt tiêu hình chữ nhật và đó triệt tiêu hình tam giác đi. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó, thì cái công thức của chúng ta sẽ là như vậy. Đó. Rồi tình huống thứ ba thì các bạn thấy rằng là cũng là tải và phân bố tuyến tính tam giác. Thế nhưng mà nó là cái cạnh đáy nó ở phía bên này. À, các bạn thấy không nào? Đó thì như vậy thì chúng ta có hai cách như sau, hoặc là các bạn có thể ghép nó, các bạn có thể coi nó giống như là một hình chữ nhật. Các bạn tách nó thành hình chữ nhật này. Hình chữ nhật đè xuống. Rồi sau đó là các bạn sẽ thêm vào một hình tam giác đi lên, các bạn hiểu vấn đề không? À, tức là hình chữ nhật này thì đi xuống và sau đó là tam giác này thì lại đi lên. Thì chữ nhật thì chúng ta đã biết rồi, nó có hạng tử phía trước. Còn chữ nhật còn tam giác mà đi lên ta có ba hạng tử, phải là 2 + 3 là 5, nhưng mà chúng ta sẽ rút gọn được một hạng tử. Bạn hiểu vấn đề không? Đó. Rút gọn được 2 - 3 hạng tử gì đấy. Thì đó là một cái cách thứ nhất, tức là các bạn tách nó ra thành hai cái là mà chúng ta đã từng được học, đó là hình chữ nhật và tam giác. Thế nhưng mà chúng ta có thể có cách khác là bây giờ các bạn nhìn này. Đây. Chúng ta cứ coi như là nó bao phủ ở đây của chúng ta là hình chữ nhật. À, như vậy thì ban đầu của chúng ta là có một hình chữ nhật đây. Này là nó sủ phủ vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ bù vào đây là một hình chữ mình tam giác đi lên. Các bạn thấy không nào? Chúng ta sẽ bù vào đây là một hình tam giác và đi lên. Các bạn thấy không? Đó, đi lên. Thì đương nhiên là đây là cũng là cu rồi. Đó, đây là cu. Thì như vậy là nó sẽ cân bằng lại được là vào cái phần hình chữ nhật, là cái phần hình tam giác mà chúng ta lấp ở đây. Tuy nhiên là nó vẫn thiếu, các bạn thấy không? Nó vẫn thiếu. Mà cái thứ hai nữa là cái tam giác này thì nó sẽ đi đến cuối cùng chứ. Cái tam giác này các bạn, là một khi mà chúng ta đã xuất hiện tam giác là tức là bất cứ một cái tải phân bố nào mà một khi đã xuất hiện là nó sẽ đem đến cho chúng ta là ta phải đi đến cuối dầm, chứ không bao giờ có cái chuyện ấy đâu. Đây thì các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Tức là chúng ta sẽ thêm một cái tam giác ở đây để mục đích là cái tam giác này này, đó.
nó sẽ cân bằng với lại là một cái phần tam giác thêm vào của cái hình chữ nhật mà các bạn thêm vào. Thế nhưng mà đến đây thì cái phần này đến cuối dầm thì các bạn thấy là gì? À, nếu chúng ta cũng tách ra một phần này, ở đây cũng là cu, thì nghiễm nhiên là cái phần diện tích này nó đã cân bằng với lại cái thằng này rồi, đúng không các bạn? Thấy không? À, như vậy là bằng cách là chúng ta coi như đến đây là hình chữ nhật toàn dầm này, rồi bằng cách là chúng ta thêm vào đây hình tam giác này, thì tự nó đã triệt tiêu được hai phần rồi, tam giác này và tam giác này, hình chữ nhật này và hình chữ nhật này. Thì tuy nhiên là nó còn một phần nữa mà chưa được giải quyết, đó là cái phần tam giác này, các bạn hiểu vấn đề không? Thì tức là đến đây là chúng ta phải thêm vào, ta phải thêm vào hình tam giác ở đây. Ở cái đoạn này là bao nhiêu chúng ta cũng chưa cần phải quan tâm, mà nếu muốn thì chúng ta cũng biết được thôi, bởi vì cái hệ số m này này, cái m này này bằng tan này này, thì nó bằng là q chia cho b. Cho nên là q chia b là cái này là đem nhân cho cái cạnh này là c, thì chúng ta sẽ có được là c chia b nhân cho q thôi. Nhưng mà thực ra mình không cần, bởi vì mình cần cái hệ số góc của nó là q trên b là đủ. Vì vậy thì cái hệ số này cũng vẫn là q chia b. Đó, có vậy thôi. Cái mà mình cần là như vậy. Thì như vậy là nếu mình thêm một cái tam giác ở đây nữa thì lúc này nó sẽ hoàn toàn là cân bằng triệt tiêu được cho cái phần tam giác dưới. Và như vậy thì chúng ta kết luận một điều là gì? Như vậy thì mx của chúng ta được bắt được thay thế cái mx này mà được là tạo bởi cái hình màu vàng này thì được thay thế bởi cả một hình chữ nhật từ đầu dầm cuối dầm với cường độ là nó đi xuống, cho nên là trừ q trên 2. À, nhân cho của chúng ta là z trừ đi a, bắt đầu từ điểm a, bắt đầu từ bình phương lên. Và sau đó chúng ta thêm vào đây cái hình tam giác này từ đầu dầm đến cuối dầm, hình tam giác này. Thì hình tam giác này thì có hệ số là q chia b, cho nên chúng ta sẽ là mà nó đi lên, cho nên chúng ta sẽ cộng vào là q chia cho là b và chia cho 6 nữa. Đó. Rồi đem nhân cho là z trừ đi a. Và lúc này nó phải là mũ 3. Đó. Đó là mũ 3. Rồi ok. Và sau đó chúng ta phải thêm vào đây một hình tam giác tại cái vị trí có tọa độ là a cộng b nữa. Cũng với cường độ là như vậy. Vậy thì nó là trừ, bởi vì nó đi hướng xuống mà. Vậy vẫn là trừ đi q, vẫn là hệ số của chúng ta vẫn là q chia b. Tức là bởi vì nó là m chúng ta là q chia b và chia cho 6. Và lúc này thì tọa độ là z trừ đi a cộng b. À, vì là tam giác cho nên nó phải là mũ 3. Đó thì chúng ta thấy là biểu thức chúng ta ghi ra hoàn toàn là chính xác. Đó thì cái cách làm mà thầy làm cái này để cho các em hiểu, và hiểu vấn đề không, chứ không phải là thầy đưa ra công thức cho các bạn nhớ, nó không ai nhớ được. Thầy cũng không nhớ làm gì, nhưng mà đấy các bạn thấy là chúng ta hiểu được cái vấn đề này để chúng ta xây dựng được cái biểu thức. Như vậy là tóm lại là chúng ta gặp một cái tam giác mà cái đáy nó quay ra ở phía bên tay trái á, thì tức là chúng ta sẽ có ba hạng tử, các bạn nhớ chưa nào? Đó thì cái chúng ta đây cũng ba hạng tử này, và đây thì hai hạng tử. Đó thì đấy là cái bạn các bạn cần nhớ. Rồi một tình huống nữa mà chúng ta sẽ gặp, có thể gặp, đó là hình thang, đúng không nào? Thế thì hình thang á thì các bạn nhớ rằng là gì? Là chúng ta luôn luôn có thể tách ra là hình chữ nhật và hình tam giác, luôn luôn là như vậy. Thế vấn đề là bây giờ chúng ta tách như nào? À, chúng ta ví dụ như hình này chúng ta có nên tách ra hình chữ nhật tam giác này không? Thế các bạn thấy là hình chữ nhật tam giác này á, thì cái cách làm của nó thì chúng ta đã biết được rồi, thì tùy các bạn, đúng không nào? Đó thì chúng ta tách ra hình nào cũng được. Thế nhưng mà thầy thì thầy thích là cái tam giác của thầy là cái cạnh đáy của nó quay về bên tay phải, chứ thầy không có thích cái cạnh đáy của nó quay về bên tay trái, nó khó nhớ hơn. Như vậy là thầy luôn luôn thầy đưa được về hình chữ nhật này, rồi sau đó là một cái tam giác mà đi lên như thế này. Đó. Như vậy là thầy nói lại này, thầy sẽ thay thế cái tải hình thang này bằng cái hình chữ nhật, toàn hình chữ nhật này và cái hình tam giác này. Đó. Và cái này ở đây thì cái cường độ của nó sẽ là q1 trừ đi q2. Đó, chắc chắn là các bạn cũng nhìn thấy. Được chưa nào? Rồi thì bây giờ thầy sẽ viết này. Còn cái q1 với q2 này ở đây không quan trọng, bởi vai trò của q1 q2 là không quan trọng, nó có thể thay đổi. Q1 có thể nhỏ hơn q2 thì sẽ mang dấu âm, thì cái này mang dấu âm. Mà q2 trừ q1 mà dương thì cái này mang dấu dương, thì cái đấy không quan trọng. Các bạn hiểu ý không? Thì các thầy chỉ cần làm một trong hai cái này thôi. Được chưa nào? Thì bây giờ là gì? Bây giờ thì nói lại là cái bây giờ hình thang này được thay thế bằng hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì các bạn nhớ là ban nãy chúng ta có hạng tử. Hạng tử đầu tiên là gì? Đầu tiên là chính bản thân nó là trừ đi q1 chia cho 2 nhân cho là z trừ đi a bình phương. Và sau đó chúng ta phải thêm một cái hình chữ nhật nữa mà ở cái tọa độ là a cộng b, cho nên chúng ta cộng cho là q trên 2, q1 luôn chia 2 nhân cho là z trừ đi a trừ đi b tất cả bình phương. Thì đó là chúng ta đã thay thế xong được cái hình chữ nhật này. Nhưng các bạn nhớ rằng là chúng ta còn phải, ở đây chúng ta còn có một hình tam giác nữa với cái cường độ này đi lên, đúng không nào? À, các bạn nhớ không? À, tam giác này là nó như thế. Thì bây giờ
đầu tiên là tôi cứ ấy, tam giác đã là cộng cho tam giác đã. Như vậy là tam giác này hệ số của nó sẽ là cua 1 trừ đi cua 2 đem chia cho cái độ dài ở đây. Các bạn nhớ là tang á, m này này. M này thì bằng là tang. Đây là góc phi mà. Thì nó bằng là cái cạnh này, cạnh đối chia kề, đối là cua 1 trừ cua 2 chia cho này là b. Thì như vậy là cua 1 trừ đi cua 2 chia cho b nhân cho 6 nữa, đúng không nào? Ban nãy chúng ta có nói là hệ số thì chia cho 6. Và tiếp tục đem nhân cho là z trừ đi là a. À, tất cả là mũ 3. Đó là do chúng ta đã có được, chúng ta thay thế cái hình thang đó bằng một cái tải này đi lên ở đây. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó sẽ đi xuống đến tận cùng ở phía dưới này, các bạn hiểu vấn đề không? À, nó sẽ đi tận cùng ở phía dưới này. Thì do đó thì chúng ta phải thay thế ở dưới này là một cái hình chữ nhật. Một cái hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật này thì nó sẽ đi xuống. Nó sẽ đi xuống, hình chữ nhật này nó sẽ đi xuống. Hiểu không nào? Vậy đi xuống thì chúng ta phải trừ đi. Trừ đi cái hình chữ nhật này thì cái cường độ của nó cũng là cua 1 trừ đi cua 2. Vậy là trừ đi cua 1 trừ cua 2 chia cho là 2. Độ là như vậy. Rồi để đem nhân cho là z trừ đi a trừ đi b. Tất cả bình phương. Nhưng mà chưa đủ, bởi vì là cái thằng này nó còn được thay thế, nó còn phải được bù lại bởi một cái hình tam giác nữa. Cũng bằng hình tam giác nữa tại đó. Thì tam giác ở đây thì cái hệ số của nó vẫn là cu 1 trừ đi cu 2. Mà bây giờ chúng ta phải ở đây đi lên thì chúng ta phải đè xuống, vậy thì là trừ tiếp là cu 1 trừ đi cu 2 chia cho là cái tam giác thì vẫn là chia cho b và chia 6 tiếp và là z trừ đi a trừ đi b, tất cả là mũ 3. Thì như vậy thì nó mới đầy đủ được, các bạn hiểu vấn đề không? Nhưng mà đến đây chúng ta thấy một điều là gì? Đến đây chúng ta thấy là có cái hạng tử này là cùng một cái hạng tử này. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Q1 mà ở đây lại là trừ Q1 thì nó hết, mà đã chỉ còn Q2 thôi. Vì vậy thì cái MX của chúng ta có thể giản lược được nữa. Như vậy thì cuối cùng là nó chỉ còn lại là gì? Trừ đi Q1 trên 2 nhân cho là Z trừ đi A bình phương. Ở đây thì Q1 trừ đi Q1 hết, và đã chỉ còn là cộng cho Q2 thôi. Cộng cho Q2 nhân cho 2 nhân cho là Z trừ A trừ B, tất cả bình phương. Rồi cộng cho là Q1 trừ đi Q2 chia cho là 6B nhân cho là Z trừ đi A, tất cả mũ 3. Và cuối cùng là trừ đi cho Q1 trừ đi Q2 chia cho 6B nhân cho là Z trừ A trừ B, tất cả mũ 3. Như vậy ở đây chúng ta có 4 hạng tử. Như vậy là hình thang chúng ta sẽ có 4 hạng tử. Chúng ta so sánh lại xem có đúng không nào. Đó, thì có thể là hóa hoàn toàn đúng rồi đấy, các bạn thấy không? Đó. Thì trừ Q1 trên 2 này Z trừ A này, Q1 trừ Q2 6B Z trừ A là cái này này. Đó, thấy không? Rồi là cộng cho Q2 trên Z trừ A. Đó, trừ đi Q1 trừ Q2 6B, hoàn toàn chính xác rồi. Nhưng mà đấy thì thầy muốn các bạn hiểu rằng là ở đây chúng ta thay thế ở đây là hình chữ nhật và hình tam giác. Hình tam giác thì cái này là chúng ta nhớ được. Bởi cái tam giác mà cái cạnh đáy mà nó quay bên tay phải này chúng ta rất là dễ nhớ. Thay thế bằng hình chữ nhật và lại bằng một cái hình tam giác với cái hệ số là chính nó được nữa, nhưng theo chiều ngược lại, thế là xong. Đó, tức là một cái hình tam giác này trừ đi cho hai thằng này, một hình tam giác này ở đây trừ đi hai thằng này ở đây, thế là chúng ta sẽ thay thế được bằng một cái hình tam giác này ở đây. Còn đây là hình chữ nhật, ta có hạng tử, hãy bù lại. Cho đó chúng ta thấy đây là 5, ta giản lược thì về 4. Đó. Thế như vậy là chúng ta không có nhớ cái điều gì cả, mà ở đây ấy, là chúng ta thay thế nó, mà chúng ta chỉ nhớ mà là cái hình chữ nhật và hình tam giác thôi. Mà nhớ thì nếu không nhớ được chúng ta suy luận cũng được, chả sao cả. Các bạn thấy không nào? Như vậy thì bốn tình huống này thì thầy mong là các bạn xem lại, các bạn hiểu cho thật rõ cái chỗ này là chúng ta thay thế như thế nào và chúng ta viết được cái biểu thức nội lực MZ MX, moment uốn MX của chúng ta trong những cái tình huống như thế này. Nó sẽ phục vụ cho bài tập chúng ta rất là tốt. Rồi thưa các bạn, sau đây thì chúng ta sẽ tiến vào cái phần thực hành. Đó là trước khi mà chúng ta đi tìm độ võng và góc xoay ấy, thì thầy muốn rèn luyện cho các bạn thật là thành thạo cái vấn đề, bởi vì cái mấu chốt ở đây là chúng ta xây dựng được cái biểu thức moment uốn bằng cái hàm Macaulay. Bạn rõ chưa nào? Chỉ cần chúng ta có được cái hàm Macaulay, cái biểu thức moment uốn bằng hàm Macaulay chính xác thì chúng ta tích phân cực kỳ dễ, bởi vì nó chính là cái hàm đa thức của chúng ta như thầy đã từng nói ở trên. Được chưa nào? Vậy thì cái mấu chốt ở đây là chúng ta phải đi tìm được cái biểu thức của moment uốn mà sử dụng hàm gián đoạn Macaulay. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta muốn vẽ như vậy thì đầu tiên đó là chúng ta phải đi tìm được cái phản lực liên kết.
Bởi lẽ phản ứng liên kết cũng chính là một trong số những ngoại lực tác dụng vào dầm, được chưa nào? Vậy thì bây giờ rõ ràng là đây là công ta có IA và IB rồi, thì cái việc mà tìm phản lực liên kết ấy, thì thầy sẽ không có nói ở trong cái video này. Thật là rất là mất thì giờ của chúng ta, bởi vì cái này nó là thuộc chương tĩnh học, và những cái chương mà vẽ biểu đồ cái này kia ấy, thì thầy ở đây thầy sẽ không nói cho các bạn nữa đâu, tự các bạn sẽ đi tìm. Nhưng mà đại loại ở đây chúng ta thấy đây là cái dầm này là cái dầm đơn giản, ta sẽ có hai phản lực là IA và IB. Rồi vậy thì khi mà các bạn tìm ra một cách chính xác thì các bạn sẽ có IB của các bạn bằng là 10,75 kN, 10,75 hướng lên kN, và ở đây là 2,75 hướng lên. Các bạn lưu ý rằng là cái chiều của nó vô cùng quan trọng nhá, bởi vì chiều nó vô cùng quan trọng, bởi vì nếu như mà chiều của nó mà các bạn vẽ xuống thì tí nữa người ta ghi dấu âm nó không có được, các bạn rõ chưa nào? Như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ viết cái biểu thức moment uốn cho cái dầm này khi mà ngoại lực tất cả đã rõ rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào, chúng ta đi từ trái qua phải nào, bắt đầu. Như vậy là mx bằng này, bắt đầu ngay tại cái điểm A này ấy, là cái điểm 0, tức là z trừ 0, các bạn hiểu vấn đề không? Ngay tại đây chúng ta gặp một cái lực mà đi hướng lên, thì như vậy là đây là lực mà hướng lên thì mang dấu dương, dương. 2,75 là độ lớn của lực, nhân cho hàm Macaulay là z trừ 0. Nhưng mà các bạn lưu ý là z trừ 0, z trừ 0 là z, các bạn hiểu vấn đề không? Tức là đáng ra thì chúng ta viết là z trừ 0 này mũ 1, tại vì ở đây là mũ 1, bởi vì là đây là lực mà lực nhân cho cánh tay đòn thì phải là mũ 1 thì mới ra moment được. Nhưng mà đây là z trừ 0 thì chính là bằng 0, xin lỗi, bằng là bằng z, các bạn hiểu vấn đề không? Là vậy là z mũ 1. Nhưng mà vấn đề là z chạy từ 0 cho nên là z luôn lớn hơn bằng 0, luôn lớn hơn bằng 0 thì tức là nó sẽ bằng là z là đủ rồi, các bạn hiểu vấn đề không? Chứ nó sẽ không nhỏ hơn 0, nó sẽ không nhỏ hơn 0, cho nên không bao giờ có chuyện này bằng 0 cả, bởi vì là z chúng ta chạy luôn luôn là từ a, chứ nó không thể nào mà từ dưới bên trái a được, cho nên là chúng ta sẽ bằng z luôn. Cho nên là ở đây cái bất cứ một cái, các bạn lưu ý này, bất cứ một cái gì mà bắt đầu từ cái điểm đầu tiên của chúng ta thì chúng ta không cần hàm Macaulay mà chúng ta trực tiếp là z luôn. Ví dụ như có một cái moment đặt vào đây thì các bạn cũng sẽ nhân vào z, mà bắt đầu ở đây là một cái tải phân bố thì cũng bắt đầu là z, chứ không có phải là z trừ 0 là không phải Macaulay gì nữa, rõ chưa nào? Như vậy đây sẽ là 2,75 nhân cho z, đó, thế là đủ rồi. Còn nếu như mà là moment thì là z mũ 0, còn nếu như mà tải phân bố này kia thì sẽ là z bình phương, vân vân. Đó, thì đấy là cái điều lưu ý cho các bạn. Như vậy tiếp tục này, chúng ta đi tiếp ở đây, xong rồi, tức là ở cái điểm A này chỉ có một cái lực tác dụng thôi, thì không có moment, không có tải phân bố gì cả, cho nên chúng ta đi tiếp đến cái điểm mà có tọa độ là 3 thì chúng ta bắt gặp hai cái tải trọng, đó là moment ngẫu lực và cái tải phân bố theo hình thang. Mà tải phân bố theo hình thang này ấy, thì chúng ta thấy là nên tách nó ra làm hai thành phần, đó là hình chữ nhật và hai là hình gì các bạn, hai là cái hình tam giác, đúng không các bạn? Như vậy là chúng ta coi như là chúng ta gặp là 3. Mà cái hay ở chỗ là nó kéo dài đến cuối dầm luôn, cho nên là chúng ta không có phải lo vấn đề là thêm bớt gì ở bên phải cả, các bạn hiểu vấn đề không? Ban nãy là chúng ta thấy rằng là nó ở bên tay phải nó còn có một đoạn là C nữa, đúng không? Còn ở đây là nó cuối dầm rồi, cho nên là chúng ta không có phải lo sợ về thêm bớt gì cả. Như vậy là tại cái điểm có tọa độ là 3 này này, chúng ta sẽ có 3 tải trọng. Thì coi như có 3 tải trọng. Một là bắt đầu của cái moment tập trung, hai là bắt đầu của cái tải phân bố đều hình chữ nhật, và ba là bắt đầu của tải phân bố tuyến tính hình tam giác này. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đây là 3 này, đây là 6. Vậy thì đây sẽ là 3. Đó. Hệ số của chúng ta sẽ bằng là 3 kN trên mét chia cho 3 mét. Và như vậy là chúng ta sẽ có được là đây là hệ số của chúng ta sẽ là 3 chia 3 là 1. Rồi, M bằng 1. Rồi, bắt đầu nào. Như vậy thì đến đây chúng ta bắt gặp cái moment quay theo cùng chu kỳ đồng hồ, vậy nó sẽ cộng mà dấu cộng. Vậy là 1,5. Đó. Nhân cho là lúc này thì ta thấy rằng là tọa độ bắt đầu từ đây là z-3. Z-3. Các bạn thấy chưa? Và vì nó là moment rồi cho nên đây phải là mũ 0. Bởi vì bản thân đây là moment ngẫu lực rồi thì nó không cần phải nhân cho cái gì cả, cho nên là nó chỉ cần nhân mũ 0. Mà hàm Macaulay là bởi vì nếu như bên trái của cái điểm 3 này ấy, thì hoàn toàn là không có cái moment này, cho nên là bằng 0. Ý nghĩa của nó là như vậy, nó chỉ có cái tải 2,75 kN này thôi. Rồi tiếp theo là nó gặp cái thằng tải phân bố đều hình chữ nhật này. Phân bố đều hình chữ nhật này nó hướng xuống, vậy nó mang dấu trừ. Trừ đi là đây là 3, các bạn thấy không? 3. Tức là chia 2. Nhân cho là z trừ đi 3. Tất cả bình phương. Bởi vì đây làm phân bố đều cho nên là moment nó phải bình phương. Và sau đó nó lại thêm cái hình tam giác đây nữa. Và hệ số là 1, vậy thì nó hướng xuống cho nên mang dấu trừ. Vậy trừ đi 1 chia cho 6.
Rõ chưa nào? Trừ 1 trừ 6. Nhân cho là z trừ đi 3, bắt đầu từ điểm 3 mà. À tất cả là mũ 3. Đó thì đơn vị của chúng ta là do là lực cho nên chúng ta có Newton, kilonewton nhân mét. Tại vì ở đây là đề bài cho kilonewton nhân mét hết cho nên là cái moment của chúng ta là sẽ có cái biểu thức. Như vậy thì cái biểu thức moment của chúng ta sẽ có bốn hạng tử như thầy vừa viết trên hình vẽ, đó là hoàn toàn chính xác. À, có bạn hỏi là thưa thầy tại sao lại thầy không không thêm cái IB này? Đáng ra đây là phải cộng thêm IB này, bây giờ đây này, phải cộng thêm IB này, tức là cộng cho 10,75. À, có bạn sẽ hỏi là thưa thầy tại sao thầy lại quên mất là cái tải cuối cùng này đi, thì chúng ta thì chúng ta cứ cộng một thôi nào, cộng nào. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là không cần bây giờ cộng là 10,75. À như vậy là thầy sẽ nhân ở đây, nó sẽ là, nó đây là tọa độ là 6, vậy nó sẽ là z trừ 6. Và đây là lực cho nên chúng ta sẽ nhân cho là mũ 1. Nhưng mà thầy hỏi các bạn là dầm của chúng ta là z nó chạy từ 0 cho đến cuối dầm là 6. Như vậy thì cái z của các bạn sẽ luôn luôn nhỏ hơn bằng 6 đúng không? Vậy thì nó nhỏ hơn 6 thì hàm Macaulay sẽ bằng 0, mà bằng 6 thì 6 trừ 6 bằng 0 thì cũng hết. Cho nên là thực ra là tất cả những cái tải trọng nào đặt vào cuối dầm đều không cần xét. Nghĩa là ở đây nó có moment này. À, các bạn thấy không, nó có thêm moment này nữa, các bạn cũng bỏ qua luôn, không cần thiết, bởi vì chắc chắn là cái dầm của ta, cái z của chúng ta sẽ không chạy đến cái vị trí này, mà cứ chạy đến thì nó sẽ bằng không, cho nên là sẽ không cần xét nữa. Và bên tay phải của nó là không khí, nó xét làm gì, cho nên là chúng ta chỉ xét tất cả những cái gì mà ở trước cái tọa độ cuối cùng của dầm mà thôi. Các bạn nghe rõ chưa nào? Đó. Rồi thêm một cái bài nữa là chúng ta cũng phải đi tìm cái biểu thức nội lực của một bên uốn trong một cái dầm như thế này. À, dầm đơn giản và có hai tải trọng là 500 Newton và một tải phân bố ở đây. Đó nào, đó. Thì như vậy thì rõ ràng là thầy nhắc lại là lần đầu tiên á, đó là chúng ta phải đi tìm cái phản lực liên kết RA. Và nếu như các bạn tìm một cách đúng á, thì các bạn sẽ có RA, các bạn sẽ có là 435 kilonewton. À xin lỗi, Newton. Đó. Ừ. Và ở RB của các bạn thì là sẽ bằng là 515. Mà thực ra các bạn cũng chẳng cần phải đi tìm cái RB này nữa, bởi vì là trong cái việc mà để xác định được độ vặn góc xoay ý, thì cái RB này nó sẽ không tham gia vào cái phương trình moment uốn MX của các bạn. Cho nên bởi thế là vừa nói ở trên rồi, thì nó ở đây thì nó sẽ không có chạy z, nó không chạy tới đây. Đó, cho nên là chúng ta cũng không cần. Nhưng mà thôi thì đấy, chúng ta cứ tìm để chúng ta kiểm tra xem là phản lực RA đã đúng hay chưa. Thì bây giờ bắt đầu vào các em, bắt đầu nào MX. Nào z chúng ta chạy từ A, vậy thì ở đây điểm A chúng ta gặp ngay cái thằng RA hướng lên. Hướng lên thế là lực tập trung hướng lên, chúng ta sẽ có là dương 435. Thế đã nói rồi, tất cả những cái gì bắt đầu từ điểm A thì đều có tọa độ là z hết. Tức là không có Macaulay mà cũng không có cái ngọt nhọn gì cả. Thế tuy nhiên thì ở đây là lực cho nên là chúng ta cần phải là z mũ 1. Thì cho là cái tay đòn nó phải là lực trên cái tay đòn mà mới là có moment, mà z mũ 1 là z. Thế là cũng chả cần phải ghi mũ 1 làm gì. Thôi đây tùy các bạn thêm vào cho nó chắc chắn. Rồi sau đó chúng ta không thấy có gì cả, chúng ta đi tiếp đến cái tọa điểm có tọa độ là 2, chúng ta gặp một cái lực 500 hướng xuống. Sau đó thì nó phải mang dấu trừ. Lúc này thì Macaulay rồi, không thể nào mà thoát được. Ở chỗ là nhân cho là z trừ đi tọa độ là 2. Thì cho là nếu mà nó nhỏ hơn 2 á thì nó sẽ bằng 0, mà nếu mà lớn hơn bằng 2 thì nó sẽ bằng là ngoặc tròn là z trừ 2 mũ 1. Bởi vì đây là lực những cánh tay đòn phải là mũ 1 thì nó mới là moment được. Hết rồi, ở đây ta đi tiếp đến cái tọa độ là bằng 3. Bằng 3 ta bắt gặp cái tải phân bố. Nhưng mà thấy lưu ý với các bạn là tải phân bố này ấy, mà nếu mà chúng ta viết vào đây ấy, thì tức là nó sẽ kéo dài đến cuối dầm. Các bạn hiểu vấn đề không? Nó sẽ kéo dài đến cuối dầm. Đó. Cho nên là các bạn phải thêm một đoạn ở đấy nữa để mà bù lại. Cái đó là các bạn nhớ rồi nha. Đó là các bạn nhớ rồi, không phải để phải nhắc nữa. Đó. Thì như vậy là với cường độ vẫn là 450 trên Newton chia mét. Ờ như vậy thì đến đây thì chúng ta bắt gặp cái moment này hướng xuống, vậy mang dấu trừ. Vậy là 450 là cường độ chia cho đôi, chia 2. Rồi, bắt đầu nhân cho lại là z trừ đi 3. Bởi vì là cái điểm bắt đầu của cái tải phân bố này là có tọa độ là 3 mà, cho nên là z trừ 3. Mà đây là tải phân bố cho nên đấy nó là bình phương. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Rồi đến đây chúng ta thêm một thằng ở chỗ này, ta đi lên, ta thêm ở đây với tọa độ là 4. Vậy ta sẽ cộng cho là 450. Cũng chia đôi. Nhưng mà cái tọa độ của chúng ta là khác, vậy là z trừ đi bắt đầu đây là 4. Và cũng là bình phương. Đơn vị là Newton nhân mét. Bởi vì là cái moment mà thì đơn vị là Newton nhân mét. Đó thì cái biểu thức của chúng ta là như vậy. Biểu thức M, moment MX, moment uốn MX của chúng ta là như vậy.
Rồi, để đảm bảo cho các bạn được thành thạo cái vấn đề mà xác định được cái nội lực moment uốn trong những cái dầm này ấy, thì thầy cho các bạn một cái bài tổng hợp như thế này. Ở đây chúng ta có tải moment tập trung, lực tập trung, tải phân bố, tuyến tính, vân vân. Đó thì nó có trong cái này. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài này thì các bạn nhớ là chúng ta phải đi tìm cái phản lực liên kết. Mà nếu như các bạn tìm đúng á, thì ở đây thầy không có tìm cho các bạn mà tự các bạn đi tìm. Các bạn lưu ý nhé, cái này là thầy nói là các bạn mà lười á, thì không ai tìm cho các bạn đâu nhé. Trong phòng thi không ai tìm cho các bạn đâu. Cho nên các bạn mà đúng ra mà các bạn ngồi học với thầy ở đây á, thì các bạn lấy giấy ra mà sau này các bạn tự tìm phản lực liên kết đi. Cái bài này chúng ta phải tìm trong vòng độ 5, 5 phút là phải tìm xong cái phản lực liên kết, cả hai phản lực liên kết để chúng ta làm cho chính xác. Chứ nếu mà phản lực liên kết tìm sai thì không có ý nghĩa gì đâu. Các bạn sẽ sai hết toàn bộ, từ biểu đồ cho đến bài bền cho đến bài chuyển vị này kia, không cũng đủ cũng không được cái gì cả. Đó, lưu lưu ý nhiều điều là như vậy. Rồi bây giờ đấy thì bây giờ đấy IA ở đây chúng ta có cái lực mà hướng lên là 1775 chia 3 này kia này có đủ hết rồi. Thì các bạn thấy rằng là đây thì lúc này là cái lực mà 400 này chúng ta không có tính bởi vì nó là cuối dầm, các bạn nhớ. Cứ mặt ta cắt nào mà cuối dầm ta không tính. Rồi thì bây giờ bắt đầu nào. MX. Nhưng bây giờ chúng ta phải để ý này, chúng ta đừng có ngại, đừng có sợ là đây chúng ta thấy là đây là tải phân bố hình thang mà cạnh này là 400 mà cạnh này là 100, đúng không nào? Đây là hình tam giác thì chúng ta đừng có ngại. Bây giờ chúng ta cứ đi tuần tự từ trái qua phải đi. Ở đây ban đầu chúng ta gặp một cái thằng là 1775 chia 3 là bản thân IA đó, mà hướng lên đó, thì chúng ta sẽ có dấu dương. Chúng ta sẽ có là 1775 chia 3. À, vì là ở cái điểm tọa đầu tiên cho nên là chúng ta không có phải mắc câu lay gì cả, nó là z luôn, nó không phải trừ không gì cùng gì cả, z thôi. Nhưng mà có điều là đây là lực, cho nên là lực phải nhân ra cái tên đòn, cho nên là cho ta để tọa độ là z. Bạn nhớ chưa nào? Rồi. Và tiếp tục chúng ta lại gặp một cái moment mà nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ, vì vậy nó mang dấu trừ. À, các bạn hiểu vấn đề không? À, vậy là trừ đi 500. 500. Tiếp theo là nhân cho là cái hàm ta cũng là ngay tại điểm này, cho nên không có mắc câu lay gì cả, vậy là z thôi. Nhưng vấn đề là z mũ 0. Tại vì là z mũ 0 để cho nó bằng 1 đi. Bởi vì là 1 nhân cho 500 là bởi vì nó là moment rồi, cho nên moment nhân cho một số 1 thôi, chứ đừng có nhân cho cái tọa độ z gì cả thì nó sẽ bị mất đi cái đơn vị của moment. Các bạn hiểu vấn đề không? Rồi, tiếp tục. Hết rồi, ta đi tiếp đến cái tọa độ này là 1. Các bạn hiểu vấn đề không? Chúng ta bắt gặp cái tải này là tải hình thang. Rồi thì bây giờ tải hình thang ấy thì ban nãy chúng ta cũng đã nói qua rồi, nhưng mà chúng ta làm sao mà nhớ được? Ta không có nhớ. Mà ban nãy thầy trình bày cho các bạn để các bạn biết được cái logic để các bạn làm bài thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia nó ra là hình tam giác và hình chữ nhật. Mà tam giác ấy thì thầy có nói với các bạn là thôi chúng ta đừng có chia cái này, mà chúng ta chia thế nào để cho cái cạnh đáy của nó ở bên tay phải này. Nếu mà như vậy thì ở đây thì thầy sẽ chia nó ra là hình chữ nhật. Các bạn thấy không? Đấy, thầy sẽ chia nó là hình chữ nhật. Và sau đó là thầy sẽ là thay vào đó là một cái hình tam giác hướng lên. Như vậy thì hình chữ nhật thế này thì đây là hình tam giác hướng lên. Các bạn thấy không? Mà tam giác hướng lên thì nó cũng là nó phải đi đến cuối dầm, thì do đó tí nữa thầy sẽ trừ đi một cái tam giác đi xuống và một cái hình vuông đi xuống, được chưa nào? Với cái cường độ này ở đây, các bạn lưu ý cường độ này ở đây sẽ là 400 trừ đi 100 sẽ là 300, được chưa? Đó, 300 newton chia mét. Đó, thế rồi tí nữa thầy sẽ nói chuyện sau. Và cái quan trọng nhất là cái m này này, đấy m này này, m này là tang phi này sẽ bằng là 300, em chia cho cái độ dài này của chúng các bạn là cái độ dài này là 4 trừ 1 là 3, vậy là 300 chia 3 là 100. Thấy chưa? Đơn vị của các bạn sẽ là 100. Là đơn vị thì sẽ là Newton trên mét bình, không quan trọng gì cả. Rồi, bắt đầu này. Như vậy là đến đây thì ta vừa nói là cái hình thang này ta tách ra là hình chữ nhật. Về hình chữ nhật ở đây là nó hướng xuống, tải phân bố đều, đây là hướng xuống, ta sẽ mang dấu trừ. Được chưa nào? 400. 400. Chia đôi. Chia đôi. À, lúc này là Macaulay rồi, bởi vì nó là tọa độ bắt đầu từ số 1 rồi, cho nên là z trừ 1. Và đây là tải phân bố đều, cho nên là đây phải là bậc 2. Đó. Thế tuy nhiên thì nó thêm vào đây thì chúng ta phải phải bớt nó đi. Các bạn hiểu vấn đề không? Bởi vì đây là hình chữ nhật mà nó phải đi cuối dầm, cho nên ta bớt đi, thì bớt thì bắt đầu tại cái tọa độ là 4 này này, hiểu chưa nào? Vậy thì đến đây là ta đến cái chỗ 4 này thì ta nó hướng lên, ta cộng lên. Cái này ta nhớ rồi, phải là cộng cho 400 chia 2. Vẫn là vậy thôi, nhưng mà cái tọa độ của nó sẽ khác, lúc này là sẽ là z trừ đi 4. Đúng nào? Z trừ 1 trừ đi 3 nữa là z trừ 4. Đó là mũ 2. Như vậy là thầy đã xong cái hình chữ nhật này này, các bạn hiểu vấn đề không? Xong hình chữ nhật thì bây giờ thầy phải tiếp nối đến cái hình tam giác mà là cái màu xanh lá cây này này. Thì đầu tiên là chúng ta gặp nó ở tại cái vị trí có tọa độ là 1 thì chúng ta cứ cứ ấy vào đây đã. Mà đây nó hướng lên, hiểu vấn đề, nó hướng lên thì như vậy là ta phải cộng vào.
cộng cho là m chia cho 6, đúng chưa nào? M ở đây là 100, 100 chia 6. Đó, 100 chia 6. Và đem nhân cho là 100 chia cho 6. Các bạn lưu ý là 100 chia cho 6, đúng rồi, 100 chia 6 nhân cho là z. Ở đây là z trừ đi tọa độ là 1. À, tất cả là mũ 3. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải thêm vào đây thì chúng ta phải triệt tiêu đi, triệt tiêu là cái hình chữ nhật, vậy chúng ta trừ đi với cái cường độ là 300, vậy là trừ đi này, 300 là cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật là đều, tức là phân bố đều thì là chia đôi. 300 chia đôi cũng là nhân cho cái tọa độ này ở đây là z trừ đi 1. Các bạn nhớ như thầy điều vậy, vậy là bình phương. Được chưa nào? Ngoài hình chữ nhật này ra thì chúng ta còn phải bớt đi một cái hình tam giác nữa. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là hai cái dấu của hai hạng tử đằng sau thì nó ngược với cái dấu đầu tiên này ở đây. Vậy thì chúng ta ghi là trừ. Được chưa? Trừ. Trừ cái gì? Trừ đi cái hình tam giác mà vững với cái hệ số m này vẫn thế. Vậy thì là trừ đi 100 chia cho 6. Chia cho 6. Nhưng mà vấn đề ở đây là z này là z trừ đi z này là, xin lỗi các bạn, ở đây là z trừ 4 chứ không phải z. Bởi vì là tí nữa chúng ta bớt, chúng ta bớt ở cái nơi mà cuối cùng của nó là z trừ 4 mà. Được chưa nào? Z trừ 4. Các bạn lưu ý đây là z trừ 4 này. Thật nó có sai nha các bạn. Bởi vì là chúng ta bớt nó đi là bớt ở cái tọa độ bắt đầu từ cái số 4 này này. Các bạn hiểu vấn đề không? Đó. Rồi, cho nên đây cũng là z trừ 4. Mà đây là tam giác cho nên là chúng ta làm mũ 3. Đó. Như vậy là đến đây thì thầy mới xong được cái đống hình thang này, các bạn hiểu vấn đề không? Đến đây thầy mới xong hình thang. À, nó bắt đầu từ đây này, 1 2 3 4 hạng tử, hiểu vấn đề không? Rồi bây giờ thầy lại bắt gặp tiếp là cái lực 300 này nữa, nó hướng xuống, vậy là trừ đi 300. Trừ đi 300. À, em nhân cho là cái tọa độ Macaulay của chúng ta là z trừ đi ở cái tọa này là 4. Đó, mũ 1. Và tiếp theo đến đây thì chúng ta lại gặp tiếp là cái tải phân bố, các bạn hiểu vấn đề không? Phân bố tuyến tính. Thế như vậy thì cái hệ số của nó ở đây sẽ là gì? Hệ số m này ở đây ấy, thì sẽ là m này ở đây sẽ bằng là cái độ lớn này ở đây là 300. 300 chia cho cái tổng chiều dài này đây là cũng là 3, từ bởi dưới 4 là 3 mà. Vậy cũng vẫn là 1, 100. Hiểu vấn đề không? Vẫn là 100. Như vậy thì đến đây là chúng ta thấy rằng là mà nó hướng xuống, vậy ta ghi trừ, trừ đi m chia 6, m là 100, vậy là trừ đi 100 chia cho 6. À, nhân cho là cái tọa độ lúc này là z trừ 4. Tất cả là mũ 3. Bởi vì nó là tải phân bố tuyến tính mà, vậy là các bạn rõ chưa nào? Rồi hết rồi, đến đây thì chúng ta đi tiếp. Đến cái chỗ này thì chúng ta gặp cái chỗ này là cái lực này thì chúng ta là nó hướng lên, và ta cộng cho là 3925. Chia cho 3. Và đem nhân cho là cái tệ đòn là z trừ đi tọa độ lúc này là 6. Tất cả là mũ 1. Rồi thì còn thì cái lực 400 ở cái đoạn cuối này chúng ta không quan tâm nữa. Chúng ta nói là ta dẹp rồi, không quan tâm nữa. Cái đó thì đấy chính là cái biểu thức moment MX ở đây. Thế và các bạn xem có cái gì nó giản lược được cho nhau không? Ví dụ như ở đây các bạn thấy rằng là gì? Ở đây các bạn thấy rằng là ví dụ như là z trừ 4 mũ 3 này, ở đây là thầy có z trừ 4 mũ 3 này, đây cũng có z trừ 4 mũ 3 này, các bạn thấy không? À, rồi. Ở đây là z trừ 4 cái gì đây? Z trừ 4 bình phương, ở đây cũng z trừ 4 bình phương, thầy có thể giản lược được hai cái này cho nhau. Các bạn hiểu vấn đề không? Vậy thì chúng ta chép thêm một dòng nữa cho nó thật sự là tối giản đi. Vậy ta sẽ có là 1775 chia cho 3 nhân cho z này. Không có giản lược được, cái này thì không có cái gì giản lược cho nó được, thì ta để nguyên. Trừ đi 500, tôi bên đây trừ đi 500 nhân cho z mũ 0. Tại sao thầy vẫn cứ phải z cái này? Bởi vì tí nữa mình tích phân lên, sau này mình tích phân lên cho nên là chúng ta vẫn cứ phải để những cái mũ này, mặc dù ta biết nó bằng 1 rồi nhưng mà tí nữa tích phân lên thì ta cứ để như này. Được chưa nào? Rồi ta vừa nói là z trừ 1 thì không có cái gì của nó cả, cho nên ta để nguyên là vậy là trừ đi, ở đây là 400 chia 2 là trừ đi 200. Z trừ 1 bình phương. Ta vừa nói là z trừ 4 bình phương và z trừ 4 đây là nó giản được cho nhau. Đâu rồi? Z trừ 4 bình phương. Vậy là 400 trừ đi 300 là 100, vậy 100 chia 2 đúng không các bạn? Vậy là chúng ta có 50. Vậy là z trừ 4 bình phương. Tiếp theo là z trừ 1 mũ 3 thì chẳng giản lược được cái gì rồi, thì ta cứ để nguyên là cộng cho 100 chia 6 nhân cho z trừ 1 mũ 3. Cái này ta vừa nói rồi, bây giờ là z trừ 4 mũ 3. Z trừ 4 mũ 3 ở đây với z trừ 4 mũ 3 ở đây thì nó giản lược được cho nhau không? À, nó sẽ cộng với là trừ 200 chia 6, đúng nào? Trừ 200 chia 6. Trừ 200 chia 6. Z trừ 4. Tất cả là mũ 3. Rồi hết rồi. Thì đến đây ta còn là z trừ 4 mũ 1.
Và cuối cùng là z trừ 6 cũng 1 nữa thôi. Đó thì bây giờ trừ đi 300 nhân cho z trừ 4 mũ 1. Và cuối cùng là cộng cho là 3925. Đó, cộng cho là 3925. Trừ cho 3 nhân cho z trừ 6 mũ 1. Đó thì cái biểu thức mx của bạn có 1 2 3 4 5 6 7 8 hạng tử tất cả. Đó, cho cái bài này. Đó thì các bạn thấy là chúng ta hiểu được vấn đề thì chúng ta thấy làm rất là nhanh, không có gì khó khăn cả. Rồi các bạn thì đến đây ấy, thì cứ cho là các bạn đã biết cách là xác định được cái biểu thức của moment uốn mx để các bạn sử dụng vào cái phương trình vi phân đàn hồi, các bạn tích phân lên để các bạn sẽ tìm được độ võng và là góc xoay. Nhưng mà khi mà các bạn tích phân ấy, thì nó sẽ có những cái hằng số, các bạn hiểu vấn đề không nào? Ta nhớ rằng là tích phân thì sẽ cộng hằng số c, mà để xác định được hằng số c ấy, thì chúng ta nhớ rằng là tích phân thì nó phải sử dụng cái gọi là điều kiện biên. Mà điều kiện biên ở đây thì các bạn thấy là có rất là nhiều những tình huống như thế này, thì đây là thầy giới thiệu qua cho các bạn này. Ví dụ như là ở cái đầu con biên của cái con lăn này thì các bạn thấy rằng là cái con lăn này cái chuyển vị của nó bằng không, các bạn thấy không? Nó sẽ không lên không xuống được, đúng không nào? Hay và ở đây cái đầu tự do này thì cái moment uốn ở cái đầu tự do này bằng không. Do đó thì đây là hai cái điều kiện của các bạn ở đây. Rồi bản lề trụ cũng vậy, bản lề trụ đây thì cũng vậy, tương tự như vậy. Nó cũng không có lên xuống được. Và moment ở đầu này, bản lề trụ này cũng bằng không, tại vì nó có thể xoay được mà. Đó. Rồi tiếp tục, một cái dầm mà ở đè, một cái dầm mà nó được đặt trên một con lăn. Nhưng mà cái này nó khác với cái này ở đây là ở bên tay trái này thì là không khí không có gì cả. Còn ở đây là giữa dầm, là con lăn nó đặt vào giữa dầm này. Cho nên là bên trái là có một phần dầm, bên phải có một phần dầm. Thì như vậy thì cái điều kiện biên ở đây chỉ có thể là B là cái chuyển vị ở cái điểm này bằng không mà thôi, nó không có lên xuống được mà thôi. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Ở tiếp theo là một cái đầu tự do của một cái dầm công xôn chẳng hạn. Ví dụ như vậy, ở đây là cái ấy của nó còn chẳng hạn, là liên kết của nó. Thì ở cái đầu tự do này thì lực không có, moment không có, cho nên là QI và MX bằng không. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Và tiếp theo là ngàm thì sao? Ngàm được chôn chặt ở đây thì chắc chắn là nó không có chuyển vị, cho nên là V của nó bằng không. Rồi nó cũng không có xoay được. Các bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là góc xoay của nó bằng không. Đó. Thế bây giờ hai cái dầm mà hai cái thanh mà được liên kết với nhau tại một cái chốt bản lề này á thì các bạn không thể nói được điều gì về cái chuyển vị của nó cả. Nó sẽ có chuyển vị, các bạn cũng không thể nói được gì về góc xoay của nó cả. Nhưng mà và cái lực của nó thì các bạn nhớ rằng là trong một cái bản lề thì các bạn sẽ có hai phản lực x và y ở đây. Nếu như mà cái dầm ta không có cái thành phần lực nào theo phương ngang nhưng mà nó vẫn có cái thành phần lực theo phương dọc, đó là q, đó là cái phản lực theo phương dọc. Cho nên các bạn cũng nó cũng sẽ có được cái QI, chứ các bạn không thể nào nó không có được. Vì vậy nó chỉ có thể là xoay thoải mái tự do quanh nhau, thì như vậy thì cái moment MX của nó sẽ bằng không mà thôi, nó không có cái moment uốn ở đây cả. Hiểu vấn đề không? Tại cái điểm này này. Thế rồi là cái một cái thanh mà nó được liên kết bản lề ở phía giữa nó, thì như vậy thì ở đây chúng ta chỉ có một cái điều kết luận được rằng là cái chuyển vị của nó bằng không. Chứ còn thì góc cái moment uốn của nó là có, tại vì nó khác với cái này ở đây là bởi vì bên trái nó bằng là không khí, còn ở đây là bên trái có vật liệu, bên phải là một cái dầm, là một cái phần của dầm, cho nên là nó có. Cho nên là thường là cái moment ở đây bằng moment ở đây, chứ không phải là tức là nó không có cái moment nào đặt vào đây, nhưng mà tức là cái moment uốn ở cái bên này bằng moment uốn ở bên này, nhưng mà nó vẫn có cái moment, cho nên các bạn không thể nói đó là moment bằng không được. Đó thì chúng ta chỉ biết một điều là cái chuyển vị ở đây bằng không mà thôi. Thì đó là những cái tất cả những cái điều kiện biên của những cái trường hợp thông dụng vào trong cái dầm của chúng ta muốn sức bền này. Thì nếu như các bạn có gặp thì sau này chúng ta sẽ hiểu sau và chúng ta sẽ làm sau. Chứ còn thực tế chúng ta chỉ có một vài trường hợp như con lăn, bản lề trụ, ngàm, ba cái chấm hết. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ xét cái ví dụ đầu tiên là dễ nhất. Các bạn cho một cái dầm chìa và chịu tác dụng một cái lực 8 kíp đặt vào một cái đầu bên tay trái ở điểm C này. Và ở đây ở cái đầu B con lăn này sẽ có một cái moment đặt vào cái điểm dầm này là 120 kíp nhân cho feet. Rồi. Thế bây giờ yêu cầu đi tìm cái chuyển vị độ võng của cái điểm đầu dầm tự do này ở C và một cái điểm D nào đó. Các bạn lưu ý là điểm D này mình không có biết vị trí của nó, chỉ biết rằng cái điểm D này là nơi mà có cái độ võng lớn nhất. Để các bạn hình dung là cái đường cong đàn hồi của các bạn nó cong như thế này thì ở đâu đó ở đây nó phải có một cái độ võng cao nhất. Tuy nhiên nó có thể nó thấp hơn C nhưng mà nó sẽ cao nhất ở trong cái đoạn AD này, AB của chúng ta, và các bạn phải đi tìm. Đó. Thế thì bây giờ đầu tiên là chúng ta phải đi tìm được cái phản lực liên kết IA. Thì cái này là việc của các bạn nha. Đó, còn ở đây thì thầy cung cấp cho các bạn IA ở đây của thầy sẽ bằng là 6 kíp. Và IB ở đây á thì thầy ra được là 2 kíp. Nhưng mà rõ ràng là thầy nói rồi là cái tải trọng mà ở cái điểm cuối cùng của dầm này chỉ có cũng là bằng không.
chúng ta không quan tâm đến nó. Như vậy thì ở đây thì chỉ còn là hai cái tải trọng mà chúng ta quan tâm nhất ở đây ấy, chính là hai cái tải trọng này. Vậy thì bây giờ cái phương trình, bây giờ nó khác với cái đáp án nãy của chúng ta là bây giờ chúng ta viết thẳng cái phương trình vi phân đàn hồi của chúng ta, đó là e nhân cho y x ngang. Thì y x thôi rồi, tôi viết gọn là đây là y x ngang này, tức là cái các bạn nhớ rằng là cái mô men quán tính đối với cái trục trung tâm của cái dầm này, các bạn hiểu vấn đề không? Đó thì nhân cho là v hai phẩy z thì nó sẽ bằng là mx. Thì đó là cái phương trình mà số 5 của các bạn đó. Đó, các bạn hiểu vấn đề không nào? Mà bằng z nữa. Đó. Thì đây là cái phương trình vi phân của các bạn, chúng ta sẽ tích phân lên. Thì như vậy thì e là mô men đàn hồi, ix này thì là mô men quán tính biết rồi, đây là độ võng 2 phẩy, đây là mx, mà mx thì chúng ta đã biết được cái cách viết của nó rồi. Đó, bây giờ chúng ta mới đem vào chúng ta sử dụng. Tại C là điểm đầu tiên, chúng ta thấy là có 8 kíp hướng xuống, vậy thì là -8 nhân cho là z mũ 1, bởi vì đây là lực mà. Đó. Tại vì điểm đầu dầm cho nên không có ma cao lay, không có lùm gì cả, không cần thiết. Đó. Rồi tiếp tục ta đi tiếp, đến đây chúng ta gặp 6 kíp đi lên, ta cộng cho 6. Nhưng mà lúc này thì cái tọa độ của nó sẽ là z trừ đi 10. Các bạn hiểu vấn đề không? Mũ 1. Hết. Chấm hết. Bởi vì lực hai kíp và moment ở đây thì nó không đi vào, chúng ta không cần làm gì cả. Và có điều là thầy muốn nói là các bạn, đơn vị của chúng ta là đây là moment. Thế nên là đây chúng ta sẽ có là kíp nhân cho fit. Đó, chúng ta phải hiểu rõ trước là như vậy. Đó, moment là như vậy. Ở đến đây thì chúng ta sẽ tích phân lên một lần là e x ngang. À, tích phân một lần ta sẽ có là v'z. Mà v' thì chúng ta biết nó lại là góc xoay, cho nên chúng ta ghi là e x nhân cho là góc xoay của chúng ta là ký hiệu là theta z. Đó. Thì bây giờ tích phân lên chúng ta thấy rằng là -8 nhân cho là z bình chia đôi, tại vì tích phân của z mà. Đó, các bạn thấy không? Được cộng cho 6 nhân cho z trừ 10. Hôm nay là mũ 2 và cũng là chia đôi. Và nhưng mà đương nhiên là cộng cho hằng số C1. Và tiếp tục chúng ta tích phân thêm một lần nữa, ta sẽ có là e y x ngang nhân cho v. Đó thì bây giờ sẽ bằng là tích phân thằng này sẽ là giống lại đây là -4 này, nhưng mà nhân cho là z mũ 3 chia 3. Tiếp tục là cộng cho 3, nhưng mà lúc này là z trừ 10 mà có lay nhá, mũ 3 và chia 3, cộng cho C1 nhưng mà nhân cho Z và cộng cho hằng số C2. Đó thì các bạn thấy không nào? Rồi đến đây thì bây giờ chúng ta phải đi tìm cái C1 và C2 thì chúng ta phải sử dụng điều kiện biên. Như vậy là chúng ta có là điều kiện biên. Điều kiện biên ở đây thì thầy vừa nói ở trên ấy, chúng ta thấy rằng là có cái con lăn, có cái bản lề ở đây và con lăn ở đây. Và như vậy thì cái độ võng của hai cái bản lề là bằng 0. Như vậy chúng ta có là gì? Chúng ta có là khi mà z bằng 10 á. Khi mà z bằng 10 á thì chúng ta có là VA, tức là cái V của điểm A này bằng 0. Các bạn có hiểu vấn đề không? Thì bây giờ các bạn thế vào thôi. Vậy thì đây z bằng 10 thì các bạn thế vào đây. Như vậy là các bạn sẽ có là -4/3 nhân cho 10 mũ 3. À cộng, bởi vì là 10 ở đây thì 10 trừ 10 hết, cho nên là không có, thì bây giờ chỉ còn là cộng cho là C1 nhân cho 10 và cộng cho C2 thì bằng 0. Rồi tiếp theo ta có một điều kiện nữa là khi mà Z bằng 30 ở đây này, tức là tại cái điểm B này, tức là Z thì bằng 30 thì tức là cái chuyển vị của điểm B này của các bạn cũng bằng 0. Tại vì ở đây là con lăn mà nó không có lên xuống được. Vì vậy thì các bạn thế vào đây thì các bạn có là -4/3 30 mũ 3. Tiếp tục lúc này thì đây là 30 trừ 10 là 20, như vậy là 20 mũ 3. Thấy không? Tiếp tục cộng cho C1 nhân cho 30 và cộng cho C2 thì bằng 0. Thì bây giờ chúng ta giải hệ hai phương trình này ẩn ta là C1 và C2, ta sẽ ra được là thầy có được là C1
thì các bạn nhớ giải nhé, thì bằng là 1333,33. Đó. Mà C2 của các bạn á thì sẽ bằng là âm 12.000. Đó, thì các bạn không tin thì các bạn cứ giải hệ phương trình, các bạn bấm máy ra để các bạn sẽ ra được con số như thầy. Đúng, như vậy thì đến đây thì chúng ta thấy là tìm việc tìm độ võng của điểm C không còn khó khăn nữa vì chúng ta có hằng số C1 C2 rồi. Vậy thì thầy muốn đi tìm VC, tức là VC tức là bằng là V mà khi mà Z bằng 0. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, tại vì Z bằng 0 đây này. Đó, thì bây giờ mình thế vào đây thì Z bằng 0 thì nó chỉ còn là C2 thôi. À, nó còn đúng C2 tại bởi vì các bạn nhìn thấy tất cả Z bằng 0 thì đây bằng 0 hết, vậy thì còn bằng C2. Như vậy là chúng ta sẽ có là bằng là 1 chia cho EIX. Các bạn hiểu vấn đề không? X ngang này. Tại vì bây giờ là chúng ta cần tìm V rồi thì chúng ta lấy cái thằng V phải, người ta chia cho EX thôi. Hiểu không? Đó. Em nhân cho là 1 trừ 12.000. Đó. Và đơn vị của cái thằng này ở đây sẽ là kíp nhân fit mũ 3. Fit mũ 3. Đó. Vậy thì đây là đáp số của chúng ta bằng là trừ 12.000 kíp nhân fit mũ 3 chia cho EX. Còn EX là bao nhiêu thì cái đấy là tùy đề bài thì chúng ta thế vào sau, chứ không nhất thiết là chúng ta phải có ngay bây giờ. Hiểu vấn đề không nào? Rồi bây giờ vấn đề quan trọng nhất là khó nhất là đi tìm D này, bởi vì là D là cái điểm mà ở đây là cái độ võng mà cao nhất trong cái đoạn DCD CB này, AB này này. Các bạn hiểu vấn đề không? À, thì làm sao mà chúng ta tìm được cái điểm mà cao nhất ở đây, mình có đâu có biết nó tọa độ bao nhiêu đâu. Thì các bạn nhớ một điều là nếu mà cao nhất ở đây ấy, thì tức là đây là cực trị, mà cực trị tức là đạo hàm nó phải bằng 0. Như vậy là để tìm được điểm D á, để tìm được cái ZD thì chúng ta phải giải được là cái hàm góc xoay của nó là chính là đạo hàm của hàm độ võng. Quan điểm vấn đề không? Thì phải bằng 0. Chúng ta giải cái phương trình này ra thì chúng ta sẽ tìm được, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là cái điểm D này nó phải nằm ở giữa cái đoạn A đến B, thì tức là chúng ta phải có thêm cái điều kiện, đó là Z nó sẽ lớn hơn là bằng 10 và nhỏ hơn là bằng 30. Như vậy là 10 sẽ nhỏ hơn được bằng là Z và nhỏ hơn bằng 30. Chúng ta biết trước được cái điều này thì kinh nghiệm của cái phương trình này chúng ta lấy ở trong cái khoảng từ 10 đến 30. Các bạn hiểu vấn đề không? Rồi thì bây giờ chúng ta giải phương trình này ra thôi, thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là theta bằng 0 thì chúng ta biểu thức ở trên chúng ta đã có rồi. Vậy ta sẽ có là trừ 4z. Ở đây thì chúng ta có thể là nhân tất cả là cho 3. Các bạn hiểu vấn đề không? Ở đây này thì trừ 4 C1. Đây thì phương trình mà theta của các bạn bằng 0 thì theta đây. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Đấy, theta đây thì chúng ta là coi như là nếu mà theta bằng 0 thì cả cái vế phải này bằng 0. Cho nên là đây chúng ta có là trừ 4. Các bạn thấy không? Vậy là trừ 4 nhân cho là Z bình. À, cộng cho 6 chia 2 là 3, cộng cho 3. À, bởi vì là chúng ta biết rằng là Z sẽ lớn hơn 10, cho nên là cái hàm Macaulay này chúng ta biết chắc chắn là nó sẽ trở thành là ngoặc tròn rồi, chúng ta không cần phải là ngoặc vuông nữa. Hiểu vấn đề không? Bởi vì mình tìm ở trong cái khoảng AB này, mà AB này thì tức là Z sẽ lớn hơn 10 rồi, cho nên là Z trừ đi 10 để chúng ta phá Macaulay ra. Bạn hiểu vấn đề không? À, cộng cho C1, mà C1 của các bạn là 1333,33, 1333,33 bằng 0. Rồi các bạn khai triển ra, các bạn sẽ có phương trình bậc 2 ở đây của thầy sẽ là trừ Z bình. Đấy, các bạn cứ triển khai ra đi, trừ đi 60Z. Đó. Và cộng cho là 1633,33 bằng 0. Và khi giải ra thì các bạn sẽ có một nghiệm là âm 80 và một nghiệm là 20,33322. Thế ta thấy là 30,322 là hợp lý. Người ta có là Z bằng là thế chính là ZD đó, sẽ bằng là 20,33 22 feet. Thì đó chính là cái nơi mà theta bằng 0, tức là hàm cực trị. Hàm cực trị thì đây chính là cái độ võng lớn nhất của nó. Vì thế chúng ta thế cái ZD bằng cái thằng này vào cái biểu thức của VZ thì chúng ta sẽ có là VD thì sẽ bằng là 1 chia cho EX ngang. Và ở trong ngoặc này thì chúng ta thế vào đây thôi. Đấy, bởi vì biểu thức V đây ta có rồi. Vậy là trừ 4 phần 3 em nhân cho 20,3322 mũ 3. Tiếp tục cộng cho 10, bởi vì ở đây là
20,3322 trừ đi 10 thì còn là 10, phẩy, đúng không các bạn hiểu vấn đề không? À, cộng cho 10,3322 tất cả mũ 3. Và đó là cộng tiếp cho là C1 thì ta có là 1333,33 nhân cho Z, mà Z ở đây là 20,3322. Và cuối cùng là cộng cho C2 thì là trừ đi 12.000. Trừ đi 12.000. Đó thì cuối cùng ta sẽ ra được là vậy thì VD kết luận là bằng tại ra là 5006. 5006. Mà nhớ là đơn vị của chúng ta ở đây là keep nhân cho fit mũ 3. Tất cả chia cho là EIX. Đó thì đó là cái cách mà chúng ta tìm được cái độ võng lớn nhất VD của chúng ta trong cái bài tập này. Còn độ võng VC của các bạn thì đây. Đó, kết thúc cái bài này. Thế thì các bạn thấy là rất là dễ đúng không các bạn? Thực ra không có gì khó cả, bởi vì chúng ta quan trọng nhất là xây dựng được cái biểu thức của MX là xong, ta tích phân lên và cho tìm được cái dễ nhầm nhất ở đây đó là các bạn đi tìm những cái hàng số. Nhưng mà hàng số thì cùng lắm là các bạn có hai hàng số thôi. Nên các bạn là cứ bấm máy tính giải hệ hai phương trình hay ẩn ra thì làm sao mà sai được. Quan trọng nhất là các bạn cẩn thận số má thôi. Thế đó là cái quan trọng nhất của cái cách làm này. Thì thấy thực ra là rất là dễ, không có gì khó cả. Rồi chúng ta xét ví dụ tiếp theo. Đấy, cho một cái dầm như này đó, A, B, C, D, E. Và các cái tải trọng đặt vào như hình vẽ. Đầu tiên là chúng ta đi tìm phản lực tại A và D. Thì cái này cũng là việc của các bạn. Thì khi mà tìm ra chúng ta sẽ có là RA. Các bạn sẽ có là 300 N hướng lên. Và ở D các bạn cũng sẽ có là 500 N hướng lên. Đó. Rồi, vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Vậy là ta có E, X ngang nhân cho là V2, Z bằng M, X, Z. Thì cái biểu thức này ấy, thì các bạn thuộc nằm lòng rồi. Các bạn viết vài ba lần thì các bạn nhớ rồi. Thế còn ở đây thì cái quan trọng nhất ấy, đó là cái biểu thức là của chúng ta là cái MX bằng cái gì. Thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất của chúng ta. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Đó. Thì như vậy thì ở đây chúng ta bắt gặp là thằng đầu tiên là chúng ta đi từ A, ta gặp thằng 300 đi lên, chúng ta có dương 300 nhân cho Z. Đó, lực nhân cho là cái tay đòn là Z. Đó là xong. Tiếp theo chúng ta hết rồi, chúng ta đi tiếp đến điểm B thì chúng ta gặp moment quay ngược chu kỳ đồng hồ, vậy mang dấu âm. Trừ đi 1800 nhân cho lúc này là Z. Cái tọa độ của nó bắt đầu là trừ 2 mà, bắt đầu từ điểm 2, trừ 2. Mũ 0. Lý do ở đây là moment rồi cho nên là nó không cần phải nhân cho cái gì cả, nên là mũ 0 thôi. Tiếp tục, nó hết rồi, đi tiếp đến cái tọa độ là 4, nó bắt gặp tải phân bố. Và phân bố này là phân bố đến cuối dầm luôn, tốt quá, ta không phải lo lắng gì cả. Mà nó hướng xuống vậy mang dấu âm. À 200 chia cho đôi, chia 2. Và nhân cho là cái thì tí nữa chúng ta sẽ viết ở bên tay phải này, cho nên là đây thì thầy cho phép thầy xuống dòng. Thầy xuống dòng ở đây. Rồi, trừ đi này, trừ này, thầy xuống dòng ở đây, trừ đi. Và đến đây thì trừ đi là 200 chia đôi. Z lúc này là trừ đi 4 bởi vì bắt đầu chúng ta tọa độ là 4, bình phương lên. Rồi hết rồi, đến đây thì ta đi tiếp, ta gặp điểm D. D thì ta gặp là 500 đi lên, ta cộng cho 500. À chia cho là không có chia gì cả bởi vì đây là lực mà. Đây là lực thì là dương 500 mà lúc này là Z trừ đi lúc này là 6 rồi. Đó. À mũ 1 lực nhân cho cánh tay đòn mà. Đó. Thì cái đơn vị của chúng ta ở đây sẽ là Newton nhân mét. Các bạn hiểu vấn đề không? Bây giờ moment mà. Moment ở đây mà trong đề bài này toàn là Newton và mét cả, cho nên ở đây chắc chắn là Newton nhân mét. Rồi thì bây giờ chúng ta tích phân lên E, X ngang và nhân cho V, phẩy, Z. Mà V, phẩy thì chính là đã là góc xoay, cho nên là bằng E, Y, X. Đó, thì bây giờ mình tích phân lên thì mình thấy rằng là 300 nhân cho Z bình chia 2. Tiếp tục trừ 1800 tích phân lên đây bằng 1, Z trừ 2 mũ 1. Tiếp tục trừ đi 100
nhân cho là z trừ 4 mũ 3 chia 3 cộng cho 500 nhân cho là z trừ 1 mũ 2 z trừ 6 mũ 2 chia cho 2 cộng cho C1 đó, cộng cho C1 rồi tiếp tục giờ tích phân thêm một lần nữa e x ngang nhân cho là v z thì chúng ta sẽ có tích phân tiếp, vậy đây là 150 nhân cho z mũ 3 chia 3. Tiếp tục trừ đi 1800 nhân cho z trừ 2 lúc này là mũ 2 chia 2 đúng không nào? Đó. Tiếp tục trừ đi 100/3. Trừ đi 100/3. Nhân cho lúc này là z trừ 4 mũ 5, mũ 4 chứ. Chia cho 4. Rồi là cộng cho 250. Nhân cho z trừ 6 mũ 3 chia 3. Cộng cho C1 nhân cho Z và cộng cho C2. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Đó. Thế bây giờ chúng ta áp dụng điều kiện biên. Điều kiện biên vào để chúng ta tìm được hằng số C1, C2. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà Z bằng 0 á, tức là tại cái điểm A này thì độ võng VA bằng 0. Thì đó là cái điều kiện biên thứ nhất của chúng ta. Mà nếu như vậy thì độ võng tại C bằng 0 á, tại Z bằng 0 thì bằng 0, thì vậy là chúng ta suy ra được C2 bằng 0. Đấy này, trong biểu thức của VZ các bạn nhìn thấy không? Thì tất cả đây đều có Z mà đây là để C2 bằng 0 thì như vậy là C bằng 0. Điều kiện biên thứ hai là khi mà Z bằng 6, các bạn nhìn thấy không? Đây là bằng 6 này. Thì tức là V chuyển gốc chuyển vị của điểm D cũng bằng 0. Đây cũng là điều kiện biên thứ hai của chúng ta. Nhưng lúc này chúng ta phải thế số vào rồi. Tức là tại Z bằng 6 chúng ta thế số vào đây, như vậy là đây là 50 này. Nhân cho 6 mũ 3. Các bạn hiểu vấn đề không? Tiếp tục ở đây thì mình thấy là đây là 1800 chia 2 là trừ 900. Nhân ở đây là 6 trừ đi 2 là 4, 4 mũ 2. Tiếp tục ở đây là 100 chia 4 là 25 trừ 25 phần 3. 6, 6 trừ đi 4 là 2, 2 mũ 4. Đó. Tiếp tục. Ở đây là cộng cho 250 mà 6 trừ 6 là hết, hết. Cộng cho C1 nhân cho 6. Đó, cộng cho C2 bằng 0. Thì nó bằng 0 rồi. Thì đến đây mình giải ra mình sẽ có được là C1 sẽ bằng là 622,22. 22. Rồi, mà C1 đã có thì bây giờ mọi thứ trở nên rất là đơn giản. Nếu như chúng ta muốn tìm độ võng trung điểm của đoạn BC, trung điểm của đoạn BC, của đoạn BC tức là Z của các bạn là bằng nửa dầm. Như vậy là đây là tổng cộng của các bạn ở đây là dầm của các bạn là 4 đúng không? C là trung điểm thì như vậy là chúng ta thấy Z bằng 4 vào. Thấy Z bằng 4 vào thôi. Đó là Z bằng 4. Đó, thì như vậy là chúng ta thế vào chúng ta sẽ có là VZ. Nó về tại 4 á. Đây này, thì sẽ bằng là 50 tức là 1 phần EX. Vậy là 50 nhân cho 4 mũ 3 trừ đi 900. 4 trừ đi 2 là 2 mũ 2. Đúng nào? Đó. Tiếp tục trừ đi, bởi vì 4 trừ 4 thì hết rồi. 4 trừ 6 thì nhỏ hơn hàm Macaulay, 4 nhỏ hơn 6 thì bằng 0 rồi. Vậy là cộng cho là C1 thôi. Cộng cho C1 nhân cho Z là 4, như vậy là cộng cho 622,22 nhân cho 4. Cộng cho C2 là bằng 0 rồi, hết rồi. Đó, thì chúng ta tính ra ta sẽ có được là
À, xin lỗi các bạn, ở đây đề bài yêu cầu là trung điểm của đoạn BC, thì thầy nhầm nhé, không phải là trung điểm của dầm mà là trung điểm của đoạn BC. Mà đoạn BC ở đây thì trung điểm của nó ở đây thì tọa độ của nó sẽ là bằng 3 các bạn, chứ không phải là bằng 4 đâu. Vậy đây là bằng 3 này, đấy. Đấy, xin lỗi các bạn, thầy đọc kỹ đề chưa chơi kỹ đề. Như vậy thì ở đây là 3 trừ đi 2 còn 1 thôi. Là 1 thôi. Đó, các bạn thấy không? Chỉ nhân 1 bình phương rồi là cộng cho 622,22 nhân cho đây không phải là 4 mà là 3. Đó. Đó thì chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ có được là đáp số của thầy sẽ là bằng 2316,67. Mà hiểu này, nhưng đương nhiên là đơn vị của chúng ta thì sẽ là Newton nhân mét. Các bạn lưu ý là Newton nhân mét chia cho là EIX của chúng ta. Đó thì đây chính là cái V của cái điểm trung điểm của cái đoạn đấy, đặt là điểm F. À, xin lỗi các bạn, là Newton nhân mét mũ 3, mũ 3. Đó. Rồi chúng ta chia cho là Newton nhân mét bình, các bạn hiểu vấn đề không? Newton nhân mét bình ta sẽ có là mét. À, thì cái cuối cùng của các bạn. Tại vì sao ở đây thầy lại viết là cái Newton nhân mét mũ 3 để ý nói rằng là các bạn cái EIX này là các bạn cũng phải đổi sang là Newton nhân mét bình, các bạn hiểu vấn đề không? Đó thì để cho nó tương ứng có vậy thôi, thì đáp số của bạn sẽ là mét. Đó, vấn đề như vậy thôi. Như vậy là tại vì đề bài nó chưa cho mình EIX mà thì mình điều chỉnh cái đơn vị của EIX là sao cho nó tương ứng, đây là Newton nhân mét mũ 3. Chứ cái này là sai chủ yếu là cái này rất là nguy hiểm. Nếu các bạn tính EIX một cái đơn vị khác mà các bạn giáp ở đây là các bạn sai rồi. Các bạn thấy không? Bởi vì trong suốt quá trình chúng ta tính ở đây chúng ta sử dụng là lực thì là Newton mà độ dài thì là mét, cho nên chúng ta phải hiểu rằng ở đây cái đơn vị của chúng ta là Newton nhân mét mũ 3 mà còn ở dưới này là Newton nhân mét bình. Các bạn đã nghe rõ chưa nào? Đó. Tại vì ở đây là Newton, cái E này là Newton chia mét bình, mà đây là mét mũ 4. Vì vậy thì nhân vào với nhau thì đã là Newton nhân mét bình. Đấy, Newton nhân mét mũ 3 chia Newton chia mét nhân mét bình thì ta sẽ có là cộng là cuối cùng là đơn vị chung của tất cả cái này ấy, của cái VF này sẽ là mét. Thì đấy thì nó mới không sai được, chứ nếu không là chúng ta sử dụng EX này đơn vị ví dụ như là kN nhân cm bình thì là sai rồi, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, hết sức cẩn thận ở đây cho thầy. Như vậy là E này thì các bạn phải đổi sang là Newton chia mét bình, ví dụ vậy đi. Mà cái EX này nếu mà đề bài có cho hay là các bạn tính được là cm mũ 4 hay là cái gì mũ 4 thì các bạn phải đổi ra là mét mũ 4. Còn nếu không thì ngay từ ban đầu các bạn phải đổi từ Newton nhân mét sang kN nhân cm vân vân. Thì đấy là tùy các bạn, nhưng mà chúng ta là kỹ sư thì chúng ta phải thành thạo cái vấn đề đổi đơn vị này. Chơi đơn vị nào chúng ta cũng biết cách chơi, các bạn hiểu vấn đề không? Chúng ta biết cách đổi chúng ta làm được cho chính xác. Đấy, hết sức lưu ý cho thầy cái chỗ này. Tiếp tục một cái nữa cho nó thành thạo hơn, cho nó quen hơn nữa. Cái bài dầm như thế này ta thấy là có 4 đoạn AC, CD, DE và EB. Đó. Thì bây giờ các bạn đầu tiên tôi nhắc lại đi tìm phản ứng liên kết. Rồi IA và IB. Nhớ là cái chiều của nó là phải hết sức chính xác. Chúng ta đặt cái ban đầu chúng ta để lên trên và khi giải ra dương thì nó cùng chiều mà âm thì nó ngược chiều. Nhưng mà sau đó chúng ta phải viết lại, phải vẽ lại cái chiều thực tế, bởi vì nếu không là chúng ta sẽ nhầm khi mà chúng ta viết phương trình moment nha các bạn. Như vậy thì RA ở đây thì tính được là 2,6 kN. Tiếp theo là RB là 0,4 kN. 0,4 kN. Đó. Thì bây giờ chúng ta viết thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có là E IX ngang nhân cho V 2,Z thì sẽ bằng là MXZ. Đi từ trái qua phải, đầu tiên ta gặp 2,6 đi lên, ta ghi 2,6 nhân cho Z, tức là lực, trên đây là nhân cho Z luôn. Tiếp tục sau đó thì nó hết rồi, ta đi một đoạn nữa thì chúng ta đến cái chỗ 0,6 kia, ta gặp là bắt đầu chúng ta gặp là cái lực 1,2 này nó hướng xuống, đúng không nào? P 1,2 hướng xuống. Vì vậy thì ta sẽ ghi là trừ là 1,2. Lúc này là ba câu này rồi, Z trừ đi 0,6. Tọa độ là 0,6 mà. Mũ 1. Đó. Và sau đó chúng ta gặp là cái tải phân bố này. Và thầy lưu ý các bạn là tải phân bố thì là nó phải đi đến cuối dầm. À, vậy thì chúng ta phải thêm vào đây một cái là đây. Đó. Thì nó bù lại với cái phần đằng sau này. Chính vì vậy thì ở đây chúng ta ghi là trừ, bởi vì nó hướng xuống, chúng ta ghi là 1,5 chia đôi nhân cho là Z trừ 0,6, tất cả là mũ 2.
sau đó thì ta phải cộng lên luôn cho nó khỏi quên, nó cộng lên luôn cho nó khỏi quên, thì đến cái chỗ mà cái tọa độ là 1,8 ấy này, tức là 1,2 cộng 0,6 là 1,8 này, thì chúng ta bù lại, chúng ta cộng cho 1,5 chia đôi nhân cho là z trừ đi 1,8 mũ 2 để chúng ta khỏi quên. Đấy. Thế rồi thì thôi hết rồi, để thì đấy nó đi tiếp đến D. Đến D thì đấy nó gặp cái thằng bù lại đấy rồi. Đó là nó gặp cái thằng bù lại rồi. Và đi tiếp đến điểm E. Điểm E thì nó gặp cái moment này quay ngược chiều kim đồng hồ, vậy nó mang dấu trừ, là trừ đi 1,44. Nhân cho là cái tọa độ mới của nó là lúc này là 1,8 cộng cho 0,8. Đó nào. Thế đây chúng ta sẽ có 2,6 trừ đi 2,6. Lúc này là mũ mũ 0 tại vì đây là moment rồi chứ nó không có cái gì cả. Đó nào. Thôi, hết rồi, thế thôi. Nó chỉ có vậy thôi. 1,44. Nó thì đến đây là chúng ta có là 1 2 3 4 5 hạng tử. Đó nào. Thì bây giờ mình tích phân lên, mình ghi là e x ngang v phẩy z, mà v phẩy thì nó chính là cái góc xoay. Viết đi viết lại cho nó nhớ, cho nó hiểu sâu, không sao cả. Thì bây giờ mình tích phân lên thôi. Thì ở đây là mũ 0. Ở đây thì tức là 2,6 mũ 1 chứ, là z mũ 2 chia 2. Tiếp tục trừ đi 1,2 nhân cho là z trừ 0,6 bình phương chia 2. Tiếp tục là trừ đi là cái chỗ này ấy là 1,5 chia 2. Đó. Chia 2. Tức là 0,75 nhân cho là z trừ 0,6 mũ 3 chia 3. Rồi lại cộng tiếp cho là 0,75 nhân cho là z trừ đi 1,8 mũ 3 chia 3 và trừ đi 1,44 nhân cho là z trừ đi 0,6 mũ 1 và cộng cho hằng số là C1. Các bạn đừng có quên hằng số nha. Rồi thì sau đó thì chúng ta là tích phân thêm một lần nữa, gọi là e x ngang nhân cho v z. Thì đến đây chúng ta sẽ tích phân toàn phần của cuối cùng. Như vậy ở đây thì sẽ là 1,3, là đây là 2,6 chia 2 là 1,3. Vậy 1,3 nhân cho là z mũ 3 chia 3. Tiếp theo là 1,2 chia 2 là 0,6 rồi trừ đi 0,6. Nhưng mà nhân cho z trừ 0,6 mũ 3 chia 3. 0,75 chia 3 là 0,25 trừ 0,25. Đây là z trừ 0,6 mũ 3. Xin lỗi các bạn, ở đây là ở đây thầy đây là mũ 3, còn đây là mũ 4. Xin lỗi các bạn, đây là mũ 4. Đây là mũ 4. Đây 3, đây 3 đúng không? Đây 3, đây 3 đúng rồi. Thì đây là mũ 4. Chia cho là chia cho là là 4. Tiếp tục là cộng cho, ở đây là cũng cộng cho 0,25 nên cho là z trừ 1,8 mũ 4 và cũng chia cho là 4. Rồi là trừ đi 1,44 nhân cho là z trừ đi 0,6 trừ đi 2,6 chứ các bạn, xin lỗi các bạn. Tại sao thầy đây thì viết ở trên là viết 2,6 dưới viết 0,6. Xin lỗi các bạn. Đó, các bạn thấy chúng ta làm
thầy làm dễ bị nhầm nữa. Chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn nó những cái chữ số nó giống nhau là chúng ta nhầm, hết sức cẩn thận. 2,6 mũ 2 là chỉ 2 cộng cho là C1Z và cộng cho là C2 đó. Rồi, nó chuẩn rồi đấy. Bây giờ điều kiện biên của chúng ta, thăm xét điều kiện biên. Điều kiện biên đó là khi mà Z bằng 0 á thì VZ bằng 0. Do đó chúng ta sẽ có là C2, ta sẽ có C2 bằng 0. Rồi. Còn khi mà Z bằng cái cuối cùng ở cái dầm này ấy, tức là nó sẽ bằng là 3,6 đúng không? Nó sẽ bằng 3,6. Thì cái VZ của chúng ta nó sẽ bằng 0. Chính vì thế mà chúng ta sẽ thế cái đấy vào. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ có là 1,3 chia 3. 1,3 chia 3 này nhân cho 6 mũ 3 trừ đi 0,2, đúng không? 0,2 nhân cho là 3,6 trừ 0,6 là 3. Vậy là 3 mũ 3 trừ đi 0,25 chia 4. Ba mũ 4. Rồi đây là cộng cho 0,25 chia 4. 3,6 chia 1,8 tức là 1,8. Trừ đi 1,44 chia 2 là 0,72. 3,6 chia 2,6 là 3,6 chia là 1, 1 mũ 2. Và cộng cho là C1 nhân cho 3,6 bằng 0. Thì đến đây ấy, thì mình sẽ ra được là, vậy thì C1 của các bạn sẽ ra được là trừ 2,692 chứ, trừ 2,692. Thì như vậy thì cái mà chúng ta cần tính ấy, là độ võng của điểm D. Độ võng của điểm D, của D, tức là khi đó thì Z của chúng ta là bằng 1,8. Thế như thế thì chúng ta sẽ thế vào thôi, đúng không nào? Thế vào thì chúng ta sẽ có là, vậy thì V của D sẽ bằng là 1 chia cho EIX. Còn ở bên trong thì chúng ta ấy vào thôi, không vấn đề gì cả. Vậy chúng ta sẽ có là 1,3 chia 3 nhân cho 1,8 mũ 3 trừ đi 0,2 nhân cho là 1,2, bởi vì là 1,8 trừ đi 0,6 là 1,2 mà, cái mũ 3 trừ đi 0,25 chia 4 đó, 1,25 chia 4 thì 1,8 trừ 0,6 thì là 1,2, vẫn là 1,2 mũ 4. Tiếp tục cộng cho là 0,25 1,8 thì thôi cái này khỏi phải viết nữa, bởi vì là 1,8 trừ 1,8 là hết rồi. Vậy trừ đi, mà tiếp theo là 1,8 thì nhỏ hơn là 2,6, cho nên là hạng tử này trong cái VD thì nó hết. Các bạn hiểu vấn đề không? Cái này là bằng 1,8 thì này hết, cái này thì nhỏ hơn 2,6, hàm Macaulay bằng 0. Vậy chỉ còn là cộng cho là C1. Và cho C1 của chúng ta tức là ta vừa tìm được là trừ 2,692 đem nhân cho 1,8. Thì như vậy thì cuối cùng nó sẽ bằng là trừ 2,7936. 36. Mà các bạn nhớ là cái khi mà các bạn viết cái này thì cái đơn vị của các bạn nó là kilonewton nhân cho là mét, cho nên là của bạn là kilonewton nhân mét mũ 3. Các bạn hiểu vấn đề không? Chia cho EX. Thế nhưng mà bây giờ này các bạn nhớ là E của các bạn thì là 200 gigapascal. Đây là mét. Như vậy thì các bạn nên đổi ra là, như vậy là đây á, thầy sẽ đổi ra là E của thầy, thầy sẽ đổi ra là bằng 200 nhân cho giga là 10 mũ 9 là pascal, và pascal tức là newton trên mét bình.
Các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy đây thầy sẽ đổi ra là mét, ra Newton và mét. Nếu mà đã như vậy ấy, thì ở đây kiloton thầy sẽ đổi ra là Newton. Vì vậy thì thầy sẽ ghi là bằng trừ này 2,7936. Các bạn chú ý cái phần để đơn vị ấy nhá. Thầy sẽ nhân cho 10 mũ 3 để thầy sẽ có là Newton nhân mét mũ 3 này. Ở đây thì thầy chia cho là đây là 200, vậy là 2 × 10^11. 2 × 10^11 đơn vị của chúng ta sẽ là Newton trên mét bình. Ix của chúng ta sẽ là 6,87 × 10^-6. Đơn vị là mét mũ 4. Thế như vậy đến đây là tất cả là nó là cùng một đơn vị hết, Newton và mét, Newton và mét, các bạn thấy không? Đó. Thế thì chúng ta rất là yên tâm, và khi mà chúng ta ra đáp số thì chúng ta sẽ có được là vậy thì nó sẽ bằng là trừ 2,0332. 0332 nhân cho 10 mũ trừ 3. Đó, nhân 10 mũ trừ 3. Tại vì là đây là 10 mũ trừ 10 mũ 11 tức là trừ mũ 5. 10 mũ 3 chia 10 mũ 5 là mũ trừ 2 thì đó, đại loại thế. Nhưng sau đó là chúng ta giảm được một lần nữa thì chúng ta là 10 mũ trừ 3 và đơn vị là mét. Thì chúng ta sẽ đổi ra là trừ 2,0332 mm. Đấy. Đó, vậy thôi. Rồi, thế còn cái việc mà tính gốc xoay thì tương tự như các bạn thế vào thôi. Thì cái này thì mất thì giờ chúng ta nữa. Chúng ta thế vào thôi thì các bạn sẽ có được là góc xoay của điểm D ấy. Khi mà các bạn thế xong rồi ấy, thì các bạn sẽ có đáp số, tức là tại điểm D cũng là Z mà không bằng 1,8. Thế các bạn thế vào cái biểu thức ở trên này này. Đó, vào biểu thức này này. Đó, thì các bạn sẽ tìm được góc xoay của nó. Thì đáp số nó sẽ là bằng là 0,163 mili radian. Đó, đáp số là như vậy. Rồi các bạn, sau khá những cái ví dụ thì đến cái ví dụ này thầy không có làm cái quá trình làm nữa vì nó chiếm thời gian của chúng ta quá là nhiều. Thì ở đây đến đây thì các bạn chắc chắn là các bạn đã hiểu được cái quy trình làm, cách làm như thế nào rồi. Đó thì rõ ràng là thầy nhắc lại là chúng ta nói về ý tưởng. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm các cái phản lực liên kết, đó là ý thứ nhất. Sau khi phản lực liên kết xong thì các bạn viết cái phương trình vi phân đàn hồi, mà trong đó thì các bạn tìm được cái biểu thức mà của moment Mx, moment uốn Mx. Chú ý nhất là những cái slide trước để thầy nói cho các bạn là khi mà những cái tải phân bố của các bạn mà nó ở phía đầu dầm mà nó lại không phân bố trên toàn chiều dài dầm thì đó là cái chú ý duy nhất mà thôi. Còn tiếp theo là những cái tải moment hay là lực thì các bạn chú ý đến cái chiều của nó để xác định đúng cái dấu của nó, chứ nếu bằng không là chúng ta sai đấy nhé. Đó thì nhắc lại cho các bạn là lực hướng lên thì nó mang dấu dương, moment thì ngược cùng chiều kim đồng hồ mang dấu dương. Đó. Đó, thì tất cả những cái chiều mà ngược lại thì sẽ mang dấu âm. Đó là cái chú ý quan trọng mà các bạn cần nắm vững. Tiếp theo là các bạn tích phân lên 2 lần. Đừng có quên cái hằng số C1 và C2 ở đây. Đúng không nào? Và sau đó chúng ta sẽ giải cái điều kiện biên ra ở nơi đâu có là nơi đâu mà có bản lề thì nơi đó là cái chuyển vị độ võng bằng 0. Nếu mà ngàm thì độ võng hoặc góc xoay ở đó bằng 0. Và các bạn cứ giải có hai điều kiện biên mà thôi thì chúng ta sẽ có được hai cái hằng số C1 và C2. Có được hằng số C1, C2 rồi thì ta ráp vào công thức. Nếu mà cần tính độ võng thì là VZ, mà cần tính góc xoay thì là theta Z. Đó thì chúng ta tính độ võng thôi và góc xoay thôi. Đó. Chúng ta thế cái điểm mà cái tọa độ của cái điểm mà chúng ta cần tính vào cái biểu thức là chúng ta sẽ ra được cái đáp số. Tuy nhiên là các bạn cẩn thận với cái vấn đề đơn vị. Đó, bạn hết sức cẩn thận về đơn vị. Khi mà các bạn viết phương trình moment ở đây thì các bạn biết rằng là đơn vị của nó là kilonewton nhân mét. Vậy thì cái EX này của các bạn, các bạn cũng phải đổi nó về là kilonewton nhân cho mét bình. Đó thì đấy là cái điều mà thầy lưu ý cho các bạn. Đó. Thì sau đó thì chúng ta mới có được là cái đơn vị chính xác của nó. Rồi sau đó chúng ta đổi về cái đơn vị nào mà chúng ta mong muốn. Thì đó là cái bài học thầy chốt lại là cái bài này như vậy. Sau đây thầy xin giới thiệu cho các bạn một cái vấn đề nữa mà chúng ta có thể gặp ở trong cái dầm chịu uốn. Đó là khi mà cái mặt cắt của các bạn của cái dầm của các bạn nó thay đổi. Thì cũng giống như là những cái thanh nhiều đoạn của kéo nén hay là xoắn như ngày xưa đó các bạn. Nghĩa là cái tiết diện của cái kích thước của mặt cắt nó sẽ thay đổi. Rồi các bạn nhìn thấy như ở đây, chúng ta thấy là cái dầm của chúng ta được cấu tạo từ hai đoạn. Mà mỗi một đoạn thì có thể là vật liệu cũng khác nhau, hay hoặc là cái đặc trình học cũng khác nhau. Và thì tựu chung lại là E nhân cho Y, cái tích này nó gọi là cái độ cứng của dầm. Thì nói chung là không quan trọng là E khác nhau hay là Y khác nhau, nhưng mà nếu mà tích của chúng nó khác nhau thì tóm lại là cái dầm này nó sẽ có là các cái đoạn là có cái độ cứng gọi là khác nhau. Vậy thì đương nhiên là cái ảnh hưởng mà chịu uốn của cái dầm mà có cái độ cứng khác nhau này nó sẽ phải khác so với lại cái dầm mà nó chỉ có một độ cứng thôi, đúng không các bạn? Đương nhiên là nó phải khác rồi. Đó thì nhưng mà vậy thì chúng ta sẽ phải tìm cái cách làm sao để chúng ta có thể làm được cái vấn đề này. Thì nếu mà xét về cái bản chất vật lý thì nó cũng khá là dài dòng phức tạp. Còn ở đây thầy không có thời gian nói cho các bạn thật kỹ, thầy sẽ đăng cái
thì cái file PDF lên thì trong đó các bạn có thể đọc được. Còn ở đây thầy xin hướng giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp để mà chúng ta có thể giải được cái bài toán như thế này một cách nhanh chóng. Đầu tiên thầy xin nói về mặt ý tưởng rằng á, là chúng ta vẫn coi như là cái dầm này là gồm có một vật liệu. Tức là chúng ta thấy rằng á, là cái M này nó tác dụng vào đầu của cái đoạn là EI1. Các bạn hiểu chưa nào? Như vậy thì ta coi như là cả cái dầm này á, là nó sẽ là EI1, nó chỉ có một EI1 thôi. Sau đó chúng ta sẽ xem cái ảnh hưởng của cái moment này lên cái chỗ mà tiếp giáp giữa cái đoạn 1 và 2. Vì vậy thì nó sẽ có thêm một cái khái niệm nữa mà các bạn cần ghi chú, đó là chúng ta có một khái niệm là E. Ở đây là ta có là EI1, ở đây là EI2, và chúng ta có là có một khái niệm đó là EI12. Tức là thầy gọi là thầy gọi là cái độ cứng của đoạn tiếp giáp giữa đoạn 1 và đoạn 2. Ta gọi là độ cứng tiếp giáp giữa đoạn 1 và 2. Vì vậy thì ở đây các bạn nhớ công thức là sẽ bằng là tích của EI1 nhân cho là EI2 chia cho EI1 trừ đi EI2. Thì các bạn thấy rằng là nếu như mà EI1 mà bằng EI2 á, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có cái khái niệm tiếp giáp này. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là chúng ta sẽ không xét cái trường hợp mà EI1 bằng EI2, tại vì lúc đó là cái dầm này nó chỉ là gọi là một độ cứng thôi, thì chúng ta không xét tới các em ạ. Mà còn nếu như mà EI1 mà lớn hơn EI2 thì cái độ cứng tiếp giáp này nó sẽ dương. Còn nếu như mà EI2 mà lớn hơn EI1 thì cái độ cứng tiếp giáp này thì nó sẽ âm. Đó thì cái công thức này nó sẽ cho chúng ta biết được là cái độ cứng tiếp giáp. Độ cứng tiếp giáp nó như thế nào thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là khi mà cái độ cứng nó khác nhau thì cái ảnh hưởng của cái moment này lên cái đoạn hai đoạn này nó sẽ rất là khác nhau. Thế do đó ở giữa cái đoạn này thầy gọi nó là tiếp giáp này. Thế thì đầu tiên là chúng ta khi mà cái moment MX này thì chúng ta phải xét là đầu tiên chúng ta coi như là chúng ta có một độ cứng mà thôi, nhưng mà cái độ cứng đó là ở trên cái đoạn mà cái moment này tác dụng vào. Vì vậy thì thầy coi như nó như là một cái dầm ban đầu là chỉ có một độ cứng EI1, thì cái moment của thầy, cái moment MX của thầy sẽ được viết rằng mà đây là nó ngược trên kim đồng hồ sẽ là dấu âm trừ M nhân cho là Z mũ không, tại vì đầu dầm ở đây thì nó là nó không có gì cả, thì cái tọa độ nó là không thôi, mũ không. Sau đó thì là sao? Sau đó thì cái moment này nó là ngẫu lực, cho nên nó được di chuyển tới mọi nơi. Các bạn hiểu ý thế nào? Trong cái vật rắn của chúng ta. Vì vậy thầy coi như là nó đến cái điểm này, và thầy muốn xem được cái ảnh hưởng của cái moment M này lên trên cái đoạn tiếp giáp này. Các bạn hiểu vấn đề không? Lên trên cái đoạn tiếp giáp này. Vì vậy lên trên đoạn tiếp giáp này thì thầy thấy nó vẫn là ngược trên cái đồng hồ. Thầy vẫn ghi là dấu trừ trừ M. Trừ M. Xin lỗi các bạn, ở đây không phải là MX, xin lỗi các bạn. Tức là như thế này này, tức là bình thường ấy, thì chúng ta viết cái công thức là EIX nhân cho V phẩy. Lỡ các bạn. Bình thường nếu như mà có một độ cứng thôi, chúng ta thường viết là EIX này nhân cho V2 phẩy Z thì bằng MZ, bằng MX. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là đấy là khi mà chúng ta có một cái độ cứng duy nhất thì chúng ta mới làm như thế này được. Các bạn hiểu ý thế nào? Đấy, cho nên là ở đây ấy thì bây giờ là nếu như có nhiều độ cứng ấy, thì thầy xin nói cho các bạn là sẽ có một cái cách khác, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Khi mà có nhiều độ cứng thì chúng ta không thể viết EIX chung được, mà ta chỉ ghi là V2'Z chung. Đó, nhưng mà bây giờ thầy nói lại này, trước hết là chúng ta xét cái M này nó ảnh hưởng lên trên cái đoạn EI1 này thôi. Các bạn hiểu ý không? Bởi vì nó tác dụng lên trên cái đoạn EI1 này mà, cho nên là nó vẫn là âm này, M này. Đó, nhân cho là Z mũ 0 này, bắt đầu là Z mũ 0 này. Rồi chia cho là EI1 EI X gì thôi, thầy giản ước đi, thầy các bạn em hiểu đó là X ngang rồi. EI1. Đó thì bây giờ chúng ta chia cái đoạn này ra. Nếu như bình thường á là cái dầm này chỉ có một đoạn EI1 thôi thì đến đây công thức này là kết thúc, các bạn hiểu chưa nào? Nếu như chúng ta chỉ có một cái EI1 bằng EI2 thì đến đây là kết thúc rồi. Ta không còn gì nói nữa. Nhưng mà bây giờ thì ở đằng sau nó lại có một cái đoạn là BC nữa mà cái độ cứng nó khác rồi, thì chúng ta không thể nào mà nói rằng là nó sẽ là bằng EI2 được. Nhưng mà chúng ta nói rằng là cái ảnh hưởng của cái moment M này lên trên cái độ tiếp giáp này. Vì vậy lên trên độ tiếp giáp này thì đến chúng ta thấy là gì? Trừ đi này, là trừ đi M. Vẫn là cái M đấy, nó ảnh hưởng đến cái đoạn tiếp giáp đấy. Thì lúc này là Z
Bởi vì cái tọa độ của nó sẽ lúc này là a đại trừ a, nhưng mà vẫn là mũ không, tại vì ở đây là moment này mà. Nhưng mà chia cho EIX EI, nhưng mà là của đoạn tiếp giáp thì chúng ta chỉ là 1 hay 2. Đó. Thì đến đây thì chúng ta coi như xong. Thì trong cái tình huống này á thì các bạn lưu ý cho thầy là một cái điều là như vậy. Rồi, đến cái tình huống tiếp theo đó là khi mà đây tác dụng vào là một cái lực tập trung các bạn. Chú ý là chúng ta vẫn đi tìm cái độ cứng tiếp giáp giữa đoạn 1 và đoạn 2 như công thức ở trên thầy đã nói với các bạn. Không có gì khác biệt cả. EI1 nhân cho EI2 chia cho EI1 trừ EI2. Ok. Nhưng mà đến đây có một cái lưu ý như này các bạn này. Khi đầu tiên là các bạn sẽ viết tất cả những cái moment mà theo cái tải trọng mà giống như là có một, giống như là có một cái độ cứng mà thôi. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Rồi sau đó chúng ta sẽ xét từng cái đoạn tiếp giáp. Và mỗi một đoạn tiếp giáp thì chúng ta sẽ hỏi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là cái lực trước đó và cái moment mà của những cái lực trước đó gây nên đối với lại là cái tải, đối với lại là cái đoạn tiếp giáp là như thế nào. Tức là thế này này, bây giờ cái lực P này này nó tác dụng vào đây, nhưng mà cái lực P này nó vẫn được di đến cái điểm tiếp giáp này, và vì vậy nó vẫn có cái ảnh hưởng đến cái đoạn tiếp giáp này. Các bạn hiểu tôi nói không nào? Chú ý lắng nghe chỗ này là để xem không hiểu là các bạn có hiểu hay không này. Tức là cái lực P này này nó tác dụng vào đầu của cái điểm A kia, nhưng mà cái điểm P, cái lực P này nó vẫn có cái tác dụng đối với lại cái điểm tiếp giáp này. Các bạn hiểu vấn đề không? Bên điểm tiếp giáp này. Đương nhiên là nó tác dụng đến cả dầm này rồi, nhưng mà cái cả dầm này chúng ta coi như là đối với lại cái EI1. Nhưng đến bây giờ thì nó sẽ ảnh hưởng đến đoạn tiếp giáp này. Và ngoài ra thì tất cả những cái moment mà trước đó rồi là moment được sinh ra bởi cái lực này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đoạn tiếp giáp này. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Và như vậy thì cái moment mà của những cái gì trước đó đối với đoạn tiếp giáp này đều là được gây nên bởi cái P này nhân cho A. Vì vậy thì tức là cái moment này là PA. Tức là ở cái đoạn tiếp giáp này thì nó chịu hai ảnh hưởng, một là của cái lực và hai là của moment. Vì vậy bất cứ một cái đoạn tiếp giáp nào, ví dụ sau này chúng ta có 3 đoạn, 4 đoạn, thì tất cả những cái đoạn tiếp giáp này chúng ta phải đặt cái câu hỏi là cái lực mà trước đó nó tác dụng lên cái đoạn này là như thế nào, và cái moment ở trước đó nó tác dụng lên cái đoạn mà tiếp giáp này là như thế nào. Các bạn hiểu ý thế nào không? Vì vậy thì đến đây là để tạo thành một cái thói quen, một cái quy trình cho nó đúng đắn ấy, thì chúng ta ghi là bất cứ tại một cái điểm tiếp giáp nào á, thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là cái lực mà ảnh hưởng tiếp giáp của đoạn 1, 2 thì ký hiệu là P1, 2 thì sẽ bằng là những cái lực nào, sẽ bằng là chỉ có đây, ở trong trường huống này chỉ có một lực P thôi. Tiếp theo là tất cả những cái moment mà nó ảnh hưởng lên cái đoạn tiếp giáp này là cái nào. Luôn luôn chúng ta đặt hai câu hỏi này thì không bao giờ là chúng ta sẽ thiếu, không bao giờ chúng ta nhầm cả. Thế như vậy là moment ảnh hưởng đến cái đoạn tiếp giáp này là được gây nên bởi chỉ cái lực P này nhân cho cánh tay đòn là A mà thôi, vậy là PA. Vì vậy thì cái biểu thức mà để xác định được cái độ võng của chúng ta được xác định như sau. Đầu tiên là P tác dụng lên cái đoạn EI1 này thì ta coi như là cả cái dầm này là chỉ có EI1, thì vậy nó sẽ là mang dấu trừ P nhân cho Z, bởi vì là đầu tiên là đoạn dầm này là Z mà, chia cho là EI1. Thì nếu như mà cái dầm của chúng ta chỉ có một E1 thì không nói làm gì, đến đây là xong. Nhưng mà như thầy nói rồi, đến cái đoạn tiếp giáp này thì nó được bị ảnh hưởng bởi P12 và M12. Thì lúc này các bạn xác định P12 bằng cái gì trước và M12 bằng cái gì trước cho thầy, chúng ta ghi trước ra. Và đến đây thì chúng ta theo cái định nghĩa chúng ta chỉ có là P12 và M12 mà thôi. Như vậy là P12 thì hướng xuống cứ cho là vậy đi. Thì P12 của chúng ta là trừ P12 ở cái đoạn mà có tọa độ là Z trừ A mũ 1 chia cho là EI12, bởi vì đây là nó ảnh hưởng đến cái đoạn tiếp giáp của chúng ta, ta ghi là 12. Sau đó tiếp tục moment là trừ đi M12 vẫn nhân cho là Z trừ đi tọa độ A, nhưng mà lúc này là mũ 0 tại vì là moment rồi, chia cho là EI của đoạn tiếp giáp 12. Đó. Thì lúc này là chúng ta coi như là trong cái biểu thức này là như vậy. Rồi bây giờ đến lượt cái tải phân bố của chúng ta. Nhắc lại là trước khi đó thì chúng ta vẫn tính cho thầy là EI của đoạn là tiếp giáp EI12 vẫn như công thức như ở slide trước, thầy không viết nữa, mất thì giờ của thầy. Rồi, thế thì bây giờ như thầy đã nói rồi là chúng ta ở cái đoạn tiếp giáp này chúng ta lo lắng cho cái đoạn tiếp giáp này trước đi.
Vậy thì đầu tiên là chúng ta luôn hỏi đặt câu hỏi là tiếp giác 1 2, vậy thì P1 2 là bao nhiêu? P1 2 là bao nhiêu? Vậy thì P1 2 sẽ chính là bằng cái ảnh hưởng bởi cái tải phân bố này, như vậy là V V kép nhân cho là A. Các bạn hiểu chưa, không? Đó chính là bằng V kép nhân cho A S. Đó, cái ảnh cái P1 2 của chúng ta là V kép nhân A là như vậy. Và tiếp theo là cái moment mà cái ảnh hưởng bởi cái moment M12 là bao nhiêu? Vậy thì M12 ở đây á, M12 này đây thì nó chính là sinh ra bởi do cái tải phân bố này. Tải phân bố này tức là lực là V kép nhân A nhân cho cánh tay đòn là A chia 2. Vậy chúng ta sẽ có là V kép A bình chia 2. Đó, thì chúng ta đã có trước cái điều này. Thì đến đây tí nữa đến cái đoạn này chúng ta xử lý thôi. Còn bây giờ chúng ta quan tâm đến này. Bây giờ cái biểu thức của chúng ta là V2'Z này bằng này bắt đầu. Thì ở đây chúng ta ở đầu dầm này ấy, cái đoạn này là do cái V kép tác dụng vào đây. Vì vậy thì nó là mang dấu âm. Như vậy là trừ V kép chia 2 nhân cho là, xin lỗi các bạn, nhân cho là Z bình phương chia cho 2. Và sau đó chúng ta đừng quên nhân cho là cái độ cứng của cái đoạn 1 này. Đó. Nhưng mà các bạn, thế thì như vậy là sao? Như vậy là cho dù rằng là cái dầm này của chúng ta chỉ có một cái IEI 1 thôi, thì thực ra đến đây vẫn chưa xong phải không các bạn? Bởi vì là cái này nó đâu có phân bố trên toàn chiều dài dầm đâu. Mà nếu như biểu thức này thì chúng ta hiểu rằng là nó phân bố trên toàn chiều dài dầm. Các bạn hiểu chưa nào? Đấy. Cho nên là đến đây ấy, thì chúng ta vẫn, bởi vì là cái V kép này nó tác dụng trên cái đoạn 1 này, cho nên là chúng ta mà có bổ sung để mà có, bởi vì tức là trên thực tế thì nó sẽ kéo dài dầm đây, thì bây giờ mình phải bổ sung một cái đoạn ngược lại đúng không, thì triệt tiêu nó đi. Nhưng mà cái đoạn triệt tiêu đó là đối với lại cái AE 1 này, các bạn hiểu với thế không, chứ không phải là với AE 2 này đâu. Tóm lại là vẫn đối với AE 1 này. Như vậy thì thực cộng lại là V kép nhân cho là Z, nếu mà là Z trừ đi A tất cả bình phương chia 2, và vẫn là AE 1. Đó. Thì đến đây ấy, là thầy coi như là thầy xong cái tải phân bố này đối với lại cái đoạn số 1 rồi. Bây giờ là cái tác dụng của nó, cái ảnh hưởng của nó, tất cả những cái tải trọng trước đó đối với lại cái đoạn tiếp giáp này. Thì cái đến cái đoạn tiếp giáp này thì thầy đã chuẩn bị được P12 và M12 rồi. Ngoài cái P12 và M12 ra thì không còn cái gì tác dụng lên cái, không có cái gì ảnh hưởng lên cái đoạn tiếp giáp này nữa. Vì vậy thì đến đây thì thầy ghi là trừ, bởi vì P12 thì nó đi xuống thì thầy mang dấu trừ, vậy là trừ đi P12. Bạn lưu ý là thầy luôn luôn thầy giả sử cái chiều của P12 đi xuống nha các bạn. Hiểu chưa nào? Thế còn thì trên thực tế nó bằng cái gì thì cái lúc đấy thì ta sẽ tính sau, nhưng mà cái P12 thầy luôn luôn thì giả sử nó đi xuống. Đó, bạn hiểu vấn đề không? Thì lúc này thì thầy sẽ thấy rằng là P12 của thầy á nó sẽ bằng là thầy đã tính ở trên là V kép A ở đây rồi. Rồi nhân cho là Z trừ đi A, lúc này là mũ 1. Chia lúc này thì là EI của đoạn tiếp giáp là AI 12. Và tiếp tục M12 là trừ đi M12 nhân Z trừ đi A mũ 0 chia cho là cũng là EI, nhưng mà của đoạn tiếp giáp này, tới đây là AI 12. Đó, thì với cái cách đó thì chúng ta đã giải quyết được xong, chúng ta đã có được cái phương trình cho phép chúng ta. Bây giờ đến đây thì chúng ta chỉ cần là tích phân lên là chúng ta có thể tìm được cái độ võng cũng như góc xoay của nó mà thôi. Rồi đến lượt cái tải mà tuyến tính của chúng ta, V kép tuyến tính. Nhắc lại là đến cái đoạn tiếp giáp này chúng ta vẫn có là cái EI của tiếp giáp EI 12. Rồi, chúng ta chuẩn bị trước ra. Và như thầy đã nói thì tại cái điểm tiếp giáp này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi P12 và moment 12. Vậy thì P12 bằng cái gì? Và moment 12 thì bằng cái gì? Ta thấy rằng là P12 được gây nên là bởi tải cái tải phân bố tam giác tuyến tính này. Thì các bạn thấy là hợp lực của nó đó, nó sẽ đi qua đây trọng tâm, mà cái độ lớn của nó thì bằng diện tích của tải phân bố. Vậy là bằng là 1/2 của V kép A. Vậy là V kép A chia 2. Đó. Thế còn moment M12 thì là bằng cái moment mà được sinh ra bởi tải phân bố này, thì tức là lực trên cái tay đòn tức là A chia 3. Vậy ta sẽ có là V kép A bình chia cho 6. Đó. Thế là chúng ta đã chuẩn bị xong về cái vấn đề tiếp giáp này. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại là về cái V2'Z
Thì bây giờ tải phân bố tuyến tính thì các bạn nhớ là chúng ta coi như là ở trên đây nó tác dụng trên cái dầm là chỉ có EI1 thôi, bạn hiểu vấn đề không? Đó. Còn sau đó thì đến cái đoạn tiếp giáp này thì chúng ta đã chuẩn bị ở đây rồi. Còn bây giờ chúng ta đang đang chuẩn bị là cái đoạn mà cái tải phân bố này tác dụng trên đoạn 1 thì chúng ta chỉ coi quan tâm đến ta coi như là cái dầm này chỉ có cấu tạo từ bởi cái độ cứng là EI1 mà thôi. Thế vì vậy thì đến đây chúng ta gặp nó bắt đầu từ đây điểm 0, tại tọa độ 0 chúng ta gặp là tải phân bố tuyến tính, vì vậy nó mang dấu âm ở đây là do nó đi hướng xuống, vậy là ta trừ V kép nhân cho là Z, vì là đầu đoạn cho nên là không cần phải Macaulay gì cả, nó là Z luôn. Z tức là ở đây ấy thì cái hệ số M của chúng ta đó nó sẽ bằng là V kép chia A, các bạn hiểu vấn đề không nào? Đó, V kép chia A bởi vì là đây là cạnh tang thì bằng là đối chia kề mà, V kép chia A. Và chia cho 6 nữa thì vậy thì chúng ta sẽ có là chia cho 6A. Ở đây là đương nhiên là mũ 3 rồi, bởi vì đây là tải tuyến, đây là tải tuyến tính, vậy nó sẽ là 6A. Đó. V kép chia A mà lại chia 6 nữa. Rồi, tiếp tục là nhân cho EI1. EI1. Đó. Nhưng mà nếu như thế tức là nó đến tận chạy đến tận cuối dầm cơ không được, cho nên là chúng ta phải bù trừ nó lại, bù trừ bằng hình chữ nhật và bù trừ bằng cái tam giác nữa. Bạn hiểu vấn đề không nào? Thế cái này chúng ta nhớ rồi, nằm lòng rồi chứ không phải đấy. Vậy thì bù trừ của cái hình chữ nhật thì chúng ta là hướng lên, ta ghi cộng. Nhưng mà nó là tải tuyến, lúc đấy thì hình chữ nhật tức là tải phân đều, cho nên là ta là cộng cho V kép nhân cho là lúc này thì là ở cái tọa độ là Z trừ đi A bình phương chia cho 2. Đó. Và nhớ là vẫn là ở của cái đoạn số 1, tại vì nói cho nó đi nói lại thì là cái tải phân bố này tác dụng lên cái đoạn số 1. Thế còn tí nữa nó ảnh hưởng đến nào cái đoạn sau thì nó ở cái chỗ mà tiếp giáp ta chưa nói sau, bạn hiểu vấn đề không nào, ta nói sau. Và tiếp tục này, cộng thêm là cái tải tuyến tính, ở đây ta phải bù trừ cho tải tuyến tính nữa, vậy ta cũng hướng lên. Đó thì cái hệ số M của nó vẫn là V kép chia A thôi, cho nên là vẫn là cộng cho V kép. Và lúc này là Z trừ đi A tất cả mũ 3 chia cho 6A. Và vẫn là EI1 thôi. Thì đến đây ấy, là chúng ta đã xong cái vấn đề là cái tải phân bố tuyến tính này mà nó tác dụng lên cái đoạn số 1 này. Các bạn nghe rõ chưa nào? Bây giờ cái ảnh hưởng của nó lên cái đoạn tiếp giáp số 2 này này, đoạn tiếp giáp này này, thì lúc này chúng ta chỉ còn lại là cái P12 và M12 thôi. Các bạn hiểu vấn đề không? Vì vậy thì P12 của chúng ta thì nó đi xuống, ta ghi là P12. Thế nếu như mà bây giờ cái tải phân bố này hướng lên ấy, thì các bạn nhớ rằng là P12 của các bạn nó không phải là V3 chia 2 mà là trừ V3 chia 2. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì lúc nào chúng ta cũng ghi cái này hướng xuống đi để chúng ta thống nhất cái dấu của nó đi. Bạn hiểu vấn đề không? Thầy tất cả các thứ thầy cho lực đi xuống mà moment thì quay ngược cho cái đồng hồ hết, để tí nữa thầy cái dấu của thầy nó không có bị, bởi vì cái thì âm cái thì dương, còn nếu không thì các bạn đưa cho nó lên hết đi. Hoặc là ngược cùng cho cái đồng hồ hết đi, thì cái đấy là tùy các bạn thôi. Nhưng mà cái mà ký hiệu chúng ta tất cả chúng ta quy về là đi xuống và ngược cho cái đồng hồ. Thì còn nếu như mà cái tải nào mà nó ngược lại thì cái giá trị thật của nó tí nữa mình cho dấu âm sau. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Ở đây thì không quan tâm đến cái điều đó. Bây giờ là Z trừ đi A. Đây là mũ 1 bởi vì đây là lực mà. Đó. Xong. Và đây là EI. Nhưng mà ở đây là EI của đoạn tiếp giáp, cho nên là EI12. Đó. Rất đơn giản. Và tiếp tục moment cũng vậy, trừ đi M12. Thế còn M12 và P12 là cái gì? Thì đấy, ở trên ta đã có chuẩn bị rồi. EZ trừ A mũ 0 và chia cho là EI12 là của đoạn tiếp giáp. Đó thì đến đây là chúng ta có quyền tích phân lên mà chúng ta tìm được độ võng cũng như là góc xoay của cái bài này rồi. Rồi bây giờ chúng ta xét một cái ví dụ tổng quát như thế này thì có lẽ sẽ giúp cho con chúng ta sẽ giúp cho các bạn chúng ta sẽ hiểu hơn một chút nữa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 đoạn 1, 2 và 3 và các cái độ cứng khác nhau. Vì vậy thì trước khi chúng ta làm chúng ta phải chuẩn bị, đó là ở những cái độ cứng tiếp giáp thì chúng ta có là EI đoạn 1 tiếp giáp với đoạn 2 thì chúng ta tính EI12, và đoạn 2 tiếp giáp với đoạn 3 thì các bạn tính EI23. Công thức thì như thầy vừa nói rồi, EI mà EG thì nó bằng là EII nhân cho EEG chia cho EII trừ đi EEG. Đó. Thì cái thằng trước nhân cho thằng sau và chia cho là thằng trước trừ thằng sau. Đó. Cái nào lớn hơn thì thằng trước lớn hơn thì nó dương và thằng trước nhỏ hơn thì nó âm. Vân vân, không quan tâm. Sau đó thì chúng ta phải chuẩn bị, đó là những cái P bây giờ ở cái đoạn tiếp giáp giữa đoạn 1 và đoạn 2 này. Giữa đoạn tiếp giáp đoạn 1 đoạn 2 này thì các bạn lưu ý rằng là những cái tải trọng P1 này là tác dụng, P1 này là tác dụng vào cái đoạn số 2, các bạn hiểu vấn đề không? Mặc dù nó ở cái tiếp giáp nhưng mà chúng ta quy ước nó là nó tác dụng vào đoạn số 2. Đó, cũng như P2 này ở đây thì nó tác dụng vào đoạn số 3. Còn mà chúng ta đang nói đến cái đoạn mà đang nói đến cái chỗ là cái đoạn tiếp giáp á,
thì là nó chỉ ảnh hưởng bởi những cái tải trọng trước nó, tức là trước cái đoạn số 2 là đoạn số 1, và trước đoạn số 3 là từ đoạn số 2 cho đến đoạn số 1. Các bạn hiểu chưa nào? Đấy. Cho nên thế là gì? Như vậy là ví dụ như ở đây thì các bạn thấy rằng là P12 của các bạn sẽ bằng cái gì? Đó là một điều mà các bạn cần phải hiểu suy nghĩ. Trước hết P12 không bao gồm P1, các bạn nghe rõ chưa nào? Bởi vì P1 của các bạn ở đây là được tạo là nó tác dụng vào đoạn số 2 chứ không phải là tác dụng vào, chứ không phải là nó ảnh hưởng vào vào cái nơi tiếp giáp 1 2, các bạn hiểu vấn đề không? Và cái P12 là cái lực mà nó bực ảnh hưởng bởi cái đoạn tiếp giáp này được gây nên bởi những cái trước nó, thì trước nó thì P12 của các bạn nó chỉ là được sinh ra bởi cái tải phân bố đều này mà thôi. Vì vậy sẽ là V kép nhân cho A. Đấy. Tiếp theo này, rồi cái moment M12 thì nó được gây nên bởi những cái tải trọng trước nó mà thôi. Vậy gây nên bởi trước nó là gì? Là do cái thằng V kép này sinh ra. Đó, thì cho nên là P12 của các bạn thì sẽ chính là bằng là cái này, hợp lực ở đây thì sẽ là V kép nhân cho A và nhân cho A chia 2. Vậy các bạn sẽ có là V kép A bình phương chia cho 2. Thì đó chính là cái moment được sinh ra là M12. Rồi, thì tiếp theo là bây giờ đến lượt là P23. P23. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Tức là đây là những cái lực mà được ảnh hưởng bởi những cái đứa trước nó chứ không bao gồm P2, các bạn nghe rõ chưa nào? Như vậy thì P12 chắc chắn là sẽ bằng là cái P1. Nó sẽ bằng là P23 này, chắc chắn là nó phải bằng cái P12 cái đã. Bạn hiểu vấn đề không? Bởi vì trước nó thì bởi vì P12 là bao gồm những cái gì mà trước cái đoạn số 2 này là đoạn của đoạn số 1. Thì vậy thì chúng ta tận dụng nó luôn chứ chúng ta không cần phải lấy những cái đoạn này, ta phải tính toán làm gì cho nó mệt người ta. Ta lấy đầu tiên là P23 sẽ bằng là P12 cái đã. Đó, các bạn thấy không? Rồi sau đó nó sẽ cộng cho cái đoạn P1 này này. Đấy, bây giờ chúng ta mới tính P1 này. P1 lúc này là nó ảnh hưởng đến cái đoạn 23, đến cái nơi tiếp giáp 23, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Cho nên ở đây là phải cộng thêm là cộng cho P1. Đấy. Hết chưa? Hết rồi. Không còn gì nữa. Rồi thế thì tiếp theo là cái đoạn tiếp giáp của ở đây nó còn bị ảnh hưởng là M23. Các bạn nghe rõ chưa nào? M23. Thì M23 này nó phải bằng cái M12 trước nó, các bạn hiểu vấn đề không? Bởi vì là cái đoạn MA này đến đây thì nó vẫn ở đây, nó vẫn còn, nó ảnh hưởng tiếp. Như vậy là M12 cái đó. Đấy. Rồi sau đó là nó được sinh ra bởi cái P12 và bởi cái lực P1 này, các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy là nó được sinh ra bởi P12 và ngoài ra nó được sinh ra bởi những cái tải trọng mà đặt vào cái đoạn số 2 này, các bạn hiểu vấn đề không? Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ là cộng tiếp cho là P12 mà lại rồi là cộng cho P1 nữa, bạn hiểu vấn đề không? Là cộng cho, nhưng mà thôi để riêng ra, bây giờ thầy sẽ để riêng ra để cho các bạn đỡ nhầm. Thầy nói lại là M12 là bởi vì là cái đoạn trước nó, cái moment trước nó này, cộng cho là cái P12, rồi nhân cho cánh tay đòn B. Rồi sau đó là chúng ta còn phải cộng thêm cho cái đống lực ngoại lực mà tác dụng vào đoạn số 2 nữa. Cho nên là thầy để riêng nó ra, bởi vì đâu, cái đoạn số 2 này còn có tải phân bố thì sao? Các bạn hiểu vấn đề không? Thì tải phân bố này tiếp tục sinh ra moment nữa, các bạn hiểu vấn đề không nào? Đấy. Cho nên là ở đây thì thầy để riêng nó ra, để riêng cái thằng P1 này ra. Mặc dù nó vẫn là P1 nhân cho B, nhưng cánh tay đòn P, nhưng mà thầy để riêng ra. Thì đến đây thì nó là M23. Đó. Thì bây giờ là những cái nơi tiếp giáp này là chúng ta đã yên tâm rồi, thì bây giờ chúng ta tiến tới là chúng ta làm. Như vậy thì V2'Z. Đầu tiên là chúng ta coi như rằng là nó tất cả là chỉ có một, ở đây là nó chỉ có một cái độ cứng thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Đây khi mà có nhiều đoạn á. Bây giờ chúng ta làm, các bạn làm, bây giờ thầy làm các bạn sẽ hiểu này. Bây giờ trước hết là thầy xét cái đoạn số 1 của thầy, đó là đoạn AB, các bạn hiểu vấn đề không? Tức là bây giờ là chúng ta chưa quan tâm đến cái đoạn mà nó tiếp giáp nhau, mà bây giờ chúng ta coi như đây là một cái dầm chung thôi, một cái dầm mà nó bây giờ chúng ta xử lý những cái tải trọng này như là xử lý một cái dầm mà nó có một độ cứng. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có là V kép. Vậy ta sẽ có là trừ V kép nhân cho Z bình chia cho 2 EI1. Đấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Nhưng mà đến đây thì là chúng ta chưa đủ, bởi vì chúng ta phải bù trừ nó, bù trừ cho cái đoạn đằng sau này. Như vậy chúng ta cộng cho V kép nhân cho Z trừ A bình phương chia cho là 2 EI1. Vẫn là EI1 thôi, bởi vì là cái này là ta bù trừ được dành cho cái đoạn số 1 này, các bạn hiểu vấn đề không nào?
Như vậy là đến đây thì thầy hết rồi, thầy xong rồi. Bây giờ đến đây tiếp tục đoạn số 2 này. Đoạn số 2 này thì bây giờ đến đây á thì thầy nhìn thấy là nó thầy sẽ có được cái P1 này. Bây giờ các bạn bỏ hết P1 2 P2 3 cái này nhé, bởi vì cái này là lần nữa nó ảnh hưởng đến cái nơi tiếp giáp chứ không phải ảnh hưởng đến từng đoạn 1 và 2 và 3. Vậy thì vấn đề là thì đây thầy ghi là thầy thấy là nó có P1 đây thì thầy trừ đi P1 nhân cho là Z trừ đi A mũ 1. Nhưng mà lúc này thì cái thằng P1 này tác dụng đến đoạn số 2. Vì vậy các bạn sẽ ghi là EI nhưng mà của đoạn số 2. Đó, các bạn hiểu vấn đề không nào? Đấy. Rồi hết rồi. Đến đây thì tiếp tục ta đến đoạn thằng này này là trừ đi P2 và tác dụng đến đoạn số 3 mà. Nhân cho là Z trừ A trừ B. Được chưa nào? Mũ 1 chia cho lúc này là nó tác dụng đến đoạn số 3, vì vậy nó là EI 3. Thì đến đây ấy, thì nói rằng là chúng ta đã xử lý xong tất cả những cái tải trọng ngoại lực đặt vào cái dầm này, các bạn hiểu vấn đề không nào? Và bây giờ chúng ta mới xét đến những cái yếu tố mà những cái lực này nó ảnh hưởng đến cái nơi tiếp giáp. Thì như vậy là chúng ta có hai đoạn tiếp giáp thôi, là 1 2 và 2 3, mỗi cái thì nó phải có lực và có moment, có vậy thôi. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm 1 2 3 4 đoạn tử mà thôi, không hơn không kém. Như vậy thì ví dụ ở đoạn tiếp giáp 1 ấy, chúng ta có P1 thì P1 các bạn thấy nó đi xuống và ta là trừ P1 2 nhân cho vẫn là Z trừ đi A mũ 1. Nhưng mà lúc này là chia cho cái độ cứng của chúng ta là EI và là của 1,2. Có vậy thôi. Tiếp theo là moment này trừ đi M1,2. Bởi vì 1,2 thì mình đã có sẵn từ nãy giờ rồi. Mình ở trên rồi, chúng ta không có sợ gì cả. Nhân cho mũ 0 à, chia cho là vẫn là EI nhưng mà là của đoạn tiếp giáp là 1,2. Và tiếp theo là đến cái đoạn này chúng ta là trừ đi P2,3. Các bạn thấy rằng là bằng cái cách là chúng ta chuẩn bị trước P12, P23, M12, M23 thì đến đây chúng ta rất là khỏe, chúng ta không có phải suy nghĩ gì cả. Các bạn hiểu vấn đề không nào? P23 lúc này là Z trừ A trừ B rồi. Mũ 1 chia cho là lúc này là đoạn tiếp giáp này là EI của cái đoạn là 23. Có vậy thôi chứ chúng ta không có phải quan tâm gì cả. Rồi tiếp theo là trừ đi M23. Z trừ A trừ B mũ 0 chia cho là EI là nơi tiếp giáp của 2 và 3. Đó. Có vậy thôi, từng này hạng tử rồi các bạn tích phân lên là xong. Đó thì thầy sẽ làm ví dụ lên đây là các bạn bước đầu tiên là các bạn có thể hiểu được sơ sơ. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái ví dụ đầu tiên thì các bạn thấy là một cái dầm cung xôn ABC ngàm ở C và ở đây thì trên cái đoạn mà AB thì sẽ có một cái tải phân bố có cường độ là 200 pound trên feet. Cái vật liệu thì nó cùng một vật liệu ở hai đoạn AB và BC cùng một vật liệu, nhưng mà cái đặc trưng hình học thì cái IO ở đây người ta ký hiệu IO là cái ý người ta là tức là kiểu như là cái gốc ấy, thế thôi chứ còn thì thực ra nó là IX nha các bạn, để chúng ta đừng có nhầm IO là cái moment chống xoắn moment độc cực nha, không phải moment độc cực đâu mà là moment uốn IX đấy. Người ta ký hiệu IO thì kệ người ta, đấy là sách nước ngoài người ta ký hiệu như vậy. Tại vì IO chính là IX bằng 40 inch mũ 4 kìa. Đó. Thế thì thì có thấy là nó mỏng hơn cái đoạn 1 AB thì cái đặc trình học của nó mỏng hơn, dẫn tới là cái moment mà moment uốn moment quán tính của đoạn BC thì lớn gấp đôi lần cái moment quán tính của cái đoạn AB. Rồi. Thì bây giờ yêu cầu đi tìm được độ võng và góc xoay của cái điểm A đầu tự do của cái dầm cung xôn này. Thì về cái mặt kiến thức á, về cái mặt mà chuẩn bị cho các bạn thì đã xong rồi. Thì nó nằm ở trong cái tải phân bố. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái ví dụ cụ thể, chúng ta phải tính con số cụ thể của chúng ta. Thì đầu tiên ấy, luôn luôn là chúng ta chuẩn bị những cái độ cứng mà của những cái đoạn tiếp giáp. Ở đây là chúng ta có hai đoạn là AB thì ký hiệu là 1, BC ký hiệu là 2. Vì vậy thì EI12 là độ cứng tiếp giáp của đoạn 1 và đoạn 2 thì chúng ta theo cái định nghĩa chúng ta sẽ có tính được như trên, và chúng ta thấy ra bằng là trừ 2 lần EIO. Lý do là vì cái đoạn 1 thì nó không cứng bằng cái đoạn số 2, tức là cái EI của đoạn 1 thì nó nhỏ hơn EI đoạn 2, dẫn tới là cái EI12 tiếp giáp này là mang số âm. Không vấn đề gì cả, kệ nó. Tiếp theo là sau đó là chúng ta phải đi tính được là cái ảnh hưởng cái P12 và M12 là ảnh hưởng của những cái đoạn của những cái tải trọng trước đó lên trên cái đoạn tiếp giáp của 1 và 2. Các bạn hiểu ý thế nào? Thì P12 các bạn thấy dễ thấy rằng là nó sinh ra là do cái tải phân bố 200 pound trên feet. Thì chúng ta thấy là nhân cho cái độ dài là 6 feet thì chúng ta sẽ có được là 1200 pound. Cũng như là M12 ấy, là cái ảnh hưởng của cái moment lên cái đoạn tiếp giáp này cũng là do cái tải phân bố gây nên. Vì vậy thì chúng ta thấy là cũng sẽ bằng là cái hợp lực của nó là 1200 nhân cho cánh tay đòn, đây là một nửa của 6, tức là 3. Vậy là có 3600 pound trên feet.
Đó. Thì đấy là cái bước chuẩn bị chúng ta đã xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết cái biểu thức mà để cho ta tính được cái V2 phẩy. Thì các bạn thấy rằng là đầu tiên ta bắt gặp là cái tải phân bố 200 hướng xuống, vậy là -200. Mà đây là bắt đầu từ cái đoạn là z bằng 0, cho nên là z tức là và cái đoạn đầu tiên ở đây thì là z bình chia cho 2 AEO. AEO là vì là đoạn số 1 của chúng ta là AEO nhé. Tiếp theo á, thì chúng ta nhớ rằng là nó phải phân bố đến cuối dầm, do đó thì tại cái vị trí mà có tọa độ là bằng 6 chúng ta phải triệt tiêu bằng cách chúng ta lấy một cái phần tải phân bố hướng ngược hướng đi lên. Nhưng mà chúng ta vẫn hiểu rằng là đây là nó ảnh hưởng tới cái đoạn số 1, cho nên là cái EI này là EI không là của đoạn số 1 chứ không phải là của đoạn số 2, các bạn nghe đó chưa nào? Chúng ta bù vào, nhưng mà là mục đích là để bù vào cân bằng với cái tải phân bố mà nó được đặt ở cái đoạn số 1 chứ không phải là chúng ta bù, bởi vì bù vào đây là cái bù mà cái tưởng tượng, các bạn hiểu vấn đề không? Là đối với là cái đoạn AB chứ không phải là đối với đoạn BC, do đó thì chúng ta phải là EIO, các bạn rõ thế nào? Đến đây là chúng ta kết thúc cái tải phân bố là cái tải thực đối với lại cái dầm mà chúng ta coi như là một độ cứng, các bạn hiểu vấn đề không nào? Đó. Thế nhưng mà bây giờ là chúng ta là tính đến cái đoạn tiếp giáp, thì ở đây là chúng ta có hai đoạn, do đó chỉ có một đoạn tiếp giáp thôi. Thì mỗi một đoạn tiếp giáp chúng ta chỉ có hai hạng tử là P12 và M12 thì rất là dễ rồi. P12 hướng xuống vậy trừ trừ 1200 nhân cho là z trừ 6 mũ 1 thì chia cho cái độ cứng của đoạn tiếp giáp, vậy là trừ 2 EO, đó trừ EO. Tiếp theo là M12 thì cũng quay ngược chiều kim đồng hồ, vậy cũng trừ đi 3600 nhân cho z trừ 6, nhưng mà đây là mũ 0 và chia cho là cái độ cứng của đoạn tiếp giáp, thì vậy là trừ 2 EO. Xong, đến đây chúng ta tích phân lên hai lần, mỗi một lần tích phân chúng ta nhớ là có thêm một cái hằng số, và đây là xong. Đó thì tích phân này là tích phân đa thức, chúng ta đã làm quen rồi. Đó chưa nào, chúng ta đặt cái 1 trên EO là nhân tử chung. Thì sau đó chúng ta áp dụng điều kiện biên, ở đây là chúng ta có cái ngàm C ở đây là ngàm, do đó thì cái độ cứng à cái độ võng móc góc xoay của ngàm, tức là tại cái ngàm là cái tọa độ là z bằng 10 thì bằng 0. Do đó thì đây chúng ta giải được là hai cái hằng số là C1 và C2 có giá trị là từng này. Đó. Sau đó chúng ta ráp vào thôi. Để yêu cầu tính độ võng móc góc xoay của điểm A thì điểm A là cái điểm mà có tọa độ z bằng 0. Do đó thì z bằng 0 ta thế vào nó chỉ bằng chính cái hằng số mà thôi. Và các bạn lưu ý rằng ở đây á là chúng ta ban đầu chúng ta là pound trên feet rồi là feet feet, tất cả là feet. Vì vậy thì đối với lại là cái độ võng á, thì các bạn nhớ rằng là cái đơn vị của các bạn khi mà các bạn tính ở tử số này này, tức là cái tử số này của bạn sẽ là pound chia cho feet nhân cho feet mũ 3. Thế còn thì ở đây á, mà ở dưới các bạn thì tức là PSI nhân cho là inch mũ 4. PSI là pound trên inch bình, các bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là tích của hai cái thằng này á, nó sẽ bảo là pound nhân inch bình. Thì bây giờ chúng ta phải đổi từ feet sang inch, mà một feet một phút thì bằng là 12 inch, cho nên chúng ta nhân cho là 12 mũ 3. Do đó thì là chúng ta đổi từ pound nhân cho inch mũ 3 và chia cho pound nhân inch bình, và chúng ta đáp số chúng ta là inch. Vì vậy thì chúng ta đáp số chúng ta đây là độ võng của nó là -0.57 inch, tức là nó đi xuống, các bạn hiểu đây không? Là nó võng xuống ở đây này, cái độ võng nó âm này. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái cái gì nhỉ? Cái góc xoay của chúng ta á, thì chúng ta thế vào ở cái biểu thức của của theta mà thôi. Đó thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta nhân ra và là dương 6.912 miliradian. Dương là bởi vì các bạn kẻ cái đường tiếp tuyến ở đây này thì các bạn sẽ thấy là ban đầu thì nó nằm ngang, và bây giờ thì nó đi lên, phải cho nó quay ngược chiều kim đồng hồ, do đó thì là cái góc xoay của nó là mang giá trị dương là vì như vậy. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Đó thì các bạn thấy rằng là bằng cái cách mà chúng ta sử dụng cái đoạn tiếp giáp, cái độ cứng tiếp giáp á, phải không nào? Thì chúng ta dễ dàng giải được cái bài toán mà dầm có nhiều độ cứng, rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Giờ chúng ta xét cái ví dụ thứ ba các bạn, cũng là cái dầm công xôn, và lần này thì cái dầm thì chúng ta thì cũng giống như cái dầm lần trước, nghĩa là cái độ cứng của thằng cái đoạn đằng sau là gần ngàm thì nó lại lớn gấp đôi lần cái độ cứng đầu tiên của cái đoạn mà tự do AD. Thế và tác dụng vào đầu A điểm lực P mà đầu D cũng là lực P, yêu cầu đi tìm độ võng và góc xoay của A. Thì chúng ta thấy là đây là có hai đoạn với độ cứng khác nhau, vậy chúng ta đi tìm cái độ cứng tiếp giáp EI12 thì giống như là cái bài trước thì vẫn là -2 EI. Đó. Tiếp theo thì chúng ta xác định được là cái ảnh hưởng của cái lực P12 và M12 lên cái đoạn tiếp giáp 12. Thì P12 được sinh ra là do cái lực P này các bạn. Các bạn chú ý là P12 không bao gồm cái lực P này, bởi vì cái lực P này á là nó tác dụng vào cái đoạn số 2 chứ nó không phải là tác dụng vào cái đoạn tiếp giáp, các bạn hiểu vấn đề không nào? Đó. Tức là nó có dùng cái đoạn tiếp giáp nữa, chúng ta coi như là cái đoạn số 2 này chịu ảnh hưởng. Chứ còn thì cái nơi mà tiếp giáp á là chúng ta chỉ xét cái đoạn nào mà trước nó gây nên thôi, chứ không phải là tại cái điểm này, các bạn hiểu chưa nào? Kể cả mô mẹ nó vậy.
Đó chưa nào? Cho nên là cho dù ở đây mà có một cái moment ngoại lực đặt vào thì mình cũng không tính nó là cái moment đó vào cái M12, các bạn nghe rõ chưa? Như vậy thì nhắc lại là P12 là do cái thằng lực P này sinh ra và nó bằng P. Còn M12 là do cái thằng P ở trước nó đây và ở trên một cái tên đòn là A, vậy là bằng PA. Đó. Thì sau đó thì chúng ta xét cái phương trình để xác định được thôi. Thì các bạn thấy là V2 phẩy thì bằng bắt đầu này. Thì P này hướng xuống, vì vậy mà ngay tại cái điểm tọa độ bằng 0, cho nên chúng ta gọi là trừ PZ nhân cho A chia cho AI. AI là vì cái module là cái độ cứng của đoạn số 1 này. Tiếp tục này, bây giờ mình phải bây giờ đi tiếp thì mình sẽ gặp thằng P này ở đoạn số 2. À, đoạn số 2 thì chúng ta thấy là độ cứng là 2 AI, vậy là chia cho 2 AI và tại cái tọa độ là Z trừ đi A. À, chúng ta thấy là ok rồi. Và về nguyên tắc là đến đây nếu như cái dầm chúng ta chỉ có một độ cứng thì đến đây là xong. Nhưng vì ở đây nó có hai đoạn với hai độ cứng khác nhau, cho nên bây giờ chúng ta phải xét từng cái điểm mà tiếp giáp. Thì tại điểm tiếp giáp ta có lực và có moment. À, lực tiếng xuống chúng ta ghi là trừ P12 nhân cho Z trừ đi A chia cho cái độ cứng, lúc này là độ cứng của đoạn tiếp giáp của đoạn 1 và đoạn 2 ta vừa tính là trừ 2 AI. Và tương tự như đây là đối với moment M12 thì cũng chia cho cái độ cứng mà người ta quy định là phải cứng rắn, nó phải như thế, nó tiếp giáp như thế. Và sau đó thì chúng ta tích phân lên thì chúng ta tìm được là cái hằng số. Ở đây thì thực ra thì trong cái tình huống này á, thì các bạn thấy là P12 đã bằng P, cho nên là thực ra là hai cái hạng tử này nó có thể triệt tiêu cho nhau được. Nhưng mà vì cái tổng quát thì thôi thầy cứ để lại ở đây để các bạn thấy rằng là thực ra thì đây, cái này triệt tiêu được cái này thì cái này cũng triệt tiêu được cái này và hai cái hạng tử này cũng triệt tiêu được cho nhau đấy, các bạn nhìn thấy đó. Nhưng không sao cả, ta cứ viết ra thôi. Và sau đó ta áp được cận biên giống tương tự như bài ban nãy, đó là tại cái ngàm thì có tọa độ là 2A thì rõ ràng là cả độ võng và góc xoáy bằng 0, thì từ đây mình tìm được C1 và C2. Ta thế vào cái biểu thức mà đi tìm VA C1 C2, ta thế vào thì chúng ta tìm được là cái chuyển vị, cái độ võng của điểm A sẽ bằng là -23.12. Trừ là vì có thể nó sẽ đi xuống, đó, nó đi xuống. Đó, tiếp theo là cái độ võng và cái góc xoay của nó cũng sẽ là dương. Đấy, ban nãy chúng ta vừa nói rồi. Và cho chúng ta thế cái số cái C1 C2 và cái biểu thức là chúng ta có thể là giải xong. Đó thì kết luận là cái độ võng và góc xoay của điểm A trong bài này là như vậy. Rồi thì để thật là thành thạo á thì đây, xin giới thiệu với các bạn một cái bài tổng quát, rất là tổng quát. Đấy, chúng ta đừng có hoảng. Khi mà chúng ta nắm được cái phương pháp rồi thì chúng ta thấy nó không có gì khó cả. Cái dầm mà đã được cấu tạo từ 4 đoạn với độ cứng khác nhau. Đó. À, chiều dài khác nhau, độ cứng khác nhau và tải trọng thì cũng vô cùng. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây ấy, thì thầy muốn nói với các bạn một cái điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta quy ước đi tất cả lực để hướng xuống, moment quay ngược chiều kim đồng hồ đi. Thế còn thì nếu như mà trong trường hợp chúng ta muốn nó ngược lại thì chúng ta đổi dấu của nó là xong. Ví dụ như ở đây chúng ta, các bạn nhìn này, M1 bằng trừ, nghĩa là trên thực tế cái chiều của nó sẽ quay ngược lại. Đó chưa nào? Nó sẽ cùng chiều kim đồng hồ, được chưa? Tiếp theo là V1 bằng -50, tức là trên thực tế nó sẽ hướng lên. À, tiếp theo là P1 nó sẽ hướng bằng -500 và trên thực tế nó sẽ hướng lên. Như vậy là chúng ta cứ giả sử như này để tí nữa chúng ta không bị vấn đề về dấu. Thế còn khi mà chúng ta áp dụng công thức vào thì áp dụng con số vào, ta sẽ cho dấu vào đúng đó sau. Được chưa nào? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái bài này. Và qua cái bài này thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu rất là rõ cái cách làm ta xử lý như nào đối với lại cái dầm nhiều độ cứng. Rồi các bạn, như vậy là chúng ta có là 4 đoạn, cho nên chúng ta sẽ có là 3 cái đoạn tiếp giáp là 1, 2, 2, 3 và 3, 4. Ở đó thì các bạn cũng sẽ tính cho thầy là cái E, I, 1, 2, E, I, 2, 3 và E, I, 3, 4. Đó, các bạn tính riêng ra cho thầy nha. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị những cái lực mà của những cái đoạn tiếp giáp, ảnh hưởng của những cái lực của những cái đoạn tiếp giáp. Như vậy là gì? Ở đây chúng ta sẽ có là P12 đây chúng ta sẽ có là M12 ở đây chúng ta sẽ có là P23 moment M23 và cuối cùng là P34 và đây ta sẽ có là M34. Đó, được chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi. Thì cái lúc này là cái lúc quan trọng này các bạn này, lưu ý. Như vậy là thầy sẽ bắt đầu ghi này, P12. Rồi, P12 là cái gì? P12 là tất cả những cái lực
mà ở cái đoạn trước cái đoạn số 1 này này, trước cái đoạn số 2 là cái đoạn số 1 này nó gây nên này, các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy là nó bắt là nó được, nó gồm là P1 này, các bạn thấy một cái lực tập trung P1 này. Thứ hai là tải phân bố mà tuyến tính này, các bạn thấy không? Đó, hợp lực của nó này. Đó, thế thôi. Thế thôi, chứ không bao gồm P2, các bạn nghe rõ chưa? Bởi vì P2 là nó tác dụng vào đoạn số 2, chứ không phải là tác dụng vào cái ảnh hưởng của đoạn 1 và 2, được chưa nào? Như vậy thì P1 2 ở đây thầy sẽ ghi là bằng P1 cộng cho cái tải phân bố này là diện tích của tải phân bố này là 1/2 của V1 nhân cho A. Như vậy là chúng ta cộng cho là V1 nhân cho A chia 2. Đó. Rồi tiếp tục. Sau đó là đến M12. Thì M12 á thì là cái moment ảnh hưởng của tất cả những cái mà nó tạo nên moment đối với cái đoạn 1 2, thì nó được gây nên là bởi M1 này. Sau đó là P1 nhân cho A này, các bạn thấy không? Và sau đó là của tải phân bố V1 nhân cho cái đòn này là A chia 3. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sẽ bằng là M1 tiếp tục cộng cho P1 nhân A, các bạn thấy không? Và tiếp tục là cộng cho là cái này là V1 nhân A chia 2 rồi lại chia nhân cho A chia 3 nữa. Vậy sẽ là cộng cho là V1 A bình chia 4 A chia 6. Đó, đấy sẽ là M12. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có là P23. Thì chắc chắn là P23 là sẽ phải bằng cái P12 trước nó, các bạn hiểu vấn đề không? P12 này là đại diện cho những cái gì mà trước của đoạn số 1, trước đoạn số 2, các bạn hiểu vấn đề không? P12 là cái gì đại diện cho những cái gì mà của đoạn số 1 gây nên, cho nên ta cộng luôn cho là P12. Đó, ta lấy luôn cái gốc là P12 để đỡ cho chúng ta phải xét lại một lần nữa ở cái đoạn số 1, hiểu vấn đề không? Thế bây giờ sau khi mà P12 rồi thì bây giờ tất cả những cái gì mà tác dụng đến đoạn số 2, các bạn hiểu vấn đề không? Là bao gồm P2 này, đó. À, sẽ bao gồm P2 này. Sẽ bao gồm tải phân bố của chúng ta là V2 nhân cho là B. Được chưa? Đó. Vậy thôi, thế là xong. Rồi tiếp tục là M23. M23 thì chắc chắn là cũng tương tự như vậy, nó sẽ bằng là cái M12 trước nó, bạn hiểu vấn đề không? Để chúng ta đỡ phải xét tới cái đoạn số 1 nữa. Và bây giờ tất cả những cái gì mà sẽ gây nên cái moment ở lên cái hiệu ứng chỗ này chắc chắn là do thằng P12 gây nên, các bạn hiểu vấn đề không? P12 nhân cho cái tay đòn B này. Đây là P12 nhân cho cánh tay đòn B này. Rồi sau đó là cái moment được sinh ra bởi những cái tải mà đặt lên đoạn số 2 này tác dụng lên và nó ảnh hưởng đến đoạn này, thì nó bao gồm là P2 nhân cho B. Bây giờ thầy sẽ cộng tất cả những cái cụm mà do cái ngoại lực của đoạn số 2 mà tác dụng lên và nó gây nên cái hiệu ứng ở cái đoạn tiếp giáp 23 này, hiểu vấn đề không? Cho nên thầy sẽ ghi là P2 nhân B. Mặc dù là chúng ta có thể chập với P12 nhưng thầy không muốn thế, bởi vì là tất cả những cái này là thầy muốn nói rằng là những cái gì đã có sẵn ở cái đoạn tiếp giáp của 1 2, chúng ta sử dụng vào đây cho đoạn số 23, các bạn hiểu vấn đề không? Còn đây là những cái tải mới mà đã đặt lên cái đoạn số 2, thì bây giờ nó cũng gây ảnh hưởng lên cái đoạn tiếp giáp của 2 và 3, được chưa nào? À, như vậy là cộng với lại V2 nhân cho là B và nhân cho B chia 2, được chưa nào? Như vậy sẽ là cộng cho là V2 B bình chia 4. À xin lỗi, chia 2. Đó. Thì như vậy đấy chính là cái moment là cái M23. Và cuối cùng là P34. Thì P34 thì các bạn thấy rằng là P34 đây chắc chắn là sẽ bằng P23, ta tận dụng trước cái thằng trước đó là P23. Rồi thì bây giờ trong cái đoạn số 3 này có cái lực đặt vào không? Trong đoạn số 3 này có cái lực nó có lực P3, các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy là cộng thêm P3 nữa là xong. Và cuối cùng là M34. Thì M34 chúng ta bằng cái M trước nó là M23, ta tận dụng nó đi thì chúng ta không phải xét đoạn 2, đoạn 1 nữa, bạn hiểu vấn đề không? Rồi bây giờ sẽ gây nên bởi những cái gì mà sẽ tạo nên moment cho cái đoạn này nữa, sẽ là cái lực P3, sẽ là lực P23 và sau đó là lực P3, các bạn hiểu vấn đề không? Như vậy là P23, ta luôn luôn là có P23 và nhân cho cánh tay đòn là cái đoạn đó P23, cánh tay đòn là C, và cuối cùng là cộng cho là cái lực thêm, lực mới, tải trọng mới là P3 nhân cho C. Thì đó là chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả những cái này. Thì như vậy là đây là có 3 cái đoạn phân cách, 3 cái đoạn tiếp giáp, chúng ta sẽ có 6 hạng tử, tổng cộng 6 hạng tử: P12, P23, P34, M12, M23 và M34. Rồi thế còn bây giờ chúng ta quay trở lại với lại là cái dầm của chúng ta á, thì là nó hoàn toàn thuần túy là cái tải trọng ngoại lực thôi, chứ chúng ta không quan tâm đến cái đoạn tiếp giáp, các bạn hiểu vấn đề không? Chúng ta không để. Tức là bây giờ chúng ta không coi như đây là những cái đoạn tiếp giáp của những cái đoạn mà có nhiều độ cứng khác nhau nữa. Bây giờ bắt đầu này. Thì các bạn thấy rằng là bây giờ nó chỉ phụ thuộc vào tải trọng thôi, các bạn hiểu vấn đề không? Phụ thuộc vào tải trọng là sao? Bây giờ là các bạn đếm xem bao nhiêu tải trọng nào. M1 là 1, P1 là 2, P2 là 3, P3 là 4, P4 là 5, M2 là 6. Đúng nhỉ? 1 2 3 4 5 6.
Tiếp tục thằng W3 đấy là 7. Thằng W2 này là 8, nhưng phải bù trừ thêm một đoạn nữa. Đúng nào? Vậy là 9. 9 rồi, ok. Thằng này nữa là 10, nhưng phải bù trừ thêm cho hai thằng nữa. Bạn hiểu vấn đề không? Bù trừ thêm một thằng chữ nhật và một tam giác nữa, vậy là tổng cộng là 12. 12 hạng tử, mấy hạng tử cộng cho là 6 hạng tử này, tổng cộng là thầy sẽ có 18 hạng tử trong cái phương trình của thầy. Như vậy thầy sẽ viết này, V2'Z bắt đầu. V2'Z này. Đầu tiên là thằng P1 này trừ P1 nhân cho Z, tất cả chia cho là EI1. Đó, đó là thằng P1 này. Tiếp tục mua men này trừ đi M1 à, nhân cho là Z mũ 0, tất cả chia cho là EI1. Xong à, tiếp theo là chúng ta xử lý đến cái thằng cái tải tuyến tính này. Đó nào, tải tuyến tính này. Thì như vậy là chúng ta đã trừ đi hệ số M của chúng ta, M sẽ bằng là W1 chia cho là A. Như vậy thì trừ đi W1 nhân cho là Z mũ 3, tất cả chia cho là A và 6A. Để mà đem 6A và EI1. Thì các bạn nhớ là bây giờ chúng ta phải bù trừ tiếp cho hai thằng nữa. Bạn hiểu vấn đề đúng không? Bù trừ tiếp đó là hình chữ nhật đi lên. Vì vậy chúng ta là cộng cho là W1 à, nhân cho là, bởi vì bù trừ lúc này thì nó ở cái tọa độ này là A, vậy trên này là Z trừ đi A bình phương chia cho hai lần. Và nhớ rằng là đây là mình bù trừ là cho cái thằng mà tác dụng lên đoạn 1, cho nên vẫn là EI1. Được chưa nào? Tiếp theo là bù trừ tiếp cái đoạn tam giác thì nó vẫn là cái hệ số M là bằng W1 chia A. Sau đó thì sẽ là vẫn là W1 à, nhân cho là lúc này là Z trừ đi A cả mũ 3 chia cho 6A nhân cho là EI của đoạn số 1. Bởi vì là mình triệt tiêu cho cái đoạn mà nó có cái tải phân bố tác dụng đoạn số 1 thôi. Bạn hiểu vấn đề không? Rồi, thế là đủ rồi đấy. Bây giờ đến lượt cái đoạn P2 này của chúng ta. Đến đoạn P2, đến cái đoạn tọa độ A này, chúng ta gặp cái đoạn thằng P2 này hướng xuống. Vậy là trừ đi P2 nhân cho là lúc này là Z trừ đi A mũ 1. Thì lúc này là P2 này tác dụng đến đoạn số 2. Vì vậy các bạn phải là EI nhưng mà là của đoạn số 2. Các bạn nghe rõ chưa nào? Đó. Và tiếp theo chúng ta gặp cái thằng W2 này hướng xuống. Vậy chúng ta trừ đi W2 nhân cho là Z trừ A cả mũ 2 chia cho 2. Và lúc này cũng vẫn là đoạn của đoạn E2. Nhưng mà đến đây thì chúng ta phải bù trừ nó ở cái đoạn số 3 này. Các bạn hiểu vấn đề không? Bù trừ lại ngay, không có nó quên. Chúng ta cộng cho W2 cũng vẫn là lúc này là Z trừ đi A trừ B bình phương, tất cả chia cho là đây vẫn là đoạn số 2 thôi, cho nên là vẫn là 2 nhân cho là EI của đoạn số 2. Đó thì chúng ta sẽ không quên. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Đấy. Rồi, xong rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đến đoạn số 3 thì chúng ta sẽ gặp thằng P3 này là trừ P3. Trừ đi P3. Tiếp tục, P3 này là ở đoạn là Z trừ A trừ B mũ 1 chia cho là EI3. Rồi thì hết rồi. Đến đoạn số 3 này thì nó chỉ có mỗi P3 này thôi. Đi tiếp đến lượt thằng P4 và M2 thì trừ P4. Lúc này là tọa độ của ta là Z trừ A trừ B trừ C mũ 1 chia cho nó lúc này là EI4. Ngoài ra mình còn có M2 nữa, vậy trừ M2 Z trừ A trừ B trừ C mũ mà mũ 0 đoạn số 4 mà, cho nên là nó là EI4. À, cuối cùng là chúng ta gặp cái thằng tải phân bố này. Các bạn hiểu vấn đề không? Bố này từ cuối dầm rồi, cho nên là trừ W3 Z trừ A trừ B trừ C và bình phương, tất cả chia cho là 2 lần EI4. Rồi các bạn đếm lại này. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, đủ 12 hạng tử.
Và đến bây giờ chúng ta bổ sung thêm là tổng cộng là 6 hạng từ ở những cái nơi tiếp giáp này. Cụ thể là P12. Lúc này là P12. Bạn lưu ý này, bây giờ chúng ta thêm vào này, bắt đầu. Vậy là P12 hướng xuống, vậy thì ta trừ đi. Trừ đi. Đây là P12. Lúc này của chúng ta là Z trừ đi A. Tất cả mũ 1 bởi vì nó lực và nhân ra cánh tay đòn. Lúc này thì là EI nhưng mà của đoạn 1-2. Bạn hiểu vấn đề tiếp giáp 1-2 rồi. Và tiếp tục chúng ta gặp M12. Trừ đi M12. Vậy là Z trừ đi A. Tất cả mũ 0 chia cho EI 1-2. Đó, các bạn thấy không? Tiếp tục chúng ta đến tiếp đến là cái đoạn mà phần mà cái đoạn tiếp giáp số 3 thì chúng ta thấy là vẫn là trừ đi P23. Z trừ A trừ B. Mũ 1. Đến lúc này là tiếp giáp của đoạn 2 và 3 cho nên là EI 23. Tiếp tục M23. Vẫn là Z trừ A trừ B. Trừ A trừ B mũ 0 chia cho là EI tiếp giáp của đoạn 23. Tiếp tục đến đoạn 34 chúng ta có là trừ P34. Z trừ A trừ B và trừ C mũ 1 chia lúc này là EI nhưng mà nơi tiếp giáp là 34. Đó, các bạn hiểu vấn đề không? Rồi cuối cùng là trừ đi M34 nhân cho là Z trừ A trừ B trừ C mũ 0 chia cho lúc này là EI 4. Đó. Đấy thì nói tóm lại là đây chúng ta có 18 cái hạng tử trong cái biểu thức mà để đi tìm cái độ võng này, các bạn rõ chưa nào? Và sau đó là các bạn sẽ tích phân hai lần lên rồi tìm hằng số C1, C2 và sau đó các bạn sẽ tích có thể tính bất cứ cái chuẩn vị và góc xoay ở bất cứ một cái điểm nào mà các bạn cần tính. Đó thì khi mà thầy tính ra được cái VA, tức là khi mà thầy thấy Z bằng 0 vào thì VA và theta A nó sẽ bằng giá trị như thế này. Đó, các bạn cứ không tin các bạn cứ làm thử mà xem. Và chúng ta có thể vẽ được cái đồ thị, cái biểu đồ của cái độ võng VA và góc xoay theta A. Thì các bạn thấy rõ ràng là vì góc xoay nó là đạo hàm của chuẩn vị, cho nên nơi đâu mà góc xoay bằng 0 thì nơi đó là cái hàm độ võng của các bạn đặt cực trị. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là bằng 0 này. Đấy, các bạn gióng lên thì đây là cực trị này, các bạn thấy không? Đây bằng 0 tiếp này thì đây là cực trị này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thế và ở đây ta thấy là ngàm của chúng ta, đây là ngàm, cho nên là tại ngàm thì chuẩn vị độ võng bằng 0, cũng như tại ngàm thì góc xoay bằng 0. Rất là hoàn toàn chính xác. Và cái đầu tự do này sẽ là cái nơi mà nó biến dạng, nó sẽ chuyển vị và cũng như là nó xoay lớn nhất, các bạn thấy không nào? Đó. Đó thì nói chung là ở đây ấy, là thầy muốn làm thật kỹ những cái này để cho các bạn có một cái công cụ. Nói chung là cái công cụ mà cái hàm tích phân hàm gián đoạn này ấy, khi mà chúng ta đã hiểu được đến đây ấy, thì nó sẽ rất là thông dụng, tức là nó sẽ rất là đầy đủ các cái tính năng cho các bạn giải hầu hết những cái bài toán mà trong cái học phần môn sức bền vật liệu học của năm nay. Thế còn ngoài ra thì thầy xin muốn giới thiệu với các bạn một cái hai cái phương pháp nữa thì nó sẽ đón ở trong cái video sau. Đó là chúng ta sử dụng các cái phương pháp đó là về liên quan đến tích phân Moore, nó liên quan đến phương pháp năng lượng. Rồi sau đó chúng ta có thể có một cái ứng dụng nữa đó là nhân biểu đồ. Thì cái này chúng ta cái phương pháp đó nó cũng rất là hay và thầy sẽ giới thiệu cho các bạn ở video sau. Đó, trước mắt là cái video này các bạn xem đi xem lại để thành thạo thật là rõ. Thì thầy thấy rằng là cái phương pháp này nó rất là dễ các bạn. Cái phức tạp nhất đó chính là chẳng qua là các bạn nhắc lại đó là làm sao cho đủ những cái tải trọng khi mà cái tải phân bố, nhất là tải phân bố đặt vào đầu dầm mà nó không phân bố trên toàn chiều dài dầm, đấy là thứ nhất. Ý thứ hai nữa là cái dấu của các cái tải trọng đặt vào
Và ý thứ ba đó là các bạn phải chịu khó tích phân hai lần và đi tìm hàng số C. Thì đến lúc đó các bạn phải bấm máy tính thật là kỹ, thật là giỏi. Thì sau đó các bạn sẽ luyện cái kỹ năng mà bấm máy tính. Thì khi mà các bạn giải quyết được tất cả những cái khúc mắc đó thì cái phương pháp mà tích phân hàm gián đoạn này nó rất là hay. Bởi vì cái hay mà bởi cái phương pháp này ở chỗ là nó cho các bạn được cái quy luật, các bạn nhìn thấy không? Các bạn có thể vẽ được cái biểu đồ, vẽ được cái đồ thị độ võng và góc xoay trên toàn chiều dài dầm. Chứ còn tất cả những cái phương pháp khác, dầm giả tạo hay là nhân biểu đồ hay là bất cứ một phương pháp gì, nó chỉ giúp các bạn đi tìm độ võng và góc xoay của một cái điểm bất kỳ tại một cái tọa độ, một mặt cắt mà có tọa độ là cụ thể khi đề bài cho trước. Chứ như đi điểm A, điểm B, điểm C chẳng hạn, thì các bạn sẽ đi tìm những cái cụ thể ở những cái mặt cắt mà đề bài yêu cầu. Chứ các bạn không thể nào có được cái quy luật mà nó toàn bộ trên chiều dài dầm như này. Mà nếu như các bạn có những cái này thì các bạn thấy không? Đây cái biểu thức của các bạn đây, thì mỗi nó sẽ giúp các bạn đi tìm được cái cực trị nữa cơ. Ví dụ như các bạn ở đâu mà cái dầm mút chìa thì ở đâu đó ở phía giữa, các bạn không biết được đâu là cực trị, các bạn hiểu ý cho nó. Đây ví dụ như ban nãy chúng ta có làm cái bài tập này. Thì ở đây là các bạn không biết được là ở đâu đó là cực trị, các bạn không biết được, các bạn thấy không nào? Thì làm sao mà bây giờ cái điểm D này, đây mãi sau chúng ta mới tìm được cái tọa độ D của nó là bằng 20.3322 đúng không? Chứ còn trước đó làm sao chúng ta biết được là cái tọa độ tại nơi đây thì ở trong này nó sẽ là độ võng lớn nhất, các bạn hiểu ý cho nó. Cho nên là cái phương pháp mà nó có được cái toàn bộ cái đồ thị, cái quy luật mà độ võng và góc xoay thì nó là tổng quát nhất. Các bạn hiểu vấn đề không nào? Mà trong các cái chương trình thì nó sử dụng chính là cái phương pháp này. Bạn nghe rõ chưa? Đó. Còn tất cả những cái phương pháp khác là phục vụ cho các bạn tính tay, các bạn đi thi. Khi mà đề bài hỏi các bạn tính độ võng và góc xoay ở mặt cắt cụ thể nào đó thì các bạn sẽ tìm được. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì sau đó thì ở cái video sau thầy sẽ dạy cho các bạn những cái phương pháp đó. Thưa các bạn, thành thật xin lỗi các bạn là thầy có một cái nhầm khi mà thầy tính cái tích phân đó các bạn. Tức là khi mà từ cái biểu thức này của thầy là hoàn toàn đúng rồi, nhưng mà khi mà thầy thế cái con số vào để mà thầy tìm được cái chuyển vị góc xoay á thì thưa các bạn là thầy đã ghi nhầm ở đây. Tức là thế này này, hôm qua là thầy ghi ở đây là -500, các bạn nhìn này, -500. Thì như vậy thì khi mà thầy tính ra thì các bạn thấy là cái đáp số nó giống cái đáp số cũ của thầy đây. Đấy, thì hôm qua chúng ta ra cái đáp số, cái hôm qua đáp số của chúng ta là cái độ võng của nó là 19147. Đây là theta tại điểm 0, v tại điểm 0 mà 19147 phần 56.000. Thế nhưng mà chúng ta nhớ rằng là cái đề bài người ta cho là chúng ta là M2 là dương 500, M1 là -1000 mà M2 là dương 500. Đó thì hôm qua là không hiểu tại sao mà thầy khi mà thầy thấy số vào thì thầy lại ghi cho thêm dấu trừ ở đây. Thế thành thử ra các bạn nhìn này, đây bây giờ chúng ta xóa dấu trừ đi thì các bạn nhìn này. Đấy, M1 là -1000 là đúng rồi. Mà M2 là dương 500. Đấy, thì bây giờ thầy mới tính lại. Thì các bạn thấy là bây giờ thầy tính lại này. Bây giờ thầy sẽ tính lại cho các bạn. Đó thì chúng ta bỏ cái dấu trừ đi. Đây là dương thì bây giờ chúng ta tính lại thì các bạn nhìn này. Đây bây giờ đáp số đúng của chúng ta sẽ là như thế này. Đó. Đó thì bây giờ đáp số đúng của chúng ta các bạn nhìn ở đây là 55313 trên 168000, đúng không bạn? Đó thì bây giờ và cái góc xoay của nó là 1261 phần 160.000. Đó thì thầy đã chỉnh sửa lại ở đây rồi. Các bạn lưu ý cho thầy. Thầy xin lỗi các bạn là đấy vì hôm qua là thầy sơ suất thì thêm một cái dấu trừ vào, tại sao lại thêm một dấu trừ vào thì nó tính ra là sai. Đấy thì bây giờ chúng ta bỏ dấu trừ đi theo đúng cái dữ kiện của đề bài là M1 là -1000 mà M2 là dương 500 thì chúng ta sẽ có cái đáp số là như thế này. Đó thì thành thật xin lỗi các bạn.